Là cậu. Quân Lăng Thiên nhìn người đã dùng một quyền đánh nát kiếm quang của anh ta, nhướng mày, có chút kinh ngạc. Diệp Phàm. Long Chiến Thiên và Hắc Uyên nhìn người đàn ông này và hét lên với vẻ mặt kích động. Người này không ai khác chính là Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi Diệp Phàm xuất hiện, sắc mặt của mọi người có mặt đều thay đổi, bao gồm 5 vị hộ quốc chí tôn trên đài và 4 vị trưởng lão nội các dưới khán đài và cả những người gia chủ của các gia tộc giàu có. Vẻ mặt của bọn họ khó tin nhìn Diệp Phàm. Không phải tên này đã chết ở Lang Quốc rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Cậu còn chưa chết sao? Quân Lăng Thiên nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Người có thể giết chết tôi còn chưa ra đời. Diệp Phàm hét lớn với vẻ mặt mạnh mẽ, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào Quân Lăng Thiên, nhưng tôi chưa chết, hôm nay anh nhất định phải chết. Ha ha! Quân Lăng Thiên nhẹ nhàng cười nói, cậu muốn giết tôi? Cậu có bản lĩnh gì mà muốn giết tôi? Hiện tại Quân Thiên Sách, Bách Hoa Lâu, Điện Long Vương và các loại thế lực khác của cậu đều không còn nữa, cậu lấy cái gì giết tôi? Cậu còn không có tư cách để chiến đấu với tôi. Ai nói Điện Long Vương của tôi đã không còn? Dám nguyền rủa Bách Hoa Lâu của tôi biến mất, tôi nghĩ cậu đang muốn tìm cái chết. Đột nhiên có 2 giọng nói lạnh lùng vang lên. Một đám người xuất hiện ở đây, họ là thành viên của Long Quân và Bách Hoa Vệ của Bách Hoa Lâu, cầm đầu là Long Ngạo, điện chủ của Điện Long Vương và Trung Vô Diệp, chủ nhân của Bách Hoa Lâu. Ngũ sư phụ, thất sư phụ. Diệp Phàm nhìn 2 người rồi nhanh chóng hét lên. Nhóc con, đã lâu không gặp con, thật sự là con càng ngày càng giỏi đó chứ. Long Ngạo nhìn Diệp Phàm cười nói. Tiểu Phàm, đừng sợ, hôm nay có chúng ta ở đây, chúng ta sẽ chống lưng cho con. Trung Vô Diệm kiêu ngạo hừ một tiếng. Đó có phải là Long Vương, và Bách Hoa Chi Chủ? Khi những người quyền quý và người của chiến bộ có mặt nhìn thấy Long Ngạo và Trung Vô Diệm xuất hiện, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Long Vương, người sáng lập ra Điện Long Vương, trở thành tổ chức số 1 của Long Quốc và vị Bách Hoa Chi Chủ cực kỳ tàn nhẫn kia, hơn 10 mấy năm sau lại xuất hiện lần nữa, đây chắc chắn là một tin tức bùng nổ. Ngay cả vẻ mặt của 4 trưởng lão nội các cũng thay đổi, bọn họ nhanh chóng gửi tin nhắn cho đại trưởng lão. Long Vương. Long Chiến Thiên nhìn Long Ngạo, không khỏi kêu lên. Long Chiến Thiên, ông nhìn ông đi, mấy năm qua ông đã lăn lộn kiểu gì vậy? Vậy mà để cho người ta lật đổ, còn phải nhờ đồ đệ của tôi giải quyết cho ông, đúng là khiến nhà họ Long mất mặt. Lúc này Long Ngạo nhìn Long Chiến Thiên bằng ánh mắt khinh thường và ghét bỏ. Long Vương dạy đúng lắm. Long Chiến Thiên không dám phản bác mà chỉ cung kính nói. Long Vương, Bách Hoa Chi Chủ, không ngờ 2 người lại tới. Hôm nay thật sự rất náo nhiệt. Quân Lăng Thiên cười lạnh. Cái tên này, cậu không chỉ có ý định giết hại Quân Thiên Sách, còn muốn hủy diệt Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu của chúng tôi, lòng tham của cậu cũng lớn thật đấy. Long Ngạo liếc nhìn Quân Lăng Thiên, hai mắt hơi nheo lại, mang theo những tia lạnh lùng. Muốn tiêu diệt Bách Hoa Lâu của tôi, vậy phải xem mạng sống của cậu có đủ mạnh hay không. Trung Vô Diệm hét lên với vẻ mặt lạnh lùng, cơ thể toát ra sát khí lạnh lùng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nếu các người đã tới đây, vậy vừa hay, hôm nay tôi sẽ đưa thầy trò các người cùng nhau lên đường. Quân Lăng Thiên nói vẻ mặt khí phách. Anh đã hại chết hơn 100.000 người trong Quân Thiên Sách, hôm nay tôi muốn anh sống không bằng chết. Diệp Phàm hét lên từng chữ một, trên người tản ra sát khí vô cùng kinh khủng, giống như tu la giáng thế. Bùm! Nói xong, hắn tấn công về phía Quân Lăng Thiên. Lúc này, Diệp Phàm không chút dè dặt mà bộc phát toàn bộ sức lực, tung ra một quyền, âm thanh rung động như sấm. Xoẹt! Quân Lăng Thiên cũng không hề tỏ ra yếu thế, thanh kiếm trong tay trực tiếp chém ra, uy lực tối cao của kiếm bộc phát ra ngoài. Thanh kiếm này vô cùng lợi hại, kết hợp với đòn tấn công của Quân Lăng Thiên, lại càng lợi hại hơn. Xích Tiêu kiếm. Lúc này Long Ngạo nhìn thanh kiếm trong tay Quân Lăng Thiên, kinh ngạc nói. Đây có phải là Xích Tiêu kiếm, một trong 10 thanh kiếm nổi tiếng của Long Quốc không? Long Chiến Thiên kinh ngạc nói. Không sai, đây chính là Xích Tiêu kiếm, một trong 10 thanh kiếm nổi tiếng, không ngờ nó lại ở trong tay tên này, nhà họ Quân thật sự rất coi trọng tên nhóc này. Long Ngạo bĩu môi. Bùm bùm bùm. Lúc này, Diệp Phàm và Quân Lăng Thiên đang chiến đấu kịch liệt, hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình đối đầu trực diện với Quân Lăng Thiên có Xích Tiêu kiếm. Mặc dù Xích Tiêu kiếm rất mạnh mẽ, nhưng cơ thể Diệp Phàm đã được tôi luyện bằng máu của Tổ Vu cũng có thể so sánh với một loại vũ khí thần kỳ, cực kỳ mạnh mẽ.
Bùm bùm bùm. Mỗi cú đấm của Diệp Phàm đều đánh trúng Xích Tiêu Kiếm một cách chắc chắn. Hắn bộc phát sức mạnh thần bí trong cơ thể, trực tiếp áp chế sức mạnh của Xích Tiêu Kiếm, đánh cho Quân Lăng Thiên không ngừng rút lui. Hay! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, thi triển tuyệt kỹ độc nhất của nhị sư phụ là Võ Phá Thương Khung, tung ra một quyền hướng về phía Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên nheo mắt lại, dùng Xích Tiêu Kiếm chém ra. Bùm! Đòn tấn công của cả hai người lại va chạm nhau, phát ra một tiếng động lớn. Đột nhiên, một luồng khí hàn băng đáng sợ từ nắm đấm của Diệp Phàm bộc phát ra, dọc theo Xích Tiêu Kiếm nhanh chóng hướng về phía đối thủ. Trong nháy mắt, Xích Tiêu Kiếm đã bị bao phủ trong một tầng băng dày, toàn thân Quân Lăng Thiên bị đông cứng thành một pho tượng băng. Lập tức, vẻ mặt của mọi người có mặt đều thay đổi, trên mặt năm vị hộ quốc chí tôn kia cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bùm! Thừa dịp cơ hội này, Diệp Phàm lại đánh ra một quyền, đánh vào trên người Quân Lăng Thiên, khiến toàn thân anh ta bay đi. Thân thể Quân Lăng Thiên đập xuống đất, băng trên người vỡ vụn, phun ra một ngụm máu và bị thương nặng. Mà Diệp Phàm lại lao về phía Quân Lăng Thiên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, Mộ Thiên Vấn, Bạch Thao và ba vị hộ quốc chí tôn còn lại đã đồng loạt ra tay và tấn công về phía Diệp Phàm. Bùm! Một quyền của Diệp Phàm va chạm với đòn tấn công của năm vị hộ quốc chí tôn, hai bên đều rút lui. Hôm nay tôi cũng sẽ lấy mạng của các người, không cần thiết phải vội tìm đường chết như vậy đâu. Diệp Phàm nhìn năm người, lạnh lùng hét lên. Nhóc con, cậu quá kiêu ngạo, đây là căn cứ của chiến bộ, không thể cho phép cậu làm loạn như vậy được. Mộ Thiên Vấn nhìn Diệp Phàm và hét lên lạnh lùng. Làm loạn thì thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tìm đường chết. Năm vị hộ quốc chí tôn này nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt đầy sát khí, bọn họ sắp ra tay chống lại hắn. Trước mặt tôi, mà muốn chạm vào đồ đệ của tôi sao, coi Long Ngạo này không tồn tại à? Long Ngạo nhìn năm vị hộ quốc chí tôn này và hét lên lạnh lùng. Đừng nói nhảm với bọn họ, cứ giết hết toàn bộ đi. Bách Hoa Chi chủ hừ lạnh một tiếng, lao thẳng về phía năm vị hộ quốc chí tôn này, tung ra một chưởng đánh trúng điểm yếu của bọn họ. Tiểu Phàm, con yên tâm xử lý tên kia đi, những người này giao cho chúng ta. Long Ngạo nói một câu với Diệp Phàm, đồng thời cũng lao về phía năm vị hộ quốc chí tôn. Bùm bùm bùm. Hai cường giả Bách Hoa Chi chủ và Long Vương đã chiến đấu quyết liệt với năm vị hộ quốc chí tôn. Loại hình ảnh này thật sự cực kỳ hiếm thấy. Mà Diệp Phàm nhìn chằm chằm Quân Lăng Thiên, từng bước một đi về phía anh ta. Tôi đã đánh giá thấp cậu. Quân Lăng Thiên đứng dậy, nhìn Diệp Phàm và hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Bùm! Diệp Phàm lần nữa đánh ra một quyền, Quân Lăng Thiên nheo mắt lại, một luồng sức mạnh huyết mạch kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra. Ấn Quân Thiên! Quân Lăng Thiên đột nhiên hét lên, anh ta thu lại Xích Tiêu Kiếm, hai tay tạo thành một ấn lớn. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể dung nhập vào đó, trực tiếp bay thẳng về phía Diệp Phàm. Uy lực của chiêu thức này vượt qua võ kỹ cao cấp và đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm giác được một tia áp bức, hắn tập trung ánh mắt, đánh ra một quyền. Võ Toái Càn Khôn. Diệp Phàm một lần nữa thi triển tuyệt kỹ độc nhất của nhị sư phụ, dùng hết sức tung ra một cú đấm, toàn bộ sức mạnh thần bí trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Rầm rầm rầm. Lúc này sấm sét đinh tai nhức óc, mọi người có mặt đều cảm nhận được một cảm giác nghẹt thở mãnh liệt. Phụt! Ngay lập tức, cái ấn lớn được Quân Lăng Thiên thi triển bị Diệp Phàm phá vỡ, anh ta trực tiếp bay ra ngoài, lần nữa đập xuống đất, phun máu. Lúc này, Quân Lăng Thiên đã bị thương rất nặng, ngay cả đứng dậy cũng không được. Phụt phụt phụt! Cùng lúc đó, Mộ Thiên Vấn, Bạch Thao và ba vị hộ quốc chí tôn khác bị Long Ngạo và Trung Vô Diệm đánh bại, năm người bọn họ đều phun máu. Nửa quỳ trên mặt đất. Diệp Phàm vung con dao găm màu đen, nhìn chằm chằm Quân Lăng Thiên và năm vị hộ quốc chí tôn với vẻ mặt khát máu, các người đã hại chết Quân Thiên Sách, hôm nay tôi sẽ bắt các người nợ máu trả bằng máu. Nói xong hắn định ra tay với 6 người này. Chờ đã. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Ngay lập tức, từ xa xuất hiện một quân đoàn mặc áo giáp vàng, họ là Ngự Lâm Quân, những hộ vệ đang canh giữ cung điện. Trước mặt đội Ngự Lâm Quân này là một người đàn ông uy nghiêm mặc áo bào màu tím, khuôn mặt chữ điền, trông chừng khoảng 50 tuổi, toàn thân toát ra uy thế của một vị vua thực sự. Quốc chủ, Lữ Tứ Hải và bốn vị trưởng lão nội các nhìn thấy người đàn ông mặc áo tím này thì đều biến sắc, cùng kêu lên. Đúng vậy, người này chính là quốc chủ Long Quốc. Bái kiến quốc chủ, các quyền quý và người chiến bộ đều cung kính kêu to.
nhưng Diệp Phàm lại không hành lễ, chỉ liếc nhìn vị quốc chủ này với ánh mắt lạnh nhạt. Quốc chủ, sao ngài lại đến đây? Long Chiến Thiên lên tiếng. Chấm không đến thì Long Quốc sắp xảy ra chuyện. Quốc chủ Long Quốc lắc đầu cảm thán, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi là Diệp Phàm. Đúng vậy. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi xuất lĩnh quân Thiên Sách chống lại đại quân bảy nước, chém bảy nguyên soái, chấm thay mặt cho muôn vàn người dân Long Quốc cảm ơn ngươi. Quốc chủ Long Quốc nói. Diệp Phàm nở nụ cười châm chọc, hiện tại lại biết cảm ơn tôi. Lúc trước hắn giành nhận công lao của tôi, sao ông không nói gì? Lúc bọn họ hại chết mười mấy vạn chiến sĩ quân Thiên Sách, ông lại ở đâu? Bây giờ chạy đến giả mù mưa xa cho ai xem? Diệp Phàm, không được vô lễ với quốc chủ. Long Chiến Thiên vội vàng nói. Không sao. Chuyện của quân Thiên Sách là lỗi của chấm không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn như vậy. Quốc chủ Long Quốc thở dài, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho các chiến sĩ anh hùng đã hy sinh đó. Thiên Tôn! Quốc chủ Long Quốc hét lớn. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt năm người Mộ Vấn Thiên, tung ra một chưởng. Năm vị hộ quốc chí tôn còn chưa kịp phản ứng đã bị một chưởng của người này đánh nát thân thể. Hình ảnh này làm mọi người hít sâu một hơi. Bọn họ không ngờ năm vị hộ quốc chí tôn lại chết dễ dàng như vậy. Sau đó bọn họ cùng nhìn về phía người ra tay. Người này mặc bộ vest đen, sắc mặt lạnh lùng, tản ra hơi thở cực kỳ bá đạo, làm người không rét mà run. Thiên Tôn, Long Chiến Thiên, Lữ Tứ Hải và bốn vị trưởng lão nội các đều nhìn người này với ánh mắt kính nể. Có lẽ người khác không biết người này là ai, nhưng bọn họ lại biết rõ sự đáng sợ của người này. Thiên Tôn là người đứng đầu thiên bảng, chiếm giữ vị trí đầu thiên bảng suốt 20 năm. Ông ta còn có một thân phận khác, đó là thủ lĩnh cấm quân Long Quốc. Cấm quân là một lực lượng vực kỳ thần bí bảo vệ quốc chủ, vẫn luôn ẩn giấu trong hoàng cung, chưa bao giờ ra mặt, nghe đồn thực lực thấp nhất là thiên cảnh, mà Thiên Tôn lại là thủ lĩnh cấm quân. Thiên Tôn, không ngờ ông cũng xuất hiện. Long Ngạo nhìn Thiên Tôn, cười nói. Không biết như vậy cậu đã vừa lòng chưa? Quốc chủ Long Quốc nhìn Diệp Phàm, nói. Ông giết năm người kia vì muốn tôi buông tha hắn ta. Diệp Phàm chỉ vào Quân Lăng Thiên, lạnh nhạt nói. Hắn không thể chết được. Quốc chủ Long Quốc gật đầu. Nếu tôi muốn giết hắn thì sao? Diệp Phàm nói. Đệ tử nhà họ Quân chúng ta là người ngươi muốn giết là giết. Đột nhiên một âm thanh lạnh băng vang lên, phía xa hơn 1.000 người xuất hiện. Cầm đầu là một người đàn ông cầm kiếm, tản ra hơi thở đáng sợ, thực lực của ông ta đã đạt đến bán bộ vương cảnh. Bán bộ vương cảnh. Chỉ kém nửa bước thì có thể bước vào vương cảnh. Đạt đến cảnh giới này, trừ khi cao thủ vương cảnh chân chính ra tay, nếu không không ai có thể làm gì được. Người nhà họ Quân đến, mày chết chắc rồi. Quân Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Hôm nay không ai có thể cứu được mày. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dám động đến đệ tử nhà họ Quân, thật to gan. Người đàn ông cầm đầu kia chỉ kiếm vào Diệp Phàm, quát lớn, hơn 1.000 người sau ông ta cùng rút kiếm ra. Tản ra khí thế lạnh băng quyết đoán. Dám động đến đệ tử của Tiêu Thiên Sách này, lá gan không nhỏ. Giây tiếp theo, một tiếng nổ to lớn vang dội vang lên trong căn cứ chiến bộ. Lúc này ngoài căn cứ, vô số tiếng bước chân dày nặng truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ xuất hiện, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Dẫn đầu đám chiến sĩ này là một người đàn ông mặc chiến giáp trắng, tay cầm trường kiếm, cả người tản ra chiến ý ngập trời. Giống như một chiến thần. Người này chính là chiến thần Thiên Sách, lục sư phụ của Diệp Phàm, Tiêu Thiên Sách. Thấy Tiêu Thiên Sách xuất hiện, đa số những người ở đây đều biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ không ngờ chiến thần Tiêu Thiên Sách mất tích mười mấy năm lại cường thế trở về. Lục sư phụ, Diệp Phàm kêu lên. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy các quân đoàn trưởng quân Thiên Sách đứng sau đối phương thì càng thêm kích động. Không phải quân Thiên Sách đã. Quân Lăng Thiên nhìn đám người quân Thiên Sách chết đi sống lại kia, đồng tử co rụt lại, khó có thể tin. Tiêu Thiên Sách, người đàn ông cầm kiếm đến từ nhà họ Quân nhìn Tiêu Thiên Sách, lạnh lùng quát. Dám động đến đệ tử của ta, giết không tha. Tiêu Thiên Sách lạnh nhạt vô tình nói. Nói xong ông bước lên cầm kiếm xông thẳng về phía người đàn ông cầm kiếm kia. Người đàn ông kia nhìn thấy Tiêu Thiên Sách tấn công thì vung kiếm ngăn cản. Rắc, phụt. Kết quả thanh kiếm trong tay người này bị kiếm của Tiêu Thiên Sách chặt đứt, xuyên qua đầu của ông ta, chém thành hai nửa.
vị cao thủ bán bộ vương cảnh của nhà họ Quân còn chưa kịp phản ứng đã bị chém thành hai. Tiêu Thiên Sách vừa xuất hiện đã giết chết một cao thủ bán bộ vương cảnh, mọi người ở đây lại hít sâu một hơi. Sau khi Tiêu Thiên Sách ra tay, người của Quân Thiên Sách cũng xông lên lao về phía hơn ngàn người của người đàn ông nhà họ Quân kia. Mở ra một trận chém giết kịch liệt. Mặc dù thực lực của ngàn người này rất mạnh, nhưng đối mặt với vô số Quân Thiên Sách thì không địch lại nổi, cuối cùng đều chết thảm. Tiêu Thiên Sách cầm kiếm, tản ra khí chàng đáng sợ đã đi tới. Cuối cùng cũng đến. Long Ngạo cười nói. Lục sư phụ. Diệp Phàm kêu lên, đối phương nhìn hắn, Tiểu Phàm, hôm nay con muốn giết ai cũng được, mọi chuyện có sư phụ chống lưng cho con. Thiên Sách. Quốc chủ Long Quốc nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, sắc mặt thay đổi, đang định lên tiếng thì Tiêu Thiên Sách nói, Quốc chủ, hôm nay Thiên Sách chỉ có thể làm càn một lần, xin quốc chủ thông cảm. Tiêu Thiên Sách. Người muốn đối địch với quốc chủ sao? Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Ta sẽ không phản bội Long Quốc, cũng sẽ không đối đầu với quốc chủ, nhưng Diệp Phàm là đồ đệ của ta, nó muốn giết ai, người làm sư phụ như ta sẽ giúp nó. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói, Thiên Tôn, nếu ngươi cảm thấy ta mạo phạm quốc chủ thì cứ việc ra tay. Năm đó không có cơ hội đánh một trận với ngươi, hôm nay ta muốn thỉnh giáo ngươi chút. Thiên Tôn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách. Đang định ra tay thì bị quốc chủ ngăn cản, đối phương nói, thôi. Sau đó Thiên Tôn dừng tay, quốc chủ Long Quốc nhìn về phía Diệp Phàm, nói, hắn là dòng chính nhà họ Quân, nếu ngươi giết hắn, nhà họ Quân tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, nếu bọn họ tức giận, cho dù Cổ Tam Thông ra tay cũng khó giữ được ngươi. Tôi nói, hắn cần phải chết. Diệp Phàm lạnh nhạt quát. Nói xong hắn cầm kiếm đâm về phía Quân Lăng Thiên. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên. Một bóng người lao về phía này, trên người tản ra uy áp vương cảnh. Người này là một cao thủ vương cảnh, ông ta lao về phía Diệp Phàm. Lúc này ba người Tiêu Thiên Sách, Long Ngạo, Trung Vô Diễm cùng ra tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bùm! Ba người vừa ra tay, thực lực bộc phát mạnh đến mức đánh bay cường giả vương cảnh. Dầm! Cùng lúc đó, Diệp Phàm vung kiếm chặt đứt cổ Quân Lăng Thiên. Anh ta cho tới chết cũng không thể nào tin được Diệp Phàm thế mà lại dám giết mình, anh ta trợn tròn mắt, ngã rầm xuống đất, chết không nhắm mắt. Quân chủ. Khi tên cường giả vương cảnh nhìn thấy Quân Lăng Thiên chết thảm, vẻ mặt liền thay đổi, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và đám người Tiêu Thiên Sách, các người dám giết chết quân chủ. Các người đã gây ra đại họa, cứ chờ đó, nhà họ Quân nhất định sẽ không tha cho các người. Hoan nghênh nhà họ Quân đến đây, Tiêu Thiên Sách nhàn nhạt nói. Đã rất lâu rồi tôi không có hoạt động gân cốt, nhớ phái nhiều người hơn nữa nhé. Long Ngạo cười mỉa mai nói. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu, Trung Vô Diễm tàn nhẫn nói. Các người, cường giả vương cảnh trừng mắt nhìn đám người Tiêu Thiên Sách, sau đó liếc nhìn Diệp Phàm, rồi xoay người rời đi. Long Quốc chẳng thể nào yên ổn được, quốc chủ Long Quốc lắc đầu ngao ngán. Soạt, Diệp Phàm đột nhiên lấy ra một lá thư đưa cho quốc chủ. Đây là... Quốc chủ Long Quốc tò mò hỏi. Hãy xem như đây chính là sự đền bù cho việc tôi giết anh ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Quốc chủ Long Quốc mở lá thư ra, vẻ mặt liền thay đổi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Bức thư này chính là văn thư lúc trước quốc chủ Lang Quốc đã viết, trong đó nói đến việc nhượng lại ngàn dặm lãnh thổ và đền bù hàng nghìn tỷ. Đây là sự thật sao? Quốc chủ Long Quốc nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin được. Đương nhiên. Đây là video tôi đã quay lại. Diệp Phàm đưa đoạn video lúc đó cho quốc chủ. Còn quốc chủ Long Quốc khi xem đoạn video này thì vô cùng phấn khích. Lúc này Long Chiến Thiên và Thiên Tôn cũng tò mò nhìn xem, kết quả là cả hai đều cực kỳ kinh hãi. Soạt soạt. Lập tức bọn họ quay sang nhìn Diệp Phàm. Hắn thế mà lại có thể ép quốc chủ Lang Quốc phải nhượng lại hàng ngàn dặm lãnh thổ và bồi thường hàng nghìn tỷ. Không phải là quá lợi hại rồi sao? Có đoạn video này, Lang Quốc sẽ không dám phủ nhận. Diệp Phàm tiếp tục nói. Thay mặt Long Quốc, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho đất nước. Quốc chủ trịnh trọng nói với Diệp Phàm. Không cần, chỉ cần để cho Long Soái trở về chiến bộ, ban thưởng thật nhiều cho Quân Thiên Sách là được. Diệp Phàm đáp. Được. Quốc chủ Long Quốc gật đầu nói, chấm tuyên bố Long Soái trở lại phụ trách chiến bộ. Toàn bộ Quân Thiên Sách có công lớn trong việc bảo vệ đất nước. Vì vậy thưởng cho tất cả tướng sĩ thăng liên tiếp 3 cấp và trao tặng bằng khen anh hùng, điều này công bố cho cả nước. Thay mặt Quân Thiên Sách, tạ ơn bệ hạ,
Tiêu Thiên Sách nói. Thiên Sách, nếu như ông đã trở lại, thì hãy tiếp tục đảm nhận vị trí quân chủ quân Thiên Sách đi. Quốc chủ Long Quốc nói, sau đó ánh mắt lại liếc nhìn Diệp Phàm, còn Diệp Phàm, cậu giết chết nguyên soái của 7 nước, ép được Lang Quốc nhượng lại hàng ngàn dặm, bồi thường nghìn tỷ, đã có những đóng góp to lớn cho Long Quốc. Vậy nên chấm tuyên bố trao tặng danh hiệu tướng quân thập tinh, phong làm hộ quốc thần tướng, ban thưởng tước vị thân vương, có quyền chỉ huy 3 đội quân và tiền trảm hậu tấu. Xì sao? Sau khi quốc chủ Long Quốc vừa dứt lời, tất cả quan chức, đám người của hào môn thế gia và 4 vị trưởng lão của nội các đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt cực kỳ kinh hãi. Đầu tiên bọn họ bị kinh ngạc vì Diệp Phàm thực sự đã buộc được Lang Quốc phải nhượng lại hàng ngàn dặm lãnh thổ và bồi thường nghìn tỷ, sau đó lại bị kinh hãi trước phần thưởng của quốc chủ. Quân hàm cao nhất của Long Quốc là tướng quân cửu tinh, trước nay chưa từng có tướng quân thập tinh, thế nhưng hôm nay quốc chủ lại phong cho Diệp Phàm quân hàm này, điều này không phải là hắn sẽ đứng trên tất cả các tướng lĩnh của Long Quốc hay sao? Thậm chí còn cao hơn cả quân hàm của Long Soái. Hơn nữa, hắn còn được phong làm hộ quốc thần tướng, ban thưởng tước vị thân vương, còn nắm quyền chỉ huy 3 đội quân và tiền trảm hậu tấu, đây không phải là dưới 1 người trên vạn người à? Lúc này, Diệp Phàm có thể nói là tràn ngập trong vinh quang. Quốc chủ, cái này. Quốc chủ thấy Diệp Phàm muốn từ chối, liền nói với hắn, đây là điều mà cậu đáng được nhận, đừng từ chối. Nếu quốc chủ đã ban thưởng như vậy, thì tiểu Phàm cứ nhận lấy đi. Long Ngạo mỉm cười. Cảm ơn quốc vương, Diệp Phàm nói. Từ nay, Diệp Phàm chính là tướng quân đứng đầu Long Quốc, nhìn thấy hắn cũng giống như nhìn thấy chấm, đã hiểu chưa? Lúc này, quốc chủ Long Quốc nhìn đám người rồi tuyên bố. Vâng, các quan chức, hào môn thế gia và các đại tướng quân ở đây đều gật đầu, bọn họ nhìn Diệp Phàm, rồi cung kính đồng thanh nói, tham kiến tướng quân. Lúc này, ngay cả Lữ Tứ Hải và những đại gia tộc khác có thù oán với Diệp Phàm cũng phải cúi đầu hành lễ với hắn. Hơn nữa trong thâm tâm bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ ý định trả thù Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ đã không còn là người mà bọn họ có thể động vào được nữa. Nếu bọn họ vẫn muốn làm kẻ thù với Diệp Phàm, thì chính là đang tìm con đường chết. Sau đó, quốc chủ Long Quốc và những người khác đều rời khỏi đây. Diệp Phàm đi tới trước mặt Tiêu Thiên Sách nói, Lục Sư Phụ, quân Thiên Sách bọn họ. Con cho rằng bọn họ đã chết rồi sao? Tiêu Thiên Sách mở miệng nói, quân Thiên Sách là một tay sư phụ gầy dựng, bọn họ làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Thiếu quân chủ, lúc trước xảy ra vụ nổ ở Nhất Tuyến Thiên, nhưng may mắn quân chủ xuất hiện kịp thời, nên đã tránh khỏi thương vong cho quân Thiên Sách. Hóa ra là như vậy. Diệp Phàm nhìn về phía 3 vị sư phụ của mình, 3 vị sư phụ, tại sao mọi người đều xuống núi vậy ạ? Còn không phải vì đại sư phụ lo lắng cho con sao, nên ra lệnh cho chúng ta xuống núi để bảo vệ con, bà ấy nói là nếu như con có chuyện gì, bà ấy sẽ lột da của chúng ta. Long Ngạo oán giận nói. Ngũ sư phụ, sao người lại giận dỗi như vậy? Hay là con đi nói chuyện với đại sư phụ nhé? Diệp Phàm đùa. Nhóc con này nếu dám nói bậy, sư phụ sẽ đánh chết con mà xem. Long Ngạo tức giận trừng mắt nhìn hắn. Được rồi, ông là sư phụ của tiểu Phàm, bảo vệ đồ đệ của mình là đương nhiên rồi. Trung Vô Diễm liếc nhìn Long Ngạo, sau đó nói với Diệp Phàm, tiểu Phàm, Sở Sở đã tỉnh rồi, 2 ngày nay đều lo lắng cho con nên quay về gặp cô ấy đi, nếu không sư phụ sợ cô ấy sẽ bị bệnh tương tư mất. Vâng, Diệp Phàm gật đầu. Long Vương, ông còn muốn rời đi sao? Gia tộc, lúc này Long Chiến Thiên nhìn Long Vương nói. Tôi không còn liên quan gì đến gia tộc đó nữa. Chuyện của họ đừng đến tìm tôi. Long Ngạo hừ một tiếng. Ngũ sư phụ, người và Long Soái là người nhà sao? Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này, tò mò hỏi. Trước đây là vậy, nhưng bây giờ thì không. Long Ngạo lạnh lùng nói. Tại sao? Còn Long Chiến Thiên thì chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Diệp Phàm nhìn ra trong chuyện này còn có ẩn khúc gì đó, nhưng cũng không tiện hỏi thêm mà nói. Nhà họ Quân có lai lịch như thế nào ạ? Quân gia là một gia tộc lâu đời, tạm thời không thể giải thích ngay được, sau này con sẽ biết. Trung Vô Diễm nói. Đúng rồi, tiểu Phàm, thanh kiếm này là Xích Tiêu kiếm, một trong 10 đại danh kiếm của Long Quốc, con lấy dùng đi. Lúc này, Vô Diễm nhặt thanh Xích Tiêu kiếm của Quân Lăng Thiên lên rồi đưa cho Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm vừa cầm kiếm, hắn cảm nhận được trong kiếm có một cỗ uy lực đáng sợ, thầm nhủ rằng thanh kiếm này thật phi thường. Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp trở về Thiên Hải. Chẳng mấy chốc, một tin tức đã lan truyền khắp đế đô.
Thiếu soái chiến bộ đã cấu kết với hộ quốc chí tôn để cướp công lao của thiếu quân chủ quân Thiên Sách và âm mưu giết chết quân Thiên Sách, giờ đây tất cả họ đều đã bị chết. Còn người đã giết chết nguyên soái của bảy nước và khiến đại quân bảy nước bị tổn hại nặng nề chính là thiếu quân chủ quân Thiên Sách. Để khen ngợi vị thiếu quân chủ quân Thiên Sách này, quốc chủ Long Quốc đã trao tặng tướng quân Thập Tinh, ban thưởng tước vị thân vương và danh hào hộ quốc thần tướng. Tin tức này vừa truyền ra, cả đế đô đều vô cùng chấn động. Chẳng bao lâu, toàn bộ Long Quốc đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng vị thiếu soái từng được vô số người dân Long Quốc coi là thánh bảo hộ lại là một kẻ nói dối, và anh hùng thực sự hóa ra lại là đệ tử của chiến thần Thiên Sách. Hơn 10 năm trước, chiến thần Thiên Sách đã đẩy lùi liên quân của năm nước, bảo vệ Long Quốc, bây giờ đồ đệ của ông ấy lại đánh bại liên quân bảy nước, một lần nữa cứu được Long Quốc. Đây đúng là sự nối tiếp tốt đẹp mà. Lúc này, vô số người dân Long Quốc ca ngợi chiến thần Thiên Sách và đồ đệ được phong là hộ quốc thần tướng của ông ấy. Bốn chữ hộ quốc thần tướng này đã lan rộng khắp Long Quốc và trở thành đại anh hùng vĩ đại được vô số người dân ngưỡng mộ. Người trẻ của Long Quốc xem hộ quốc thần tướng chính là thần tượng của mình, lần lượt đi nhập ngũ với hy vọng được đi theo vị anh hùng này. Sau đó bốn chữ này lại lan rộng khắp thế giới, làm dấy lên cuộc thảo luận ở nhiều quốc gia. Nhưng Diệp Phàm lại không biết điều này. Hắn bây giờ đã trở lại biệt thự ở Thiên Hải. Tiểu Phàm ca ca. Khi Đường Sở Sở nhìn thấy Diệp Phàm, cô liền nhào vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy hắn với đôi mắt đẫm lệ. Sở Sở, xin lỗi đã làm em lo lắng rồi. Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở, vuốt tóc cô, nói xin lỗi. Tiểu Phàm ca ca, không sao đâu. Đường Sở Sở vui vẻ nói. Yên tâm đi, Tiểu Phàm ca ca còn chưa cưới em mà, vậy nên không thể chết được. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, lau nước mắt cho Đường Sở Sở. Đường Sở Sở bỗng nhiên bật cười, vô cùng hạnh phúc. Lúc này Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm bước ra, bọn họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diệp Phàm vẫn ổn. Cảm ơn mọi người mấy ngày nay đã chăm sóc Sở Sở. Diệp Phàm nhìn bọn họ rồi nói. Đây là việc chúng tôi nên làm mà. Lâm Thi Âm đáp. Đúng rồi, Tiểu Phàm ca ca, hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Anh và em đến đường ra để chúc mừng sinh nhật mẹ em nhé. Nhưng vì chuyện em bị hôn mê nên mẹ vẫn còn giận anh. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Được, Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Bọn họ sau đó rời khỏi biệt thự và đi đến nhà họ Đường. Nhưng vào lúc này, Trùng Vô Diễm lại xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt nặng nề nhìn Diệp Phàm nói, Tiểu Phàm, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy ạ? Diệp Phàm tò mò hỏi. Võ Minh đã bị ám sát. Trung Vô Diễm trầm giọng nói. Đỉnh núi Thái Sơn. Lúc này, khắp nơi đều là xác chết, máu chảy thành sông. Hàng ngàn đệ tử trong võ minh bị tàn sát, tổn thất nặng nề. Bên ngoài chính điện, tất cả trưởng lão của võ minh đều bị thương nặng, ngã xuống đất, phó minh chủ Viêm Khiếu của võ minh lại càng bị thương nặng hơn, đang hôn mê, hai người con là Viêm Liệt và Viêm Sán Sán đang liên tục gọi cha mình. Ngoài ra, lão Mạc, người phụ trách quét dọn tàng bảo cát của võ minh cũng đứng ở đây, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, bị thương khá nặng. Mà ánh mắt của ông ấy lại dán chặt vào một lão giả mặc trường sam, vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, tản ra một cỗ lực uy thế ngang ngược, đè nén không khí xung quanh đến vặn vẹo, phía sau còn có hàng trăm đệ tử cầm kiếm, thực lực của mỗi người đều từ địa cấp trở lên, mạng của mấy ngàn người trong võ minh đều chết trên tay nhóm người này. Nhóm người này là đệ tử của Long Tượng Tông. Lão giả dẫn đầu là nhị trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông. Không ngờ trên đời này trong giới võ thuật còn cất giấu một cường giả như ông, là lão đây đã đánh giá thấp ông. Nhị trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông nhìn lão Mạc lạnh lùng hét lên. Rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại tàn sát võ minh của chúng tôi? Lão Mạc lạnh lùng nói. Bởi vì thiếu chủ của võ minh các người đã giết chấp sự ngoại môn của Long Tượng Tông, cho nên các người phải chết. Không chỉ có các người. Mà toàn bộ giới võ thuật của Long Quốc sẽ phải trả giá đắt cho những gì mà thiếu chủ các người đã làm, sau khi tiêu diệt các người, toàn bộ giới võ thuật và thằng nhóc kia cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nhị trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Lão Mạc nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu ông dám làm tổn thương thiếu chủ của chúng tôi, chủ nhân nhà tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Hừ, Long Tượng Tông của chúng tôi là tông môn ẩn thế thiên cấp, ai dám trở thành kẻ thù của Long Tượng Tông? Nhị trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông khinh thường nói. Sau đó ông ta hét lên với vẻ mặt đầy sát khí, được rồi, nói nhảm với các người lâu như vậy, đã đến lúc đưa các người lên đường. Giết!
nhị trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông ra lệnh. Các đệ tử của Long Tượng Tông có mặt lại tấn công về phía hơn chục người còn lại trong võ minh, muốn giết hết tất cả bọn họ. Lão Mạc nheo mắt lại, dùng toàn lực lao về phía đám người, đánh ra một trường, trong nháy mắt đã giết chết mấy đệ tử Long Tượng Tông. Sắc mặt nhị trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông lạnh lùng, tiến lên một bước, trực tiếp tấn công về phía Lão Mạc, trên người ông ta bộc phát thực lực nửa bước vương cảnh. Ầm. Tiếp theo đó một tiếng ầm vang lên. Cơ thể Lão Mạc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất điên cuồng nôn ra máu. Thực lực của Lão Mạc đã đạt đến quân cảnh cấp 9, nhưng đối mặt với cường giả Long Tượng Tông nửa bước vương cảnh này, ông ta vẫn kém một bậc. Không biết tự lượng sức mình. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Những người khác đánh thẳng về phía Viêm Liệt, Viêm Sán Sán và các trưởng lão võ minh khác. Ong ong ong. Bỗng từ xa vang lên tiếng cánh quạt máy bay đang quay. Một chiếc trực thăng bay vụt qua trong nháy mắt đã bay tới đỉnh núi Thái Sơn. Ngay sau đó, một bóng người nhảy ra khỏi trực thăng. Ở độ cao 1.000 mét, người này nhảy xuống, đáp thẳng xuống đỉnh núi Thái Sơn, gây ra một tiếng động lớn. Người này giẫm hai chân trên mặt đất, tạo thành hai cái hố sâu khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển. Và người này không ai khác chính là Diệp Phàm. Sau khi hắn biết được tin tức về chuyện xảy ra ở Võ Minh, hắn lập tức yêu cầu Thiên Hải chuẩn bị máy bay trực thăng, với tình trạng hiện tại và thân phận của hắn, sau khi Tổng đốc Thiên Hải biết yêu cầu của hắn thì chuẩn bị ngay. Sau đó bốn người Đông Phương Hạo Thiên, Huyến Phu, Diệm và Cơ Như Yên cũng nhảy ra khỏi trực thăng. Thiếu chủ, Lão Mạc, Viêm Liệt và các trưởng lão võ minh thấy Diệp Phàm xuất hiện thì giống như gặp được một tia sáng trong bóng tối, bọn họ hét lên. Khi Diệp Phàm nhìn thi thể của đệ tử võ minh rải rác khắp nơi, sắc mặt tối sầm, trong mắt tràn đầy sát ý. Mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với võ minh, nhưng võ minh là thế lực của nhị sư phụ, bây giờ võ minh lại bị tàn sát như thế này, chẳng phải là một cái tát vào mặt nhị sư phụ của hắn sao? Tát vào mặt nhị sư phụ hắn chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Làm sao Diệp Phàm có thể nhịn được? Trong phút chốc, trong cơ thể Diệp Phàm bùng nổ ra sát khí ngập trời. Phụt phụt phụt. Luồng sát khí cực kỳ đáng sợ của Diệp Phàm bộc phát, trực tiếp làm nổ tung thi thể của hàng trăm đệ tử Long Tượng Tông, máu bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này, sắc mặt của nhị trưởng lão ngoại môn Long Tượng Tông thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh lùng nói, cậu là ai? Diệp Phàm căn bản không muốn nói nhảm với người này, hắn vung nắm đấm trực tiếp đánh thẳng về phía đối phương. Khi hắn tung cú đấm này, vẻ mặt của nhị trưởng lão thay đổi. Một luồng khí tức đáng sợ toát ra từ trên người ông ta, hình bóng của hai chân long và hai cự tượng trực tiếp lao ra, toát ra uy thế đáng sợ, lao về phía Diệp Phàm. Vào lúc này, nhị trưởng lão bộc phát lực lượng của hai chân long và hai cự tượng, vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Phàm tung ra một cú đấm, trong nháy mắt làm nổ tung tất cả bóng dáng của chân long và cự tượng. Phụt! Cú đấm của hắn đánh thẳng lên người nhị trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông, khiến cơ thể ông ta nổ tung ngay tại chỗ. Một cường giả nửa bước vương cảnh còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Phàm đấm thành từng mảnh. Trong lúc nhất thời, những đệ tử còn lại của Long Tượng Tông đều sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được. Giết! Diệp Phàm hét lên một chữ, bốn người Đông Phương Hạo Thiên lao ra và bắt đầu chém giết những đệ tử còn lại của Long Tượng Tông. Trong vòng chưa đầy 3 phút, tất cả thành viên của Long Tượng Tông đều chết thảm. Diệp Phàm bước đến bên cạnh Lão Mạc, Lão Mạc, ông thấy thế nào? Thiếu chủ! Lão Mạc thấy Diệp Phàm thì hô to, ho khan một tiếng. Diệp Phàm trực tiếp phun kim bạc lên bắt đầu điều trị cho Lão Mạc. 10 phút sau, vết thương của Lão Mạc dần dần bình phục, Viêm Liệt hét lên với Diệp Phàm, thiếu chủ, cứu cha tôi với, ông ấy sắp chết rồi. Diệp Phàm liếc nhìn Viêm Khiếu rồi nói, mang ông ta vào phòng. Sau đó, Viêm Khiếu được đưa vào phòng. Diệp Phàm bắt đầu giúp ông ta điều trị. Trong khi Diệp Phàm đang chữa trị cho Viêm Khiếu, tin tức võ minh bị tàn sát đã lan truyền khắp giới võ thuật của Long Quốc, gây chấn động toàn bộ giới võ thuật. Võ minh là thế lực lớn nhất trong giới võ thuật, bây giờ lại bị người ta tàn sát. Ai có nhiều năng lượng đến vậy? Chẳng mấy chốc đã có tin tức rằng là do tông môn ẩn thế làm. Sau khi các thế lực võ thuật khác biết là do tông môn ẩn thế làm, trong lòng bọn họ mới hết kinh ngạc. Nếu là do tông môn ẩn thế ra tay thì việc tàn sát võ minh lại có thể xảy ra. Xét cho cùng thì các thế lực ẩn thế cường đại hơn các thế lực trong giới võ thuật, đặc biệt là bên trong các thế lực ẩn thế còn có các thế lực ẩn thế từ địa cấp trở lên,
bất cứ ai trong số bọn họ cũng có thể dễ dàng trấn áp giới võ thuật. Trong một lúc, rất nhiều người đều cảm thấy thổn thức. Võ minh này đã hùng mạnh mấy chục năm rồi, nhưng không ngờ lại bị người ta tàn sát như thế. Trong chớp mắt, màn đêm buông xuống. Trong một căn phòng ở Võ Minh, hai anh em Viêm Liệt và Viêm Sán Sán sốt ruột đi tới đi lui, đã 2-3 tiếng trôi qua kể từ khi Diệp Phàm và cha bọn họ vào phòng, nhưng bên trong phòng không có bất cứ tiếng động gì khiến bọn họ vô cùng lo lắng. Lúc này, rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra, Diệp Phàm bước ra ngoài. Thiếu chủ, cha tôi thế nào rồi? Viêm Liệt nhìn Diệp Phàm, lo lắng hỏi. Cha anh đã không có gì đáng ngại, nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Cảm ơn thiếu chủ. Viêm Liệt và Viêm Sán Sán lần lượt nói cảm ơn Diệp Phàm, sau đó bọn họ vội vàng vào phòng xem cha mình. Thiếu chủ. Lúc này, Lão Mạc và các trưởng lão còn lại của Võ Minh lần lượt đi tới. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ nặng nề. Bây giờ Võ Minh chỉ còn mấy người các người. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Hơn 3.000 đệ tử của Võ Minh đã bị Long Tượng Tông tàn sát. Lão Mạc lạnh lùng nói. Lại là Long Tượng Tông. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một cỗ sát khí lạnh lẽo. Ông có biết Long Tượng Tông ở đâu không? Diệp Phàm hỏi. Thiếu chủ, không lẽ ngài định? Lão Mạc mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Long Tượng Tông này đã tàn sát võ minh của tôi, đương nhiên tôi sẽ bắt bọn chúng nợ máu trả máu. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Thiếu chủ, ngài không được xúc động, Long Tượng Tông này tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Nghe Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt Lão Mạc thay đổi, vội vàng nói. Long Tượng Tông này có lai lịch gì? Diệp Phàm nhìn thấy vẻ mặt của Lão Mạc nên tò mò hỏi. Lão Mạc trả lời, thiếu chủ, Long Tượng Tông là tông môn ẩn thế thiên cấp, không dễ đối phó đâu. Tông môn ẩn thế thiên cấp? Tông môn ẩn thế thì tôi biết, thiên cấp là gì? Lúc này, Diệp Phàm lộ ra vẻ tò mò. Trong Long Quốc, mặc dù các thế lực ẩn thế luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại có không ít gia tộc ẩn thế và tông môn ẩn thế khi cộng lại không kém hơn các thế lực trong giới võ thuật. Và với nhiều thế lực ẩn thế như vậy được phân chia thành 3 cấp bậc, thiên, địa, nhân, dựa vào thế lực đó mạnh hay yếu. 4 gia tộc ẩn thế đã ra tay với thiếu chủ trước đây đều chỉ là những thế lực ẩn thế trong gia tộc nhân cấp, còn Long Tượng Tông là thế lực ẩn thế mạnh nhất trong tông môn thiên cấp. Cường giả trong Long Tượng Tông nhiều như mây, những cường giả quân cảnh chỉ có thể được coi là trung bình thôi. Những cường giả vương cảnh mới có thể được coi là cường giả hạng nhất. Mà trong Long Tượng Tông còn tồn tại cường giả vượt qua cấp bậc vương cảnh, thậm chí còn tồn tại những cường giả mạnh hơn nữa. Dù sao thì mỗi thế lực ẩn thế thiên cấp đều đã được truyền thừa ít nhất hơn 1.000 năm, thậm chí năm 2.000 đến 3.000 năm cũng có, thời gian dài như vậy đã để bọn họ tích lũy đủ căn cơ vững chắc, căn bản không phải một người có thể tùy ý lung lay được. Đương nhiên, nếu chủ nhân ra tay thì có thể cạnh tranh với Long Tượng Tông. Lão Mạc nhìn Diệp Phàm giới thiệu chi tiết. Sau khi nghe xong, ánh mắt Diệp Phàm chợt lóe lên. Hắn không ngờ trong Long Quốc lại có nhiều thế lực ẩn thế như vậy. Cho dù Long Tượng Tông có cường đại hơn nữa thì thù này tôi vẫn phải báo, nếu không thì tôi không xứng làm đệ tử của nhị sư phụ. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên, nhìn về phía Lão Mạc, Lão Mạc, ông có biết Long Tượng Tông ở đâu không? Những thế lực ẩn thế này đều ẩn mình rất kỹ, đặc biệt là thế lực ẩn thế thiên cấp. Bọn họ không phải là thứ chúng ta có thể theo dõi được, cho nên lão cũng không biết vị trí cụ thể của Long Tượng Tông. Lão Mạc nói. Lúc này, Diệp Phàm gọi điện cho thất sư phụ để hỏi về vị trí của Long Tượng Tông. Thằng nhóc này, còn định đối phó với Long Tượng Tông. Trung Vô Diễm kinh ngạc nói. Đúng vậy, Long Tượng Tông đã ra tay với con 3 lần, bây giờ vì để đối phó với con mà tàn sát võ minh, thù này nếu con không báo thì phải đối mặt với nhị sư phụ như thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Long Tượng Tông không dễ đối phó như vậy. Trung Vô Diễm nhắc nhở. Con biết, thất sư phụ, người không cần lo lắng cho con. Hơn nữa, nếu con có chuyện gì, không phải vẫn còn người, lục sư phụ và ngũ sư phụ đó sao? Diệp Phàm trêu chọc. Thằng nhóc, con không thể để ta yên tĩnh vài ngày sao? Xương cốt già nua của ta không chịu nổi sự dày vò của con. Giọng nói phàn nàn của Long Ngạo vang lên ở phía đầu dây bên kia. Bà đã béo như vậy rồi, nên chịu dày vò nhiều hơn để bớt mập một chút. Trung Vô Diễm trực tiếp đáp trả Long Ngạo, sau đó bà ấy nói với Diệp Phàm, ta sẽ cho người đi điều tra vị trí cụ thể của Long Tượng Tông rồi gửi cho con. Cảm ơn thất sư phụ. Diệp Phàm nói.
Lúc này, ở đế đô, trong một căn biệt thự sang trọng, Long Ngạo nằm ở đây thở dài, lá gan của thằng nhóc này càng lúc càng lớn, ngay cả một thế lực như Long Tượng Tông mà cũng dám đụng, Long Tượng Tôn giả đó cũng không phải ăn chay. Sao vậy, ông sợ rồi à? Trung Vô Diễm liếc nhìn Long Ngạo, ông ấy nói, hừ, tôi là Long Vương, có gì phải sợ. Nhưng thằng nhóc này muốn đối phó với Long Tượng Tông, nó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Thằng nhóc đó mà chịu khổ thì người kia ở núi Cửu Long sẽ không tha cho ông. Trung Vô Diễm nhìn Long Ngạo lẩm bẩm. Ôi! Long Ngạo lập tức biến sắc, nói, hai, kiếp trước tôi nợ thằng nhóc này à? Đúng rồi, bên phía nhà họ Quân có động tĩnh gì không? Lúc này Trung Vô Diễm tò mò hỏi. Không phải cái gì bà cũng biết à? Sao lại hỏi tôi? Long Ngạo nắm lấy cơ hội nói. Hừ, lão già chết tiệt. Trung Vô Diễm tức giận, trợn mắt nhìn Long Ngạo rồi xoay người rời đi. Long Ngạo thì hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên tia sáng. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó của Long Quốc, có một tòa nhà cổ xưa. Trong đại sảnh của dinh thự này có mấy người đang tụ tập, trước mặt bọn họ có một thi thể, chính là Quân Lăng Thiên. Lúc này, bầu không khí bên trong phòng khách vô cùng căng thẳng. Tộc trưởng, tên Diệp Phàm này quá ngông cuồng, quá phách lối. Xin tộc trưởng để tôi ra tay, đi bắt hắn lại. Lúc này, một người đàn ông trung niên nhìn người đàn ông dẫn đầu rồi nói. Người đàn ông này chính là Quân Hạo, tộc trưởng nhà họ Quân. Thằng nhóc này cũng ngông cuồng y như cha hắn vậy. Quân Hạo lạnh lùng nói. Tộc trưởng, bây giờ Diệp Thiên Long không còn nữa, chỉ dựa vào một thằng nhóc không có bối cảnh như hắn mà dám giết con cháu nhà họ Quân chúng ta, đúng là muốn chết mà. Đúng vậy. Mấy người thành viên cấp cao của nhà họ Quân có mặt ở đây lần lượt nói. Thằng nhóc này không phải không có bối cảnh, đằng sau hắn là ba người Tiêu Thiên Sách, Long Ngạo, Trung Vô Diễm, nghe nói hắn cũng là đệ tử của võ thần cổ Tam Thông. Lúc này, một lão giả có râu tóc bạc trắng lên tiếng. Nghe vậy, sắc mặt của các thành viên cấp cao của nhà họ Quân có mặt ở đây hơi thay đổi. Không cần biết hắn là đệ tử của ai, dám giết cháu trai của ta, thì hắn phải chết. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức, một lão giả bước vào, vẻ mặt u ám. Người này chính là Quân Thiên Dương, lão tộc trưởng của nhà họ Quân. Lão tộc trưởng. Cha. Lúc này, các thành viên cấp cao của nhà họ Quân và Quân Hạo nhìn nhau, cung kính hô to. Quân Hạo, nếu con không thể báo thù cho Lăng Thiên, thì con cũng đừng làm tộc trưởng nữa. Quân Thiên Dương nhìn Quân Hạo lạnh lùng hét lên. Cha, người yên tâm, con sẽ báo thù cho Lăng Thiên. Quân Hạo gật đầu. Lăng Thiên, cháu yên tâm, ai giết cháu, ông nội sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Lập tức, Quân Thiên Dương nhìn thi thể của Quân Lăng Thiên với vẻ lạnh lùng rồi hét lên. Quân Hạo, ngày mai con mang thằng nhóc đó về đây cho ta, ta sẽ đích thân xử lý hắn. Quân Thiên Dương nhìn Quân Hạo hét lên. Dạ, thưa cha. Quân Hạo gật đầu. Ở một ngọn núi nọ ở Long Quốc, có một cung điện. Lúc này, trong cung điện này, có một người đàn ông trung niên oai phong chắp tay sau lưng và năm lão giả đang tụ tập. Không ngờ Long Tượng Tông lại trực tiếp tàn sát Võ Minh, nếu cổ Tam Thông mà biết chuyện này, liệu có quậy đến lật trời lên không? Một lão giả nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cổ Tam Thông biết thì sao? Chẳng lẽ ông ta dám giết đến Long Tượng Tông để hỏi tội à? Tuy ông ta được xưng là võ thần, nhưng muốn đối đầu với Long Tượng Tông, cũng không chiếm được ưu thế. Một lão giả khác nói. Thứ mà Long Tượng Tông muốn không chỉ là một võ minh, mà là đệ tử kia của cổ Tam Thông, kẻ này dám làm bậy giết chấp sự của Long Tượng Tông, với phong cách làm việc của Long Tượng Tông, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng toàn bộ giới võ thuật Long Quốc sẽ không còn tồn tại nữa, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Long Quốc. Đúng vậy, vì vậy chúng ta phải bắt được kẻ này càng sớm càng tốt. Năm lão giả đang bàn luận ầm ĩ này là trưởng lão của Hiệp hội ẩn thế. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Lúc này, người đàn ông trung niên nói. Ông ta là Phó Thiên, phó hội trưởng của Hiệp hội ẩn thế. Phó hội trưởng, ngài nghĩ thế nào? Năm vị trưởng lão nhìn về phía Phó Thiên. Hội trưởng đã mất tích nhiều năm, Hiệp hội ẩn thế cũng rơi vào tình trạng bấp bênh, bây giờ để xoa dịu cơn giận của Long Tượng Tông, chúng ta chỉ có thể bắt được kẻ này, dùng điều này để cơn giận của Long Tượng Tông lắng xuống. Tôi vừa nhận được tình báo, kẻ này đã về đến Võ Minh, ngày mai tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão đi một chuyến, bắt kẻ này đưa đến Long Tượng Tông đi. Phó Thiên nói thẳng,
Vâng. Hai trong số năm trưởng lão gật đầu. Mà lúc này trong điện võ hầu, một giọng nói lạnh lùng truyền ra, thông báo cho tứ đại võ vương đi mang bát trận đồ về, bất kể ai ngăn cản, đều giết chết không tha. Ngày hôm sau, trong võ minh, Diệp Phàm đã biết được vị trí của Long Tượng Tông từ thất sư phụ, hắn đang chuẩn bị đưa Đông Phương Hạo Thiên và những người khác đến Long Tượng Tông, nhưng một đám người đã đến võ minh. Đám người này là cường giả đến từ Hiệp hội Ẩn Thế, dẫn đầu là tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão của Hiệp hội Ẩn Thế. Cậu chính là thiếu chủ của võ minh. Tứ trưởng lão nhìn Diệp Phàm, trực tiếp hỏi. Các người là ai? Diệp Phàm nhìn đám người này, nhíu mày. Tôi là tứ trưởng lão của Hiệp hội Ẩn Thế, đây là ngũ trưởng lão, chúng tôi được lệnh đến đây để bắt giữ cậu. Tứ trưởng lão nói. Hiệp hội Ẩn Thế, bắt tôi. Biểu cảm của Diệp Phàm cứng giờ, ánh mắt lóe lên. Thiếu chủ nhà tôi và Hiệp hội Ẩn Thế của các người đâu có thủ oán gì. Lúc này, Lão Mạc bước ra, nhìn hai vị trưởng lão lạnh lùng nói. Đúng là cậu ta không có thủ oán gì với Hiệp hội Ẩn Thế của chúng tôi, nhưng cậu ta không nên giết người của Long Tượng Tông. Bây giờ Long Tượng Tông rất tức giận, thậm chí còn ra lệnh cho Hiệp hội Ẩn Thế đến bắt giữ kẻ này. Nếu không toàn bộ giới võ thuật của Long Quốc sẽ gặp thảm họa, võ minh của các người là ví dụ điển hình nhất. Hôm qua là võ minh, hôm nay có thể là toàn bộ giới võ thuật. Hiệp hội Ẩn Thế của chúng tôi tồn tại để duy trì sự cân bằng giữa thế lực Ẩn Thế và Long Quốc, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, vì vậy chúng tôi chỉ có thể bắt lấy cậu để xoa dịu cơn giận của Long Tượng Tông. Tứ trưởng lão lạnh lùng nói. Hừ, nói nghe hoành tráng như vậy, cái gọi là Hiệp hội Ẩn Thế của ông chẳng phải chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không dám đắc tội với Long Tượng Tông à? Diệp Phàm khinh thường lạnh lùng nói. Thằng nhóc, cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Lúc này, ngũ trưởng lão nhìn Diệp Phàm hét lên, ông ta bước lên một bước, toát ra uy lực vương cảnh khủng bố trấn áp đối phương, đồng thời vung tay trực tiếp tát Diệp Phàm một cái. Bốp! Một tiếng tát giòn tan vang lên, nhưng người bị đánh không phải là Diệp Phàm, mà là ngũ trưởng lão của Hiệp hội Ẩn Thế bị một cái tát sau đó của Diệp Phàm tát bay ra ngoài. Phụt! Ngũ trưởng lão có thực lực vương cảnh bị tát té xuống đất, nôn ra máu, trên mặt có dấu tay rõ ràng. Cảnh này trực tiếp làm thay đổi sắc mặt của tứ trưởng lão và những cường giả còn lại của Hiệp hội Ẩn Thế. Bọn họ không nhìn rõ vừa rồi Diệp Phàm đã ra tay như thế nào, nhưng ngũ trưởng lão lại bị tát bay, đúng là quá chấn động. Cậu! Lúc này, vẻ mặt tứ trưởng lão của Hiệp hội Ẩn Thế nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Khốn kiếp! Ngũ trưởng lão vô cùng tức giận khi bị Diệp Phàm tát vào mặt, ông ta dẫm xuống đất, nhảy lên. Thi triển một chiêu võ kỹ đánh về phía Diệp Phàm. Võ kỹ này khi thi triển sẽ trực tiếp gia tăng sức chiến đấu của ông ta lên mấy lần. Nhưng Diệp Phàm không quan tâm, hắn tung ra một cú đấm, trực tiếp đánh bay ngũ trưởng lão của Hiệp hội Ẩn Thế ra ngoài. Phụt! Cơ thể của ngũ trưởng lão lại rơi xuống đất, điên cuồng nôn ra máu và bị thương nặng. Chứng kiến một cường giả vương cảnh bị một thiếu niên 20 tuổi đánh bại, tứ trưởng lão và những người còn lại của Hiệp hội Ẩn Thế hít một hơi thật sâu. Trong lòng thầm kinh hãi. Với thực lực này, ngay cả những thiên tài hàng đầu được bồi dưỡng trong các thế lực ẩn thế thiên cấp của Hiệp hội Ẩn Thế cũng chỉ như thế thôi, thậm chí là cũng không bằng tên này. Dù sao thì mới 20 tuổi đã đạt đến vương cảnh, không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Ngay cả những thế lực ẩn thế thiên cấp cũng không thể dễ dàng bồi dưỡng được một thiên tài như vậy. Quả nhiên là đệ tử của võ thần, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Tứ trưởng lão nhìn Diệp Phàm sợ hãi kêu lên. Bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn, một là cút, hai là chết. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Đôi mắt của vị tứ trưởng lão lóe lên, nói, cậu có biết một khi Long Tượng Tông thực sự tức giận, sẽ có hậu quả như thế nào không? Yên tâm, sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn ba chữ Long Tượng Tông nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, tứ trưởng lão sừng sốt, kinh ngạc nói. Không lẽ cậu muốn đi đối phó với Long Tượng Tông? Long Tượng Tông tiêu diệt võ minh của tôi, đương nhiên tôi sẽ tiêu diệt bọn họ. Câu này của Diệp Phàm trực tiếp làm cho những người của Hiệp hội Ẩn Thế có mặt ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không nói được câu nào. Bọn họ không ngờ tên này lại kiêu ngạo đến mức muốn đi tiêu diệt Long Tượng Tông. Hắn bị điên à? Long Tượng Tông là gì? Đó là tông môn Ẩn Thế thiên cấp, một tông môn cổ xưa đã truyền thừa mấy ngàn năm. Cường giả trong tông môn nhiều như mây, sao có thể dễ dàng lung lay được? Mặc dù cậu đã bước vào vương cảnh, nhưng trong Long Tượng Tông vương cảnh không được tính là cường giả thật sự,
muốn tiêu diệt Long Tượng Tông, cho dù là sư phụ cậu tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể làm được. Tứ trưởng lão nhắc nhở. Có làm được hay không, đến khi làm mới biết được. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lão Tứ, nếu cậu ta đã muốn đi chịu chết thì để cậu ta đi đi. Ngũ trưởng lão ôm lấy cơ thể, đứng dậy nói. Sau đó cả đám bọn họ rời đi. Diệp Phàm dẫn theo Đông Phương Hạo Thiên và những người khác trực tiếp đến Long Tượng Tông. Lão Mạc và Viêm Khiếu cũng đi theo, vốn dĩ Diệp Phàm không có ý định dẫn bọn họ đến đó, nhưng bọn họ nói với Diệp Phàm với tư cách là thành viên của Võ Minh, bọn họ nên cống hiến một phần sức lực cho Võ Minh. Cuối cùng, Diệp Phàm đành phải đồng ý. Sau đó, trong hiệp hội ẩn thế, khi tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão trở lại, bọn họ nói ra việc Diệp Phàm đã bước vào vương cảnh và muốn tiêu diệt Long Tượng Tông, khiến Phó Thiên Phó hội trưởng của hiệp hội ẩn thế cùng những trưởng lão khác đều kinh ngạc. Thằng nhóc này cho rằng thực lực vương cảnh thì có thể bất khả chiến bại sao? Hắn kiêu ngạo đến mức muốn đi tiêu diệt Long Tượng Tông. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Vậy cũng tốt, bây giờ hắn tự đưa tới cửa, cũng đỡ phiền chúng ta phải ra tay. Mấy trưởng lão này đều chế nhạo hành động của Diệp Phàm, không một ai tin hắn có thể đánh bại được Long Tượng Tông, một ngọn núi khổng lồ như vậy. Chúng ta đi Long Tượng Tông. Phó Thiên nói thẳng. Long Tượng Tông nằm ở một ngọn núi trong một khu rừng nguyên sinh của Long Quốc. Khu rừng nguyên sinh này chưa được khai phá, do đó gần như không ai bước chân vào đây, và cũng không ai biết trong ngọn núi này có một tông cổ xưa đã được truyền thừa mấy ngàn năm. Về cơ bản, thế lực ẩn thế đều sống ẩn cư ở những nơi ít có dấu vết con người. Bọn họ chọn vị trí này không chỉ vì không muốn bị ai làm phiền, mà chủ yếu là vì những nơi như vậy thường chưa được khai phá, môi trường tu luyện tốt hơn nhiều so với thế tục. Đồng thời, những nơi như vậy cũng dễ dàng mọc ra các loại dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao thực lực một cách đáng kể. Đây là lý do tại sao các thế lực ẩn thế lựa chọn sống ẩn cư ở những nơi ít có dấu vết con người. Sau vài giờ, nhóm Diệp Phàm cuối cùng cũng đến được ngọn núi sâu này. Những thế lực ẩn thế này thật sự ẩn giấu rất sâu. Diệp Phàm hừ lạnh. Nếu không có tin tình báo do thất sư phụ cung cấp, hắn sẽ không bao giờ tìm được nơi này. Thiếu chủ, tại sao chúng ta lại có cảm giác như đang đi lòng vòng ở đây vậy? Không phải chúng ta mới đến nơi này sao? Nửa giờ sau, Viêm Khiếu đột nhiên nói. Lúc này, đám người Diệp Phàm tập trung ánh mắt nhìn chung quanh. Bọn họ đi vào vùng núi sâu đã hơn nửa giờ, nhưng bây giờ dường như bọn họ lại quay về điểm xuất phát. Đúng vậy, ở đây vẫn còn dấu chân chúng ta để lại, đúng là chúng ta đã quay lại điểm xuất phát. Lão Mạc trầm giọng nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đông Phương Hạo Thiên nhíu mày nhìn xung quanh. Mê tung trận. Nơi này được thiết lập mê tung trận, để chúng ta cứ đi vòng vòng quanh đây. Diệp Phàm nói. Mê tung trận, chẳng lẽ là Long Tượng Tông làm? Viêm Khiếu kinh ngạc hỏi. Long Tượng Tông là tông môn ẩn thế thiên cấp, biết một số trận pháp là chuyện bình thường, nhưng trận pháp này chúng ta không hiểu, đúng là phiền phức. Lão Mạc trầm giọng nói. Chỉ là trận pháp thôi, có gì mà phiền phức? Diệp Phàm khinh thường nói, nheo mắt lại, dùng hai tay kết thành một ấn quyết thần bí, đột nhiên tung ra ngoài. Một giây tiếp theo, Diệp Phàm liếc nhìn một cái cây trước mặt bên trái, trực tiếp đấm vào nó. Rầm một tiếng. Cái cây bị cú đấm của Diệp Phàm đánh gãy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, cây cối và dây leo xung quanh bắt đầu di chuyển, tạo thành một con đường ngay trước mặt đám người Diệp Phàm. Lão Mạc và những người khác nhìn thấy cảnh này, trong mắt bọn họ hiện lên sự kinh ngạc. Thiếu chủ, ngài. Viêm Khiếu và những người khác ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, bọn họ không ngờ Diệp Phàm có thể phá vỡ mê tung trận này một cách dễ dàng như vậy. Tất nhiên bọn họ không biết tam sư phụ của Diệp Phàm là chủ nhân của quỷ cốc, thông thạo các loại kỳ môn dị thuật, bao gồm cả thuật bày trận. Từ nhỏ Diệp Phàm đã theo tam sư phụ học đủ loại kỳ môn dị thuật, đối với trận pháp này hắn rất quen thuộc, mê tung trận này thuộc loại trận pháp cấp thấp, không thể nào làm khó hắn được. Đi thôi. Diệp Phàm nói xong, bọn họ chạy như bay dọc theo con đường này. Phút phút phút. Đám người Diệp Phàm mới rời đi không bao lâu thì đã có mấy người mặc trang phục cổ cản trước mặt bọn họ là đệ tử của Long Tượng Tông. Mấy người là ai mà dám tự tiện xông vào nơi này, lập tức rời khỏi đây. Đệ tử Long Tượng Tông quát lớn về phía đám người Diệp Phàm. Giết! Diệp Phàm cũng không nhiều lời mà chỉ nói một chữ, huyết phu lập tức xông lên, vung ngư trường kiếm trong tay, chớp mắt đã giết đám đệ tử của Long Tượng Tông. Huyết phu bây giờ
sau khi lấy được một trong thập đại danh kiếm, Ngư Trường Kiếm thì thực lực đã tiến bộ thần tốc. Rất nhanh, bọn họ đã vào Long Tượng Tông. Mặc dù Long Tượng Tông ẩn mình trong núi sâu rừng già nhưng được xây dựng một cách vô cùng hoành tráng và uy nghiêm, khiến người ta có một loại cảm giác như mình thật nhỏ bé. Trước cửa môn phái có theo một bảng hiệu có khắc ba chữ Long Tượng Tông. Dòng chữ như rồng bay phượng múa, cứng cáp có lực, có một cỗ uy thế vô hình, nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy cảm giác áp bức không thể giải thích được. Vụt! Diệp Phàm nhìn chằm chằm tấm bảng hiệu, ánh mắt lóe ra một tia sắc lạnh. Hắn vung thanh kiếm bổ thẳng xuống. Ầm! Kiếm quang đáng sợ chém bảng hiệu làm đôi. Bịch bịch bịch! Bảng hiệu Long Tượng Tông bị đánh vỡ đã kinh động tới đệ tử Long Tượng Tông. Khi những đệ tử này chạy ra ngoài, nhìn thấy tấm bảng đã bị chém thành hai mảnh, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Vậy mà có người dám phá hủy bảng hiệu của Long Tượng Tông, quả thật là đang muốn khiêu khích bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám người Diệp Phàm, trong đó một chấp sự ngoại môn của Long Tượng Tông lên tiếng, các người là ai? Dám khiêu khích tới Long Tượng Tông? Phụt! Diệp Phàm chém ra một kiếm khiến đối phương bị chia làm hai mảnh, hắn lạnh giọng nói, thiếu chủ Võ Minh, tới đây để báo thù. Ngay sau đó, Diệp Phàm vọt tới không ngừng vung kiếm về phía người của Long Tượng Tông, hắn không thèm nói nhảm thêm bất cứ lời nào, phía Đông Phương Hạo Thiên cũng lần lượt ra tay. Một cuộc chém giết chính thức bắt đầu. Chẳng bao lâu, những gì xảy ra ở đây đã nhanh chóng làm kinh động tới ngoại môn và nội môn của Long Tượng Tông. Thân là một tông môn có truyền thừa cổ xưa, Long Tượng Tông được chia làm nội môn và ngoại môn, đệ tử ngoại môn đa số là những đệ tử mới được vào tông môn, còn nội môn là những đệ tử tinh anh, được tập trung bồi dưỡng. Lúc này, phần lớn đệ tử ngoại môn của Long Tượng Tông tập trung lại để chiến đấu với đám người Diệp Phàm. Ngay sau đó, các đại trưởng lão và cường giả ngoại môn của Long Tượng Tông đều lần lượt xuất hiện, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thi thể đầy đất và tấm bảng hiệu nát bét thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Dám đối địch với Long Tượng Tông, đúng là to gan. Đại trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông nổi giận đùng đùng, trên người ông ta tản ra sát khí ngút trời, đối phương đánh thẳng một trưởng về phía Diệp Phàm. Giống giống giống. Cú đấm của ông ta mang theo tiếng rồng ngâm như xé gió, sức mạnh Long Tượng đáng sợ trong cơ thể trực tiếp bùng nổ hòng trấn áp Diệp Phàm. Ầm. Diệp Phàm cũng tung một cú đấm để nghênh đón đối phương, hai quyền va chạm nhau vang lên tiếng nổ rung trời. Bịch bịch bịch. Dưới đòn tấn công, cả hai bên đều lui về phía sau. Ánh mắt của đại trưởng lão ngoại môn khựng lại, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cậu là ai? Sao có thể mạnh như vậy được? Không phải các người muốn giết tôi sao? Ngay cả tôi là ai mà cũng không biết. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Cậu chính là người đã giết chấp sự ngoại môn của Long Tượng Tông, thiếu chủ Võ Minh. Lẽ nào tối qua nhị trưởng lão ngoại môn cũng là do cậu giết? Đại trưởng lão ngoại môn nhíu mày nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, bây giờ tới lượt các người rồi. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Danh con, đừng quá ngông cuồng, Long Tượng Tông ta không phải ai cũng có thể trêu chọc. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết kết cục của kẻ dám đối đầu với Long Tượng Tông. Đại trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông quát lớn với vẻ mặt lạnh như băng, ông ta trực tiếp bộc lộ ra toàn bộ sức mạnh. Ngay sau đó, hai bóng chân long và năm con voi khổng lồ bay ra, lao thẳng về phía Diệp Phàm với uy thế ngút trời. Một đòn này khiến toàn bộ không khí xung quanh đều bị quét sạch, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ, không thể nào cử động. Thức thứ ba của Long Tượng. Lúc này, Diệp Phàm thi triển chiêu thức thứ năm của ngũ sư phụ, đánh ra một quyền. Đòn đánh này của hắn ẩn chứa toàn bộ sức mạnh trong cơ thể và cỗ lực lượng thần bí kia. Giống. Cú đấm này mang theo tiếng rồng ngâm phát ra ánh sáng ngập trời, giống như có một con rồng thật sự đã xuất hiện. Dương nhanh múa vuốt với chân long và voi mà đại trưởng lão ngoại môn của Long Tượng Tông đã thi triển. Ầm, ầm, ầm. Hai đòn đánh va chạm với nhau truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lực lượng ngút trời quét ngang khiến tất cả những người xung quanh bay ra ngoài. Sức mạnh bộ phát từ cú đấm của Diệp Phàm cuối cùng đã áp chế được hai chân long và năm con voi. Phụt. Trong nháy mắt, một quyền của Diệp Phàm đánh trúng người đại trưởng lão khiến tất cả mọi người bay ra xa mười mấy mét. Rơi xuống đất rồi hộc máu. Lúc này, người của Long Tượng Tông có mặt ở đây đều ngây cả người. Diệp Phàm bước từng bước tới, hắn dẫm lên người của vị đại trưởng lão ngoại tộc khiến ông ta lại phun ra máu. Người của Long Tượng Tông đều lăn ra đây chịu chết. Diệp Phàm gằn từng câu từng chữ. Giọng nói của hắn vang vọng như sấm truyền khắp Long Tượng Tông.
dám hỗn xược với Long Tượng Tông ta, muốn chết. Bỗng nhiên, giọng nói khinh thường truyền tới. Một thanh niên phong thái phi phàm cầm trong tay thanh kiếm sắc bén vọt tới, hắn ta chém thẳng về phía Diệp Phàm, kiếm quang ngút trời bộc phát, khí thế không thể đỡ được. Nhát chém này đủ để giết chết cường giả vương cảnh thất trọng. Nhưng ngay sau đó Diệp Phàm cũng chém ra một kiếm để đỡ đòn của đối phương. Keng! Thanh kiếm sắc bén của hai bên cùng va chạm truyền ra tiếng vang chói tai. Bịch bịch bịch! Cơ thể đối phương lùi mạnh về sau còn Diệp Phàm chỉ lùi hai bước, hắn nhìn người đối diện với ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này một đám cường giả quân cảnh và vương cảnh mang hơi thở khủng bố xông tới, tất cả khoảng chừng hơn 30 người. Hơn 30 cường giả có cấp bậc quân cảnh và vương cảnh, đội ngũ này đủ để hủy diệt một đất nước, nhưng bọn họ lại tập trung trong cùng một môn phái, đủ để thấy sức mạnh của tông môn, ngoại trừ hơn 30 người kia thì xung quanh có thêm hơn 100 cường giả tông cảnh. Cường giả tông cảnh được bên ngoài xưng là tông sư võ đạo nhưng ở đây lại cực kỳ nhiều. Đây chính là sức mạnh của tông môn ẩn thế thiên cấp. Cậu là người của tông môn thiên cấp nào? Lúc này gã thanh niên cầm trường kiếm nhìn Diệp Phàm, ánh mắt hiện rõ vẻ lạnh như băng. Hắn ta chính là một thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Long Tượng Tông, được xưng là người có thiên phú mạnh nhất trong 1000 năm qua ở tông môn này, nhưng hôm nay lại bị một người cùng thế hệ vượt mặt, sao hắn ta có thể nhịn được? Người chết không cần biết nhiều. Diệp Phàm hờ hững đáp. To gan. Lúc này, các trưởng lão hộ pháp nội tộc chỉ tay về phía Diệp Phàm quát lớn. Ngay khi bọn họ muốn ra tay với Diệp Phàm thì một giọng nói vang vọng tới, cậu là đệ tử của Cổ Tam Thông. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám cho, buộc tóc dài đi tới, khí thế trầm ổn như núi, tuy rằng trên người không tản mát ra bất kỳ uy áp nào, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ sợ hãi mãnh liệt. Ông ta chính là tông chủ của Long Tượng Tông. Tham kiến tông chủ. Tất cả người của Long Tượng Tông cung kính gọi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vị tông chủ này, ánh mắt hắt lóe lên sát khí, đúng vậy, tôi chính là đệ tử của Cổ Tam Thông. Cho dù Cổ Tam Thông được xưng là võ thần cũng không dám xâm phạm Long Tượng Tông ta, cậu thân là đệ tử của ông ta, lá gan cũng lớn đấy. Tông chủ Long Tượng Tông nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh như băng. Nếu sư phụ tôi ra tay thì các người còn có cơ hội đứng ở đây nói chuyện sao? Diệp Phàm khinh thường. Đủ ngông, cậu cảm thấy chỉ dựa vào đám các người các cậu cũng có thể lay động được Long Tượng Tông sao? Vi dây tông chủ này lạnh nhạt nói. Còn có chúng tôi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền tới. Ầm ầm ầm. Bên ngoài Long Tượng Tông có tiếng như mặt đất đang rung chuyển. Ngay sau đó 3000 đại quân xuất hiện, còn có hàng nghìn thành viên Bách Hoa Lâu, phía sau là quân Thiên Sách dày đặc. Long Ngạo, Tiêu Thiên Sách, Trung Vô Diễm cũng xuất hiện ở đây. Nhân lực do ba người họ mang đến đã trực tiếp bao vây toàn bộ Long Tượng Tông. Nhất là Long Quân và quân Thiên Sách, cộng lại cũng phải mấy vạn người, ai nấy đều cầm trên tay vũ khí nhắm thẳng vào đệ tử Long Tượng Tông, tản ra khí tức lạnh lùng và đầy sát khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của đám người Long Tượng Tông đều thay đổi. Sư phụ, sao ba người lại tới đây? Diệp Phàm nhìn thấy ba người Long Ngạo thì vô cùng ngạc nhiên. Thằng nhóc con nếu muốn gây náo loạn Long Tượng Tông, người làm sư phụ như ta sao có thể không tới chống lưng được, nếu không người khác còn cho rằng con không có chỗ dựa. Long Ngạo cười híp mắt nói. Long Vương, chiến thần Thiên Sách, Bách Hoa chi chủ. Tông chủ Long Tượng Tông nhìn về phía ba người này, ông ta lạnh giọng nói, không ngờ các người cũng là sư phụ của tên này, chẳng trách hắn ta trẻ tuổi đã có thực lực mạnh như vậy, hóa ra là đồ đệ do mấy người cùng nhau dạy dỗ. Ông hiểu rất rõ chúng tôi. Trung Vô Diễm nhìn lướt qua vị tông chủ Long Tượng Tông này. Năm đó, mấy người tiếng tăm lừng lẫy như vậy, đương nhiên bản ông chủ có nghe nói. Nhưng mà các người vạn lần không nên trêu chọc tới Long Tượng Tông ta. Trăm nghìn năm qua, bất cứ kẻ nào đối đầu với Long Tượng Tông chỉ có một kết quả, đó là chết. Các người cũng không ngoại lệ. Tông chủ Long Tượng Tông uy nghiêm quát lớn. Thế sao? Vậy hôm nay để tôi thử xem ngọn núi lớn như Long Tượng Tông các người có thể dung chuyển hay không? Tiêu Thiên Sách lạnh lùng quát, trên người tản ra một luồng sát khí đáng sợ. Phí lời với họ làm gì, đánh luôn đi. Trung Vô Diễm hô lên, dẫn đầu xông tới. Long Ngạo và Tiêu Thiên Sách cũng lần lượt theo sau, đám Long Quân ở phía sau cũng ra tay, bọn họ phải đánh một trận chiến lớn với Long Tượng Tông. Long Tượng Trận. Đột nhiên, tông chủ Long Tượng Tông phất hai tay. Một lá cờ vẽ đủ loại hoa văn bay ra sáng bừng trong không trung.
tiếng nổ lớn từ lá cờ bắn ra những tia sáng phóng về bốn phương tám hướng của Long Tượng Tông. Trận kỳ. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, nhìn chằm chằm vào lá cờ. Trận kỳ là một loại công cụ điều khiển trận pháp, có thể đạt được hiệu quả khi trận pháp xuất hiện. Ầm ầm ầm. Lúc này bên trong Long Tượng Tông truyền ra tiếng nổ vang, từng bóng chân long và voi khổng lồ bay lên không trung. Những chân long và voi khổng lồ này hợp lại với nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt, bao phủ tất cả đám người Diệp Phàm. Giây tiếp theo, một trận pháp lớn xuất hiện, đám Diệp Phàm đều bị vây ở bên trong. Không xong, là trận pháp. Trung Vô Diễm nhíu mày nói. Ở bên trong trận pháp, chân long và voi khổng lồ đang tấn công về phía đám người Diệp Phàm. Đám người Long Ngạo, Tiêu Thiên Sách lần lượt ra tay ngăn cản. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, một chuỗi tiếng nổ vang lên. Uy lực của trận pháp này vô cùng mạnh, cho dù cả Long Ngạo, Tiêu Thiên Sách và Trung Vô Diễm ra tay cùng lúc thì cũng khó mà phá hủy được. Trận pháp này không đơn giản, bây giờ làm thế nào? Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Sợ gì, không phải chúng ta còn có thằng nhóc thối này ở đây à? Đi theo Tiêu Giao Tử học lâu như vậy, nên dùng rồi. Long Ngạo liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói, nhóc con, mau nghĩ cách phá đại trận này. Lúc này Diệp Phàm đang chăm chú quan sát đại trận, hắn thi triển thuật pháp của quỷ cốc, hai tay đánh ra từng đạo ấn quyết vào trong trận phá, trong miệng cũng đọc những thuật ngữ khó hiểu, sức mạnh tinh thần cường đại lan rộng tới đại trận. Tìm thấy rồi. 3 phút sau, Diệp Phàm đột nhiên hô lên, hắn xông tới một hướng nào đó của trận pháp rồi chém thẳng xuống. Ầm. Nhát kiếm của Diệp Phàm khiến đại trận truyền ra tiếng nổ rung trời. Ngay lập tức, tất cả voi rồng trong đại trận đều biến mất ngay tại chỗ. Trận kỳ bay lơ lửng trên không trung trực tiếp biến mất, trận pháp cũng không còn tồn tại. Sao có thể? Tông chủ Long Tượng Tông nhìn thấy cảnh tượng này thì gương mặt lập tức thay đổi, ông ta hô lên với vẻ không thể tin nổi. Những cường giả khác của Long Tượng Tông cũng kinh ngạc tới ngây người. Đây là trận pháp bảo vệ môn phái của Long Tượng Tông, uy lực bất phàm, cho dù là cường giả hoàng cảnh ra tay thì cũng khó mà phá hủy được. Nhưng mới chỉ mấy phút mà đại trận đã bị phá hủy, điều này khiến tất cả người của Long Tượng Tông khó tin. Tiểu Phàm giỏi quá, con phá trận bằng cách nào vậy? Trung Vô Diễm ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Mỗi một trận pháp đều có mắt trận, mà mắt trận chính là sức mạnh khởi nguồn của trận pháp. Tìm được mắt trận rồi hủy đi là sẽ có thể phá trận. Diệp Phàm thản nhiên nói. Sao cậu có thể tìm được mắt trận của Long Tượng Tông? Lúc này, tông chủ Long Tượng Tông khó tin nhìn Diệp Phàm. Mắt trận của mỗi trận pháp nằm ở vị trí vô cùng bí mật, căn bản không thể bị người ta dễ dàng phát hiện, nhất là mắt trận của Long Tượng Trận, toàn bộ Long Tượng Tông chỉ có tông chủ các đời mới biết, sao cậu lại biết được? Thằng nhóc thối này là người thừa kế quỷ cốc. Tìm thấy mắt trận còn con chẳng phải chuyện đơn giản hay sao? Long Ngạo đắc ý nói. Lão già này, nói cứ như ông lao của ông ấy. Trung Vô Diễm liếc mắt nhìn Long Ngạo. Cậu còn là truyền nhân của quỷ cốc. Gương mặt của tông chủ Long Tông Tượng lập tức thay đổi, ông ta khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, những cường giả khác của Long Tông Tượng cũng có chung biểu cảm. Rõ ràng, tất cả bọn họ đều biết tới quỷ cốc. Mặc dù trong mắt của ngoại giới quỷ cốc chỉ là một thế lực võ đạo, nhưng với những môn phái ẩn thế này, danh tiếng của quỷ cốc lại vô cùng vang dội. Tuy đệ tử quỷ cốc không nhiều lắm, nhưng mỗi người đứng đầu quỷ cốc đều tinh thông các loại kỳ môn dị thuật, tài trí mưu lược kiệt xuất, chỉ một mình họ cũng có thể so sánh với hàng vạn hàng nghìn tông môn. Đây chính là sự đáng sợ của quỷ cốc. Trong mắt của những thế lực ẩn thế thiên cấp, sự kinh hãi còn đáng sợ hơn. Những gì mà người đứng đầu quỷ cốc làm cách đây 20 năm vẫn còn mới mẻ trong ký ức của tất cả các gia tộc và tông môn ẩn thế thiên cấp, trong lòng kính sợ. Vậy mà người trước mắt này lại là người thừa kế của quỷ cốc, vậy hắn chẳng phải là đệ tử của người kia hay sao? Nghĩ tới chuyện này, những cường giả của Long Tượng Tông đều thay đổi sắc mặt, bọn họ nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Không ngờ cậu lại là đệ tử của vị kia. Tông chủ Long Tượng Tông thở dài nhìn Diệp Phàm. Sao tôi lại cảm thấy tam sư phụ của tôi có sức uy hiếp rất lớn với các người nhỉ? Diệp Phàm bĩu môi, hắn tò mò nói. Xem chuyện tam sư phụ con làm năm đó, nếu bây giờ ông ta xuất hiện ở đây, đám người này chỉ sợ đều bị dọa tè ra quần. Long Ngạo hừ một tiếng. Năm đó tam sư phụ con làm cái gì vậy? Diệp Phàm vẫn mang vẻ mặt đầy tò mò. Vẫn nên làm chuyện chính trước đi. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía tông chủ Long Tông Tượng, Long Tông Tượng các ông còn có bản lĩnh gì thì lôi hết ra đi,
nếu không, các người cứ ngồi đó mà chờ chết. Ầm. Dứt lời, trên người hắn bộc phát ra sát ý vô tận, bao phủ toàn bộ Long Tượng Tông. Lúc này, người của Long Tượng Tông run lẩy bẩy, bị khí tức sát phạt đè ép tới không thở nổi. Đám người tông chủ Long Tượng Tông nhíu chặt mày, âm thầm nghĩ ngợi. Nếu là trước kia, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp ra tay với Diệp Phàm, nhưng hiện tại biết được Diệp Phàm là đệ tử của vị kia, điều này khiến trong lòng họ thêm kiêng dè. Một khi bọn họ ra tay với Diệp Phàm, chẳng may vị kia của quỷ cốc xuất hiện, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao thì ký ức của năm đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Từ khi nào mà Long Tượng Tông ta lại đến phiên một vãn bối ở đây giễu võ dương oai? Bỗng nhiên, một giọng quát trầm thấp từ bên trong Long Tượng Tông truyền tới vang vọng khắp nơi, làm chấn động tới linh hồn của những người đang có mặt ở đây. Ngay sau đó, một ông già râu tóc bạc phơ, trên người khoác trường bào đang bước từng bước tới. Ông lão này khoảng chừng hơn 70 tuổi nhưng bước chân vững vàng mạnh mẽ, tinh thần khỏe mạnh, đôi mắt trũng sâu khiếp người. Khi ông già này xuất hiện, một cỗ uy áp khiến người ta hít thở không thông quét tới, bao phủ toàn bộ Long Tượng Tông. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, bao gồm cả đám Diệp Phàm, ai cũng cau mày, vẻ mặt nặng nề. Tham kiến tôn giả. Ngay lập tức, người của Long Tông Tượng nhìn thấy ông già này thì tất cả đều quỳ xuống hô lên, vẻ mặt vô cùng cung kính. Long Tượng tôn giả. Long Ngạo nhướng mày nhìn người vừa tới, ánh mắt khẽ lóe lên, Trung Vô Diễm và Tiêu Thiên Sách thì khựng lại. Một đám phế vật, bị người ta khiêu khích thế này rồi còn không dám ra tay. Ông ta quát đám người tông chủ Long Tượng Tông, bọn họ quỳ dưới đất cúi thấp đầu, không dám phản bác lấy một chữ. Phút, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Diệp Phàm, cậu là đồ đệ của Tiêu Giao Tử. Không sai. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Chẳng trách lại dám kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là đồ đệ Tiêu Giao Tử dạy dỗ. Nhưng mà Long Tượng Tông không phải là nơi cậu có thể làm sằng làm bậy. Hôm nay tôi sẽ thay Tiêu Giao Tử dạy cho cậu một bài học. Lão ta quát với vẻ mặt lạnh như băng. Nói xong liền vung trưởng đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm híp mắt lại, hắn đang chuẩn bị ra tay, kết quả lại phát hiện một cỗ lực lượng vô hình áp chế ở trên người, trói toàn thân khiến hắn không thể nhúc nhích. Lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể nhưng không cách nào thoát khỏi trói buộc này. Đòn đánh của đối phương cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã ở trước mặt Diệp Phàm. Đồ đệ của tôi chưa tới phiên ông dạy dỗ. Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh như băng từ xa truyền tới. Đồ đệ của tôi là người mà ông cũng có thể động vào sao? Đúng lúc ông già của Long Tượng Tông đang định tát vào mặt Diệp Phàm thì một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Soạt. Trong phút chốc, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, ông ấy vung tay lên rồi nhanh như chớp tát thẳng vào mặt ông già. Bốp! Một tiếng tát bốp giòn tan chợt vang lên. Cái tát này mạnh đến nỗi cường giả đỉnh cấp của Long Tượng Tông bay về sau mấy chục mét, ông ta đau đớn kêu lên một tiếng rồi khóe miệng liền tràn ra máu. Tam sư phụ, Diệp Phàm hưng phấn hét lên khi nhìn thấy người vừa ra tay cứu mình. Người này không ai khác chính là Tam sư phụ Y Thánh Quỷ Cốc Tiêu Giao Tử của hắn. Không sao chứ, Tiêu Giao Tử lo lắng hỏi Diệp Phàm. Tam sư phụ, con không sao. Diệp Phàm lắc đầu, Tam sư phụ, cảm ơn người. Có gì mà phải cảm ơn chứ, con là đồ đệ của sư phụ, làm sao có thể để người khác động vào con được. Tiêu Giao Tử khinh thường nói, giọng điệu còn vô cùng kiêu ngạo. Cuối cùng thì ông cũng đã ra tay rồi. Long Ngạo nhìn thấy Tiêu Giao Tử, cười nói, nhưng ông cũng thật hung hãn đấy. Vừa ra tay đã đánh ngay vào mặt của Long Tượng Tôn Giả, có lẽ ông ta đã bị ông chọc tức chết rồi. Long Tượng Tôn Giả. Tôn Giả, lẽ nào? Lúc này Diệp Phàm nhìn thấy sắc mặt của Tam Sư Phụ liền thay đổi, trong lòng có chút kinh ngạc. Quả nhiên hai từ Tôn Giả thật không đơn giản. Trên con đường tu luyện, tiến vào vương cảnh vẫn chưa phải là cao nhất của võ đạo, bởi vì trên vương cảnh còn có hoàng cảnh. Cường giả hoàng cảnh đã vượt qua Phàm Trần, đạt tới trình độ không ai có thể sánh bằng. Hơn nữa còn nắm trong tay rất nhiều thần thông mà cường giả dưới hoàng cảnh không thể có được. Thời cổ đại, vua của một triều đại thường là cường giả hoàng cảnh. Bởi vì nếu như không có thực lực hoàng cảnh, vốn không thể tạo dựng nên một triều đại. Cường giả hoàng cảnh là bá chủ chân chính của con đường tu luyện, một khi đạt đến cảnh giới này, nhất định sẽ trở thành bá chủ cường đại nhất, ngay cả những quốc chủ bây giờ khi nhìn thấy cũng phải cung kính chào hỏi, không dám thất lễ. Đây chính là uy thế của một cường giả hoàng cảnh.
Bây giờ muốn đạt đến thực lực hoàng cảnh là điều cực kỳ khó khăn, cả Long Quốc cũng chỉ có những thế lực thiên cấp ẩn thế mới có thể có cường giả hoàng cảnh, ví dụ như tông chủ của Long Tượng Tông chính là cường giả hoàng cảnh. Tuy nhiên, còn có một cảnh giới thậm chí còn đáng sợ hơn cả hoàng cảnh, đó là tôn cảnh. Đạt đến trình độ này giống như một đấng tối cao thực sự, sở hữu sức mạnh thống trị cả thiên hạ. Hơn nữa, thông thường mọi người đều gọi cường giả tôn cảnh là tôn giả. Bởi vì một khi cường giả tôn cảnh xuất hiện đều có sức mạnh dung chuyển cả thiên hạ. Diệp Phàm trước đây đã từng nghe các vị sư phụ nói đến cường giả tôn cảnh, nhưng từ khi xuống núi hắn chưa từng nhìn thấy một cường giả tôn giả nào, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Long Tượng Tông thế mà lại có một vị tôn giả, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, quả nhiên đều có thế lực lợi hại đằng sau. Quỷ Cốc Chủ. Lúc này, đám người của Long Tượng Tông nhìn thấy Tiêu Dao Tử xuất hiện, sắc mặt đều thay đổi, ngay cả Long Tượng Tôn giả cũng khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử, không ngờ ông đã biến mất hơn 10 năm thế mà lại xuất hiện ở đây, tôi còn tưởng rằng ông đã chết từ lâu rồi chứ. Long Tượng Tôn giả lạnh lẽo nói. Thân thể của tôi rất cường tráng, sống thêm mấy trăm năm cũng không vấn đề gì, ông muốn tôi chết, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Dao Tử bĩu môi, hừ lạnh. Tiêu Dao Tử, hôm nay đồ đệ của ông xông vào Long Tượng Tông của tôi, giết chết đệ tử và hủy hoại danh dự của tông môn tôi. Chuyện này ông cũng nên cho tôi một lời giải thích chứ. Long Tượng Tôn giả hét lên. Giải thích cho ông sao? Tiêu Dao Tử liếc nhìn đối phương, rồi tiến lên một bước, thân hình trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Long Tượng Tôn giả, sau đó lại tát vào mặt bên kia của ông ta một cái, tát bay ông ta ra ngoài. Bôm bốp! Long Tượng Tôn giả lại lùi hơn 10 mét. Nửa quỳ trên mặt đất, miệng hộc ra máu. Giải thích thế này đã đủ chưa? Tiêu Dao Tử khinh thường nhìn Long Tượng Tôn giả. Lúc này, đám người của Long Tượng Tông đều rất kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng lão tổ tông môn của mình, đường đường là một tôn chủ cao cao tại thượng, nhưng khi ở trước mặt Quỷ Cốc Chủ lại yếu ớt đến như vậy, giống như một con cá đang nằm trên thớt chờ làm thịt. Tam sư phụ thật lợi hại, Diệp Phàm cảm thán. Nhóc con cảm thấy chúng ta không lợi hại sao? Long Ngạo hừ lạnh một tiếng. Ngũ sư phụ, mọi người cũng rất lợi hại. Diệp Phàm vội vàng nói. Tiêu Dao Tử. Lúc này, ánh mắt của Long Tượng Tôn giả như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Tiêu Dao Tử, rồi gầm lên. Ông ta đường đường là cường giả tôn cảnh, nhưng bây giờ lại bị tát liên tục vào mặt trước bao nhiêu người, làm sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này. Lúc này, Long Tượng Tôn giả không thể nào nhịn được nữa, lửa giận trong lòng trực tiếp bộc phát. Rầm rầm. Ngay lập tức, từ trong người Long Tượng Tôn giả vang lên từng tiếng rồng gầm voi hú, toàn thân tràn ra những tia sáng chói mắt, sau đó những tia sáng này liền biến thành những con rồng và những con voi khổng lồ trên không trung. Có 4 con rồng và 4 con voi khổng lồ. Với sự xuất hiện của 4 con rồng và 4 con voi khổng lồ này, uy thế phát ra liền áp đảo thiên địa, càng khiến cho thực lực của Long Tượng Tôn giả tăng vọt. Long Tượng Quyền. Long Tượng Tôn giả giận dữ gầm lên và đấm thẳng vào Tiêu Dao Tử. Và khi ông ta xuất chiêu, 4 con rồng và voi đều lao về phía Tiêu Dao Tử, cố gắng nuốt chửng lấy ông ấy. Lúc này, 4 con rồng và voi này rất khổng lồ, không thể nào ngăn cản được. Bây giờ đám người trong Long Tượng Tông đều cảm nhận được một hơi thở chết chóc và ngột ngạt đến mãnh liệt, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Đối mặt với đòn tấn công này, Tiêu Dao Tử lại rất bình tĩnh. Hai tay ông ấy đan vào nhau tạo thành ấn quyết, trong miệng lẩm bẩm. Dẫn lôi thuật, đột nhiên, Tiêu Dao Tử thốt ra 3 chữ. Bùm! Ông ấy vừa dứt lời, trên bầu trời liền vang lên một tiếng sấm sét chói tai. Một tia sét kinh hoàng trực tiếp giáng xuống, đánh trúng 4 con rồng và 4 con voi, khiến chúng biến mất ngay tại chỗ, tia sét còn đánh trúng Long Tượng Tôn giả. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên. Long Tượng Tôn giả bị sấm sét thổi bay. Ông ta bay ra xa hàng chục mét và ngã nhào xuống đất, không ngừng phun ra máu và bị thương nặng, thậm chí cơ thể còn bị sấm sét thiêu rụi, khói đen bốc lên. Xì xì. Đám người của Long Tượng Tông cực kỳ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay cả Diệp Phàm cũng kinh ngạc, không ngờ rằng thân pháp của Tam Sư Phụ lại lợi hại như vậy. Trước cửa Long Tượng Tông, đám người Phó Thiên là Phó Hội trưởng Hiệp hội ẩn thế cùng một số trưởng lão vừa xuất hiện ở đây, cũng bị cảnh tượng này làm cho bàng hoàng. Đó là Quỷ Cốc Chủ sao? Khủng khiếp quá. Nhưng tại sao Quỷ Cốc Chủ lại xuất hiện ở đây? Còn tấn công Long Tượng Tông? Chẳng lẽ ông ấy cũng có quan hệ với tên nhóc con kia sao?
mấy trưởng lão của hiệp hội ẩn thế xôn xao bàn tán. Nếu tôi đoán không lầm thì quỷ cốc chủ cũng là sư phụ của hắn. Phó Thiên trầm giọng nói. Soạt. Lời nói này khiến đám trưởng lão hoàn toàn chết lặng. Long Vương, Bách Hoa Chi Chủ, Chiến Thần Thiên Sách, Minh Chủ Võ Minh, bây giờ còn có quỷ cốc chủ. Tên nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu sư phụ đây? Sư phụ nào cũng đáng sợ như vậy, khó trách sức chiến đấu của tên nhóc này lại lợi hại như vậy. Mấy trưởng lão của hiệp hội ẩn thế đều cảm thán. Lúc này Tiêu Giao Tử nhìn về phía Long Tượng Tôn Giả, lạnh lùng nói, chút thực lực này của ông còn kém lắm, trừ phi ông có thể tu luyện thêm mấy con rồng và voi nữa. Ông! Long Tượng Tôn Giả đứng lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Giao Tử, hét lớn, tôi còn chưa thua đâu. Lập tức, Long Tượng Tôn Giả phun ra một ngụm máu rồi hai tay tạo thành ấn quyết. Soạt! Ngụm máu này liền lao thẳng vào đại điện của Long Tượng Môn. Rầm! Giây tiếp theo, một tiếng gầm chói tai truyền đến từ đại sảnh, một tia sáng nhanh chóng bắn ra, hóa thành một phiến đá lơ lửng trong không trung. Toàn thân phiến đá này có nhiều hoa văn kỳ lạ, trên đó còn có hai chữ Long Tượng. Lúc này, tấm bia đá này tỏa ra ánh sáng chói lọi và uy lực cực kỳ đáng sợ. Tất cả người của Long Tượng Tông nghe lệnh, tế máu, triệu hồi Long Tượng. Long Tượng Tôn Giả hét lên. Lập tức Tông Chủ Long Tượng Tông, một đám trưởng lão và hộ pháp, cùng toàn bộ đệ tử của Long Tượng Tông đều phun ra một ngụm máu, lao về phía bia đá. Khi máu của toàn bộ đệ tử Long Tượng Tông tiến vào phiến đá, ánh sáng của nó phát ra ngày càng mạnh và khí tức bộc phát ngày càng đáng sợ. Bùm! Một tiếng gầm chợt vang lên. Phiến đá này tỏa ra uy lực rất khủng bố, từ trong đó phát ra từng đợt tiếng gầm của rồng và voi, phảng phất có hàng ngàn con rồng và voi sắp lao ra từ đó, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Đây là phiến đá gì vậy? Làm sao có thể cường đại như thế? Diệp Phàm khẽ cau này nhìn chằm chằm vào phiến đá, lúc này hắn cũng chịu phải một áp lực rất lớn. Đây hẳn là bia Long Tượng do tổ tiên Long Tượng Tông để lại. Nghe nói tấm bia này chứa đựng sức mạnh truyền thừa của ông ta và Long Tượng để lại, là bảo vật tối cao của Long Tượng Tông. Tiêu Giao Tử nhàn nhạt nói. Đi chết đi. Long Tượng Tôn Giả hét lên, đồng thời đẩy mạnh phiến đá lao thẳng về phía Tiêu Giao Tử. Bùm. Tiêu Giao Tử liền ra tay xuất chiêu, chặn lại phiến đá, dường như sức mạnh của ông ấy ngang bằng với sức mạnh của phiến đá, hai bên giằng co quyết liệt với nhau. Hiến tế tất cả cho ta. Long Tượng Tôn Giả nhìn người của Long Tượng Tông rồi hét lên. Ông ta dồn hết sức lực vào bia Long Tượng này, không ngừng kích hoạt sức mạnh của nó. Các thành viên khác của Long Tượng Tông cũng dồn sức lực vào bia Long Tượng. Bùm bùm bùm. Khi tất cả người của Long Tượng Tông đều hiến tế sức mạnh của bản thân mình, thì sức mạnh của bia Long Tượng ngày càng trở nên đáng sợ và nó bắt đầu trấn áp Tiêu Giao Tử. Ngay lập tức, Long Ngạo, Tiêu Thiên Sách và Trung Vô Diễm hợp lực với Tiêu Giao Tử để chống lại sức mạnh của bia Long Tượng. Lúc này Diệp Phàm cũng muốn ra tay, nhưng linh hồn lại vô thức run rẩy, tinh thần lực đột nhiên bộc phát, xông thẳng vào bia Long Tượng. Bùm! Khi tinh thần lực của Diệp Phàm tiến vào bia Long Tượng, hắn cảm thấy dường như mình đã bước vào một không gian mới. Gầm! Đột nhiên, những tiếng rồng gầm vang lên không ngừng từ không gian này. Giây tiếp theo, có 9 con rồng vàng lấp lánh xé không trung lao đến, tản ra uy lực cực kỳ kinh khủng. Ngay lập tức lại có một tiếng gầm khác. Trong hư không, 9 con voi khổng lồ cao vạn trượng lao ra, mỗi con đều dậm xuống 4 cái chân khổng lồ như cột trụ, tản ra uy lực có thể nuốt chửng cả núi sông và dẫm nát thế gian. Lúc này, 9 con rồng và 9 con voi khổng lồ bay lơ lửng trên không trung, tản ra khí thế mạnh mẽ đến mức làm thay đổi cả màu sắc của thế gian. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, liền cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tất cả con rồng và con voi khổng lồ đột nhiên lao về phía hắn. Trong phút chốc, xông vào ý thức tinh thần của Diệp Phàm. Bùm bùm bùm. Giây tiếp theo, những tiếng ầm ầm lại tiếp tục vang lên từ không gian này. Bên ngoài, bia Long Tượng cũng tỏa ra ánh sáng vô cùng quái dị, đánh bay tất cả mọi người. Phồng phập, những người có thực lực yếu trực tiếp ngã xuống đất, nôn ra máu, hoặc chết tại chỗ. Lúc này, Long Tượng Tôn Giả và Tông Chủ Long Tượng Tông đều kinh hãi, nằm trên đất hộc máu, về phần đám người Tiêu Giao Tử, Long Ngạo cũng kinh sợ thối lui. Tuy nhiên, có một người vẫn đứng yên bất động, đó chính là Diệp Phàm. Bây giờ Diệp Phàm đang đứng trước bia Long Tượng. Bia Long Tượng này lơ lửng ngay trước mặt hắn, phóng ra những tia sáng bao bọc lấy hắn. Tiểu Phàm có chuyện gì vậy? Trung Vô Diễm cau mày,
lo lắng nói. Nhóc con này trong họa lại gặp phúc rồi, Tiêu Dao Tử cảm thán. Là sao? Trung Vô Diễm nghi hoặc hỏi. Nhóc này nhận được truyền thừa của tổ tiên Long Tượng để lại trong bia Long Tượng. Long Ngạo nói thẳng. Tiểu phàm thế mà lại có được truyền thừa của bia Long Tượng. Trung Vô Diễm vô cùng kinh ngạc, Tiêu Thiên Sách cũng kinh ngạc không kém. Sao có thể thế được, còn Long Tượng tôn giả không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Phần truyền thừa do tổ tiên Long Tượng Tông để lại trong bia Long Tượng đã được ngàn trăm năm nay, thế nhưng không một ai trong Long Tượng Tông có được, kể cả cường giả tôn cảnh như ông ta cũng không thể có được, ấy thế mà bây giờ một người chẳng liên quan gì đến Long Tượng Tông lại có được, hơn nữa còn trẻ như vậy. Đi chết đi! Trong lòng Long Tượng tôn giả cực kỳ không cam lòng, ông ta sao có thể bằng lòng để Diệp Phàm lấy được truyền thừa từ tổ tiên Long Tượng Tông, vì vậy ông ta nổi sát tâm muốn giết hắn. Long Tượng tôn giả thi triển một môn pháp bí mật, cưỡng ép tăng cường sức mạnh, rồi tấn công về phía Diệp Phàm. Bùm! Khi Long Tượng tôn giả sử dụng môn pháp bí mật này, sức mạnh của ông ta tăng vọt, ông ta trong nháy mắt đã lao tới chỗ Diệp Phàm, rồi tung một quyền với ý định biến Diệp Phàm thành cho bụi. Vẻ mặt của đám người Trung Vô Diễm đều thay đổi. Nhưng Tiêu Dao Tử lại bình tĩnh lạ thường, ông ấy không có ý định ra tay mà chỉ lặng lẽ quan sát. Ngay khi mọi người cho rằng Diệp Phàm sẽ chết dưới cú đấm của Long Tượng Tôn Giả, thì hắn đột nhiên mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào ông ta. Long Tượng Tôn Giả nhìn vào ánh mắt Diệp Phàm, ông ta cảm nhận được một loại nguy hiểm trước nay chưa từng có. Muốn giết tôi, ông vẫn chưa đủ tư cách, Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Dứt lời, hắn liền ra tay. Bùm! Đối mặt với cú đấm toàn lực của Long Tượng Tôn Giả sau khi sử dụng bí pháp của mình, Diệp Phàm tung ra một quyền với vẻ mặt lạnh lùng. Khi hắn đấm ra một quyền này, một tiếng nổ kinh hoàng truyền ra, một luồng năng lượng khổng lồ tràn ra, phá hủy đòn tấn công của Long Tượng Tôn Giả ngay tại chỗ. Rắc! Trong khoảnh khắc, nắm tay của Long Tượng Tôn Giả bị cú đấm của Diệp Phàm đánh nát, toàn bộ cánh tay của ông ta đều nổ tung. Phụt! Long Tượng Tôn Giả phun ra một ngụm máu, trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, toàn bộ cánh tay phải không còn nữa, cả người đều bị thương nặng. Lúc này, hiện trường hoàn toàn im lặng. Lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt của mọi người có mặt đều cứng đờ, lộ ra vẻ mặt khó tin. Đặc biệt là những người thuộc Long Tượng Tông, bọn họ trợn to mắt, vô cùng kinh ngạc. Trong số đó, người ngạc nhiên nhất chính là Long Tượng Tôn Giả. Ông ta đã sử dụng bí pháp, thực lực cũng không hề kém cạnh so với lúc đỉnh cao, nhưng lại bị tên nhóc trước mặt này hạ gục chỉ bằng một quyền trong nháy mắt, điều này khiến ông ta không thể chấp nhận được, quan trọng nhất chính là sức mạnh mà đối phương bộc phát ra ngoài. Cậu thực sự kiểm soát sức mạnh của Long Tượng. Long Tượng Tôn Giả nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi Diệp Phàm bộc phát sức mạnh đè bẹp Long Tượng Tôn Giả, chính là sức mạnh của Long Tượng trong cơ thể hắn. Lúc này, trong cơ thể Diệp Phàm có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng, đó chính là sức mạnh của Long Tượng do tổ tiên Long Tượng Tông để lại. Vừa rồi, khi Cửu Long Cửu Tượng đi vào ý thức của Diệp Phàm, hắn đã có được truyền thừa và sức mạnh của tổ tiên Long Tượng Tông. Dựa theo truyền thừa của đối phương, Diệp Phàm biết được, sức mạnh của Long Tượng chính là sức mạnh do Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện ra. Long Tượng Bàn Nhược Công là một công pháp tối thượng. Theo giới thiệu của công pháp này, khi tu luyện công pháp này, trong cơ thể sẽ sinh ra sức mạnh của Long Tượng, mà sức mạnh của Long Tượng này, theo như tên gọi thì là sức mạnh của rồng chân chính và voi khổng lồ. Mỗi khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sức mạnh Long Tượng đã có được sẽ tăng lên. Sức mạnh của một tượng là 10 tấn. Sức mạnh của một long là 100 tấn, mỗi khi tăng sức mạnh của một tượng, thì sức mạnh của bản thân cũng sẽ tăng thêm 10 tấn, mỗi khi tăng sức mạnh của một long, sức mạnh của bản thân sẽ tăng lên 100 tấn. Đây chính là sự mạnh mẽ của sức mạnh Long Tượng. Và theo sự giới thiệu của Long Tượng Bàn Nhược Công này, nó thực sự không có giới hạn cao nhất. Về mặt lý thuyết, chỉ cần thiên phú đủ mạnh, thì có thể tiếp tục tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công để nâng cao thực lực của mình. Bạn có thể có được sức mạnh của Cửu Long Cửu Tượng, cũng có thể có được sức mạnh của 99, Long, và sức mạnh của 99, Tượng, thậm chí còn có thể có được sức mạnh của 999, Long, và 999, Tượng. Tóm lại, sức mạnh là vô hạn. Chỉ cần bạn đủ mạnh là có thể có đủ sức mạnh. Sau khi nhìn thấy phần giới thiệu của công pháp Long Tượng Bàn Nhược, trong lòng Diệp Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ trên thế giới này lại tồn tại một loại công pháp lợi hại như vậy. Và công pháp này cũng không phải do Long Tượng Tông sáng tạo ra mà hắn vô tình phát hiện ra từ bia Long Tượng.
rõ ràng bia long tượng này cũng không phải là tổ tiên của Long Tượng Tông. Đối phương chỉ tu luyện ra sức mạnh của cửu long cửu tượng, nhưng cái này cũng đã đủ mạnh, dù sao chính Long Tượng Tôn giả cũng chỉ mới có được sức mạnh của tứ long tứ tượng. Hiện tại Diệp Phàm đã có được sức mạnh long tượng của tổ tiên Long Tượng Tông, trong cơ thể chứa đựng sức mạnh của cửu long cửu tượng, mặc dù hắn chưa luyện chế và khống chế toàn bộ sức mạnh này, nhưng hắn vẫn có thể trấn áp vị tôn giả này khi dùng hết toàn lực. Thật lãng phí khi để ông tu luyện long tượng bàn nhược công. Diệp Phàm khinh thường nhìn Long Tượng Tôn giả. Hắn đi từng bước một về phía đối phương, trên người tràn ngập sức mạnh long tượng cực kỳ khủng bố. Lúc này, ánh mắt của mọi người trong Long Tượng Tông đều tập trung vào Diệp Phàm. Cậu sẽ không được chết tử tế đâu. Long Tượng Tôn giả nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh lùng hét lên, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Xoẹt! Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát ý, hắn tiến lên một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Long Tượng Tôn giả, đấm một quyền về phía đối phương. Cho dù có chết, tôi cũng muốn các người phải chôn cùng tôi. Long Tượng Tôn giả bỗng nhiên gầm lên, trong người ông ta đột nhiên toát ra một luồng khí tức đáng sợ, hiển nhiên là có ý định tự nổ tung. Không hay rồi, ông ta muốn tự nổ tung. Lúc này Tiêu Thiên Sách và Trung Vô Diễm trực tiếp hét lớn. Vẻ mặt của những người khác có mặt đều thay đổi, bao gồm cả Phó Thiên, Phó Hội trưởng của Hiệp hội ẩn thế kia và vài vị trưởng lão cũng sợ hãi đến mức lùi lại. Sự tự hủy diệt của một vị cường giả tôn cảnh, đủ để quét sạch toàn bộ Long Tượng Tông. Vèo! Đột nhiên, Tiêu Dao Tử vung tay lên, một cây kim bạc bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã đâm vào cơ thể Long Tượng Tôn giả. Ngay sau đó, thân thể của Long Tượng Tôn giả giống như một quả bóng bị xì hơi, toàn bộ sức lực đột nhiên tiêu tán, khiến ông ta không thể tự nổ tung được nữa. Lợi dụng khoảng trống này, Diệp Phàm tung ra một quyền, trực tiếp đánh trúng Long Tượng Tôn giả. Đấm cho thân thể ông ta nổ thành bột phấn, chết mà thân thể không còn một chút dấu vết. Lúc này, toàn trường im lặng, không khí như đóng băng. Một vị tôn giả mạnh mẽ đã ngã xuống như thế này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc. Sắc mặt của đám người tông chủ Long Tượng Tông vô cùng khó coi. Phó Thiên và một số trưởng lão của Hiệp hội ẩn thế lại vô cùng chấn động, trong lòng như có sóng to gió lớn. Một thiếu niên giết chết một vị tôn giả, nếu chuyện này truyền ra, cũng đủ chấn động toàn thế giới. Lúc này Tiêu Thiên Sách và Trung Vô Diễm mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó Tiêu Dao Tử là người bình tĩnh nhất. Tên nhóc thối này thật sự có tài năng trời ban, đúng là có vận mệnh đế tinh. Long Ngạo nhìn Diệp Phàm rồi cảm thán. Sau khi Diệp Phàm giết Long Tượng Tôn giả, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những thành viên khác của Long Tượng Tông, hiện tại đến lượt các người. Cậu đã giết tôn giả của chúng tôi, chẳng lẽ còn muốn giết cả Long Tượng Tông của chúng tôi sao? Lúc này, tông chủ của Long Tượng Tông nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù ông ta là cường giả hoàng cảnh, nhưng sức mạnh của ông ta đã cạn kiệt khi vừa kích hoạt bia Long Tượng, và cho dù sức mạnh của ông ta không bị cạn kiệt, cũng không có cách nào có thể đánh thắng được người thiếu niên tài năng có thể giết chết tôn giả này. Hôm nay tôi tới đây là để giết hết Long Tượng Tông của ông. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt khí phách. Tùy tiện tàn sát thế lực ẩn thế. Cậu muốn bắt đầu cuộc chiến với thế lực ẩn thế sao? Tông chủ của Long Tượng Tông hét lên với Diệp Phàm. Diệp công tử, bình tĩnh. Lúc này, Phó Thiên trực tiếp đi tới, hét lớn với Diệp Phàm. Ông là ai? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Tôi là Phó Thiên, Phó Hội trưởng của Hiệp hội ẩn thế. Phó Thiên vừa nói vừa chào đám người Tiêu Dao Tử và Long Ngạo. Hiệp hội ẩn thế. Diệp Phàm cau mày. Trước đó, hắn đã nghe Mạc Lão giới thiệu ngắn gọn về Hiệp hội ẩn thế. Hiệp hội này ban đầu là một tổ chức hạn chế các thế lực ẩn thế lớn. Trăm năm trước, các thế lực ẩn thế lớn đã từng có ý định xuất hiện trên thế giới, lật đổ trật tự thế tục. Sau đó, một cường giả bí ẩn xuất hiện, trấn áp tất cả các thế lực ẩn thế hàng đầu và cũng thành lập Hiệp hội ẩn thế, đưa ra nhiều quy tắc hạn chế khác nhau đối với những thế lực ẩn thế. Một khi họ dám vi phạm quy tắc, Hiệp hội ẩn thế sẽ ra tay trừng phạt họ. Chính vì sự tồn tại của Hiệp hội ẩn thế, các thế lực ẩn thế không còn dám nhúng tay vào thế tục nữa, giữa họ và thế tục vẫn duy trì được sự cân bằng. Tuy nhiên, nghe nói hội trưởng hiện tại của Hiệp hội ẩn thế đã biến mất trong nhiều năm, khiến Hiệp hội ẩn thế không có người lãnh đạo, sức mạnh bị tan rã, gây khó khăn cho việc phát huy tác dụng trấn áp mạnh mẽ đối với các thế lực ẩn thế lớn. Cũng chính vì lý do này mà trước đây 4 gia tộc ẩn thế lớn mới dám ra tay với Quỷ Cốc. Đây cũng là lý do tại sao Long Tượng Tông mới có thể tùy ý phái người đi vào thế tục,
thậm chí còn ép buộc hiệp hội ẩn thế truy bắt hung thủ, nếu là trước kia, Long Tượng Tông tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy. Nhưng hiện tại hiệp hội ẩn thế không có đủ sức mạnh để trấn áp các thế lực ẩn thế lớn, họ đương nhiên không có gì phải sợ hiệp hội ẩn thế này. Ông muốn làm gì? Diệp Phàm nhìn phó hội trưởng của hiệp hội ẩn thế, lạnh lùng nói. Diệp công tử, bây giờ cậu đã giết được Long Tượng Tôn giả, tại sao không tha cho Long Tượng Tông một lần, một khi Long Tượng Tông bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ khiến các thế lực thiên cấp lớn khác khủng hoảng và sợ hãi, thậm chí còn gây ra một loạt hậu quả, dẫn đến tác động rất lớn. Phó Thiên nhìn Diệp Phàm, nói từng câu một. Nếu tôi không buông tha thì sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vẻ mặt Phó Thiên khựng lại, nhất thời không biết trả lời thế nào. Bùm! Ngay lúc Phó Thiên còn chưa biết trả lời như thế nào, thì Diệp Phàm đột nhiên ra tay, đấm ra một quyền, đánh nát đầu của tông chủ Long Tượng Tông. Xoẹt! Sắc mặt Phó Thiên thay đổi, ánh mắt lóe lên. Hôm nay tôi nhất định phải diệt Long Tượng Tông, ai ngăn cản tôi, thì người đó sẽ chết. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Giết! Diệp Phàm ra lệnh, mấy người Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Đồ đều xông lên tàn sát Long Tượng Tông. Người quân Thiên Sách, Long Quân, Bách Hoa Lâu cũng ra tay tiêu diệt Long Tượng Tông. Mất đi tông chủ và trụ cột, cộng thêm phần lớn thực lực của Long Tượng Tông đã hao hết ở Bia Long Tượng, cho dù là tông môn cấp thiên cũng không cản được sự tàn sát của đám người Diệp Phàm. Chưa đến 10 phút, mấy ngàn đệ tử của Long Tượng Tông, bao gồm cả các trưởng lão hộ pháp đều bị giết sạch. Lúc này trong Long Tượng Tông, xác chết la liệt, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Sắc mặt của Phó Thiên và vài vị trưởng lão hiệp hội lánh đời đều rất nặng nề. Một tông môn lánh đời cấp thiên đã không còn. Việc này truyền ra chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Cho dù là đệ tử Long Tượng Tông cũng không ngờ sẽ có ngày bọn họ phải chịu khổ kết cục diệt tông. Sau khi Diệp Phàm tiêu diệt Long Tượng Tông đã cho người đi vơ vét hết tất cả tài nguyên tu luyện trong Long Tượng Tông. Một tông môn đỉnh cấp truyền thừa hơn ngàn năm, tài nguyên tu luyện của Long Tượng Tông không ít, bây giờ đều về tay Diệp Phàm. Nhóc con, đủ tàn nhẫn, diệt người ta còn dọn sạch bảo bối của người ta. Long Ngạo trêu chọc, không phải do ngũ sư phụ dạy con sao? Diệp Phàm cười nói, nhãi danh, đừng nói bậy hủy hoại danh tiếng của Long Vương ta đây. Long Ngạo trợn mắt nói. Thiếu chủ, người nhìn xem. Lúc này Cơ Như Yên lấy ra một ngọc bội giao cho Diệp Phàm. Ngọc rồng. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Lúc trước Diệp Phàm đã có được 7 viên ngọc rồng, không ngờ bên trong Long Tượng Tông cũng có một viên. Ngọc rồng. Tiêu Giao Tử nhìn ngọc rồng, ánh mắt lóe lên. Diệp Phàm, con đã tập kết được mấy viên rồi? Thêm cái này nữa là 8 viên. Diệp Phàm nói. Nhãi danh. Con đã tập kết xong 8 viên ngọc rồng rồi. Vậy tương đương chỉ thiếu một viên cuối cùng là đủ 9 viên ngọc rồng, có được bảo tàng sau lưng ngọc rồng. Long Ngạo ngạc nhiên nói. Tập kết đủ 9 viên ngọc rồng, thực sự có bảo tàng sao? Diệp Phàm nói. Tập kết được 9 viên ngọc rồng thì có thể tìm được bảo tàng truyền lưu ngàn năm trong truyền thuyết, không ai biết là thật hay giả, nhưng không có gió sao có lửa, có truyền thuyết này, có lẽ chưa chắc là giả. Tiêu Giao Tử nói. Là thật hay giả, chờ tập kết đủ 9 viên ngọc rồng thì sẽ biết, chỉ thiếu một viên cuối cùng, chỉ cần tìm được nó thì có thể cởi bỏ bí ẩn này. Long Ngạo bĩu môi. Ta sẽ cho Bách Hoa Lâu dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của viên ngọc rồng cuối cùng. Trung Vô Diễm nói. Cảm ơn thất sư phụ. Diệp Phàm cúi người nói. Đúng rồi, vài vị sư phụ, mọi người đều xuống núi, vậy nhị sư phụ và tứ sư phụ đâu? Bọn họ cũng xuống núi ạ? Diệp Phàm dò hỏi. Tiêu Giao Tử gật đầu nói, bọn họ đều có chuyện phải làm nên tạm thời không thể đến. Vậy chẳng phải trên núi chỉ có một mình đại sư phụ? Diệp Phàm nói. Không phải còn có cô nhóc mà con đưa đến sao? Long Ngạo nhìn Diệp Phàm, nói, nhóc con, có phải nhớ vị kia rồi hay không? Ta đã nhìn ra được con có ý đồ xấu với nàng mà. Ngũ sư phụ, người nói vớ vẩn gì vậy? Diệp Phàm biến sắc, nói, bà ấy là sư phụ của con. Sư phụ thì làm sao chứ? Chưa xem Thần Điêu Hiệp Lữ sao? Long Ngạo nói. Muốn bắt được vị kia, không đơn giản như vậy. Tiêu Giao Tử nói. Tiểu Phàm, có phải con thật sự có ý đồ với vị kia không? Nói cho sư phụ nghe xem nào. Trung Vô Diễm cười trêu ghẹo Diệp Phàm. Diệp Phàm lúng túng nói. Vài vị sư phụ, mọi người đừng nói bậy. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm vội vàng chuyển đề tài.
Đột nhiên Tiêu Dao Tử nhìn đám người Phó Thiên, nói cho đám thế lực cấp thiên kia, còn dám không thành thật, lão phu không ngại lặp lại chuyện 20 năm trước. Nghe vậy Phó Thiên và đám trưởng lão hiệp hội lánh đời sợ run người, biến sắc, Phó Thiên vội vàng khom lưng, nói, vâng, tiền bối, ta đã biết. Diệp Phàm lại tò mò rốt cuộc 20 năm trước tam sư phụ nhà hắn đã làm cái gì. Rất nhanh tin tức Long Tượng Tôn Nghĩa bị giết, Long Tượng Tông bị diệt đã lan truyền khắp nơi. Quả nhiên toàn bộ thế lực lánh đời đều bị chấn động. Thậm chí sau khi biết được tin này, triều đình Long Quốc và các thế lực bí ẩn lớn ở Long Quốc cũng bị chấn động mạnh. Long Tượng Tông là tông môn đứng đầu trong thế lực lánh đời, có Tôn Nghĩa chấn giữ, nhưng lại bị người diệt. Ai có thực lực và lá gan lớn như vậy? Rất nhanh có tin tức truyền ra, thiếu chủ Võ Minh là người xóa sổ Long Tượng Tông. Tin tức này làm thế lực khắp nơi bàn tán sôi nổi. Một thiếu chủ Võ Minh lại có thể tiêu diệt được Long Tượng Tông, không thể nào. Trong đó, các thế lực lánh đời cấp thiên đều nhận được tin tức đến từ Hiệp hội lánh đời, tin tức này là lời cảnh cáo của Tiêu Dao Tử. Các thế lực lánh đời cấp thiên đều vô cùng kinh sợ. Bọn họ không ngờ thiếu chủ Võ Minh còn là đệ tử của cốc chủ Quỷ Cốc, thảo nào Long Tượng Tông sẽ bị tiêu diệt. Rốt cuộc các thế lực lánh đời cấp thiên đều biết rất rõ sự đáng sợ của cốc chủ Quỷ Cốc. Sau khi nhận được cảnh cáo, các thế lực lánh đời cấp thiên đều cảnh cáo người trong tộc trong môn của mình, tuyệt đối không thể đi chọc giận vị thiếu chủ Võ Minh này. Diệp Phàm cũng không để ý đến sự ảnh hưởng khi tiêu diệt Long Tượng Tông, hắn rời khỏi Long Tượng Tông, quay về Võ Minh một chuyến. Chờ hắn xử lý xong việc ở Võ Minh đã là 2 ngày sau, hắn quay trở về Thiên Hải. Trong biệt thự Tử Kinh, Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, xin lỗi, Sở Sở, anh không thể cùng em trở về ăn sinh nhật gì. Không sao, em biết anh có chuyện cần xử lý. Đường Sở Sở gật đầu, sau đó nói, nhưng lần này mẹ em thấy anh không đến tham gia sinh nhật bà ấy nên vô cùng tức giận, luôn miệng nói muốn tìm bạn trai mới cho em. Sở Sở, hiện tại chúng ta đi nhà họ Đường. Đột nhiên Diệp Phàm nói. Đi nhà họ Đường. Đường Sở Sở sửng sốt, nói, anh Tiểu Phàm, mẹ em vẫn còn chưa nguôi giận, anh vẫn nên đừng đi. Dù thế nào mẹ em cũng là mẹ vợ của anh vắng họp sinh nhật của mẹ vợ, cần phải đền bù lại. Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ làm mẹ em vui vẻ. Diệp Phàm tự tin nói. Sau đó bọn họ đi đến nhà họ Đường, nhưng sau khi đi vào bọn họ mới biết được Dương Ngọc Lan không ở đây mà đang đi đánh bài với các chị em. Lúc này ở phòng trà nào đó, Dương Lan Ngọc đang đánh bài với các chị em, một người trong đó lên tiếng, Ngọc Lan, nghe nói con gái cô tìm một người bạn trai, hôm trước sinh nhật cô, sao không thấy cậu ta đến? Đúng vậy, mẹ vợ sinh nhật. Sao con rể có thể không đến chứ? Cô nhìn vòng ngọc phỉ thúy này của tôi xem, con rể tôi cố ý tặng lúc sinh nhật tôi đó. Một người chị em khác giơ vòng ngọc phỉ thúy khoe ra trước mặt Dương Ngọc Lan. Đây là Phật Bạch Ngọc mà con rể mua cho tôi, nghe nói mấy chục vạn đó. Lại có người cầm ngọc Phật đeo trước ngực khoe ra. Vài người chị em của Dương Ngọc Lan đều cố ý vô tình khoe ra món quà mà con rể tặng cho mình. Sắc mặt của Dương Ngọc Lan cực kỳ khó coi, trong lòng càng thêm ghét bỏ Diệp Phàm. Mẹ! Lúc này Đường Sở Sở dẫn Diệp Phàm đi vào đây. Dương Ngọc Lan nhìn thấy Diệp Phàm thì mắng chửi, tên khốn này, cậu còn có mặt mũi đến gặp tôi. Nhanh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Mẹ, lúc trước anh Tiểu Phàm thật sự có việc, không phải cố ý không đến dự tiệc sinh nhật của mẹ, hôm nay anh Tiểu Phàm vừa trở về đã nói đền bù sinh nhật cho mẹ. Đường Sở Sở vội vàng giải thích. Hừ, nói thì hay lắm, tưởng tôi sẽ tin sao? Dương Ngọc Lan lạnh lùng nói. Gì, 2 ngày trước tôi vắng họp là tôi sai, hôm nay tôi cố ý chuẩn bị mấy món quà, hy vọng gì thích. Diệp Phàm nói thẳng. Chỉ bằng cậu có thể chuẩn bị quà gì? Nhanh cút đi, đừng mất mặt ở chỗ này. Dương Ngọc Lan tức giận nói. Vừa rồi vài người chị em này của bà ta đều khoe ra các loại quà đắt tiền. Nếu lúc này Diệp Phàm lấy ra quà sinh nhật bình thường càng thêm vả vào mặt bà ta, với hiểu biết của bà về Diệp Phàm, đối phương không lấy ra được quà gì quý cả. Tại hạ là quận thủ quận Giang Nam, đến tặng một chuỗi vòng cổ mã não 100 văn, chúc Đường phu nhân sinh nhật vui vẻ. Lúc này một người đi vào, tay cầm chuỗi vòng cổ mã não, nói với Dương Ngọc Lan. Người này chính là Tô Lâm, quận thủ quận Giang Nam. Quận thủ đại nhân. Dương Ngọc Lan và vài người chị em của bà ta thấy quận thủ đột nhiên xuất hiện thì vô cùng khiếp sợ. Đường phu nhân, bà còn vừa lòng với món quà sinh nhật này chứ?
Tô Lâm khiêm tốn nói. Này! Dương Ngọc Lan kinh sợ không nói lên lời. Bà ta không ngờ quận thủ lại tự đến tặng quà sinh nhật cho bà ta, thực sự vượt quá sức tưởng tượng. Vài người chị em của bà ta cũng dại ra. Quận thủ tự đến tặng quà, cũng quá phô trương rồi đi. Tất cả còn chưa xong. Tiếp theo, cảnh tượng càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Tôi là quận trưởng quận Giang Bắc, đặc biệt đưa đến đây một viên ngọc cổ cực phẩm để chúc Đường phu nhân sinh nhật vui vẻ. Tào Giang, quận trưởng quận Giang Bắc bước đến, trên tay cầm một viên ngọc cổ có ánh sáng tím, trông vô cùng quý phái. Đây chính là ngọc đế hoàng đỉnh cao nhất trong truyền thuyết sao? Không sai, đây chính là ngọc đế hoàng, trước đây tôi đã từng thấy trên tin tức, nghe nói trị giá mấy chục triệu. Lúc này, một trong mấy bà bạn của Dương Ngọc Lan trực tiếp kêu lên. Đám người Dương Ngọc Lan nghe vậy thì rất kinh ngạc, trị giá mấy ngàn vạn, món quà sinh nhật này không phải là quá quý giá sao? Điều quan trọng nhất là món quà này là do quận trưởng quận Giang Bắc tặng. Điều này khiến Dương Ngọc Lan có chút bối rối. Nếu nói, quận trưởng quận Giang Nam đến tặng quà cho bà ta vì nể mặt Đường thị và nhà họ Đường thì cũng đúng, nhưng tại sao quận trưởng quận Giang Bắc cũng đích thân đến tặng quà cho bà ta? Tôi là quận trưởng quận Thiên Thục, Tưởng Uy, đặc biệt mang tới một cây nhân sâm ngàn năm, chúc Dương phu nhân sinh nhật vui vẻ. Tôi là quận trưởng quận Thiên Thủ. Tôi là quận trưởng quận Nam Thiên. Tôi là quận trưởng quận Hoài Giang. Tôi là... Tiếp theo, các quận trưởng của các quận khác nhau ở Long Quốc lần lượt xuất hiện, mỗi người đều tặng một món quà sinh nhật quý giá cho Dương Ngọc Lan. Quận trưởng của 9 quận, cùng nhau tặng quà. Cảnh tượng này lập tức khiến Dương Ngọc Lan ngơ ngác. Mấy bà bạn xung quanh bà ta cũng ngẩn người, ngay cả Đường Sở Sở cũng bị sốc. Về phần nụ cười trên môi Diệp Phàm, đã nói lên rõ ràng tất cả những chuyện này đều là do hắn sắp đặt. Với thân phận hộ quốc thần tướng của hắn hiện tại, để cho quận trưởng của 9 quận đến tặng quà cũng chẳng là gì cả. Hơn nữa hắn bày ra cảnh tượng lớn như vậy, cũng chỉ là muốn Dương Ngọc Lan không còn khinh thường hắn, vậy thì bà ta sẽ không còn nghĩ đến việc chia rẽ hắn và Sở Sở. Gì à? Dì có hài lòng với những món quà sinh nhật này không? Lúc này, Diệp Phàm xuất hiện đúng lúc, mỉm cười nhìn Dương Ngọc Lan. Việc này, đều là do cậu sắp xếp sao? Dương Ngọc Lan nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy. Không biết dì có hài lòng không? Diệp Phàm gật đầu. Ực. Dương Ngọc Lan trực tiếp nuốt nước bọt. Đường phu nhân không hài lòng với những món quà này à? Tô Lâm nói. Hài lòng, hài lòng. Rất hài lòng. Dương Ngọc Lan nói nhanh. Các người để quà xuống rồi quay về trước đi. Diệp Phàm nhìn quận trưởng 9 quận rồi nói. Vâng. Quận trưởng 9 quận gật đầu, đặt món quà xuống rồi rời đi. Khi Dương Ngọc Lan nhìn thấy Diệp Phàm thật sự có thể khiến quận trưởng của 9 quận nghe lời như vậy, trong lòng Dương Ngọc Lan dâng lên một đợt sóng to gió lớn, bà ta nhìn Diệp Phàm, run rẩy nói, cậu. Sao cậu có thể làm như vậy được? Cháu biết gì muốn hỏi cái gì? Sau này dì cũng sẽ biết, nhưng cháu hy vọng sau này dì sẽ không phản đối việc Sở Sở và cháu ở bên nhau nữa. Diệp Phàm nhìn Dương Ngọc Lan, nhẹ nhàng nói. Được rồi dì và những dì khác cứ từ từ chơi đi, con và Sở Sở đi về trước. Sau đó Diệp Phàm nói một câu rồi cùng Đường Sở Sở rời đi. Sau khi Diệp Phàm rời đi, mấy bà bạn của Dương Ngọc Lan liền bùng nổ. Tất cả đều nhìn Dương Ngọc Lan với vẻ hâm mộ và nói, Ngọc Lan. Không ngờ con rể của bà lại có năng lực như vậy, thậm chí còn có thể mời quận trưởng 9 quận đích thân đến tặng quà cho bà thật đúng là nở mày nở mặt. Đúng vậy, Ngọc Lan, con rể của bà lợi hại như vậy, sao bà không sớm nói cho chúng tôi biết? Mấy bà bạn của Dương Ngọc Lan đều lộ ra vẻ xấu hổ, vừa rồi họ còn khoe khoang con rể của mình, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại bị con rể của Dương Ngọc Lan tát thẳng vào mặt. Con rể của họ chẳng là gì so với Diệp Phàm. Giờ phút này, bọn họ không khỏi tiếc nuối, tại sao chàng trai này lại không phải là con rể của bọn họ. Lúc này, trong lòng Dương Ngọc Lan dần dần bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên một nụ cười kiêu ngạo đắc ý. Lúc này, ấn tượng của bà ta về Diệp Phàm đã hoàn toàn thay đổi 180 độ. Bên ngoài, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói, anh Tiểu Phàm, anh thật lợi hại, lần này chắc là mẹ em sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau nữa. Như vậy là tốt rồi. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại, ánh mắt hắn quét về phía trước. Lúc này, 9 người áo đen đứng trước mặt Diệp Phàm, tản ra khí tức âm u. Chủ tịch hội nghị hắc ám. Diệp Phàm liếc nhìn 9 người này,
nhìn mấy người trong đó, lạnh lùng nói. Các người cũng khá dũng cảm đó chứ, vậy mà còn dám xuất hiện. Diệp Phàm thờ ơ nói. Nhóc con, chúng tôi đến đây để bắt cậu theo lệnh của nghị chủ. Lần này chín chủ tịch hội nghị hắc ám này ra tay, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Một trong những chủ tịch hội nghị hắc ám nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Vẻ mặt Diệp Phàm khinh thường nói. Hắn tiến lên một bước, ngay lập tức đi đến trước mặt chín người này và trực tiếp tung ra một quyền. Mà chín chủ tịch hội nghị hắc ám nhìn Diệp Phàm ra tay, đều đồng thời tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Chín người này đều là cường giả cấp bậc quân cảnh, khi chín người hợp lực, thực lực của bọn họ cũng cực kỳ khủng bố, nhưng so với Diệp Phàm thì kém xa. Bùm! Diệp Phàm đánh xuống một quyền, chín vị chủ tịch hội nghị hắc ám này giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, đập xuống đất một cách nặng nề, phun máu. Họ mở to mắt nhìn Diệp Phàm rồi trực tiếp tắt thở mà không nói được một lời nào. Một quyền của Diệp Phàm trực tiếp giết chết chín gã cường giả quân cảnh, sức chiến đấu này đủ để chấn động thế giới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, lại có năm bóng người xuất hiện ở đây, bọn họ nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt sáng ngời. Không ngờ tuổi còn trẻ như vậy mà cậu đã đạt tới thực lực như vậy. Một người trong năm người này nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Các người là ai nữa? Diệp Phàm nhìn năm người, lạnh lùng nói. Chúng tôi là năm vị cường giả võ vương đến từ Điện Võ Hầu, nhóc con mau giao bát trận đồ ra đây, có lẽ chúng tôi còn có thể để cậu chết dễ dàng hơn một chút. Một người khác trong số năm người hét lên với vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Người của Điện Võ Hầu. Lại đến tìm đường chết. Diệp Phàm cười lạnh nói. Hừ, nhóc con, mặc dù thực lực của cậu rất mạnh mẽ, nhưng trước mặt năm người chúng tôi, còn không tới lượt cậu làm càn đâu. Người ở giữa năm người lạnh lùng hét lên, trên người ông ta toát ra sức mạnh đáng sợ của vương cảnh, và cả bốn người còn lại cũng tỏa ra sức mạnh của vương cảnh. Năm người bọn họ đều là cường giả vương cảnh. Chỉ vì một cái bát trận đồ mà Điện Võ Hầu lại phái năm vị cường giả vương cảnh, đúng là chịu bỏ vốn lớn. Diệp Phàm nhìn năm người, lạnh lùng nói. Giao bát trận đồ ra đây. Năm người họ bước ra một bước và hét lên với Diệp Phàm với vẻ mặt uy nghiêm. Năm luồng sức mạnh vương cảnh cực kỳ đáng sợ tiến về phía Diệp Phàm và cùng trấn áp hắn. Mà Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ với năm người các người mà còn muốn cướp đồ của tôi sao, các người quá đề cao chính mình rồi. Diệp Phàm nói xong, trong cơ thể hắn bộc phát ra một luồng sức mạnh long tượng cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh long tượng trong cơ thể hắn bộc phát ra, lập tức hình thành một lực lượng hủy diệt, tiến tới trấn áp năm người này. Phụt, 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 phụt. Năm người bị trấn áp tại chỗ, quỳ trên mặt đất, từng người một nôn ra máu. Tất cả bọn họ đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Với sức mạnh của năm người họ mà lại bị sức mạnh của người này trực tiếp áp chế đến quỳ xuống đất. Làm sao có thể? Chẳng lẽ người này đã đạt tới vương cảnh? Lúc này, trong lòng năm vị cường giả của Điện Võ Hầu này đều liên tục chấn động. Chết! Nhưng Diệp Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp đấm ra một quyền. Sắc mặt của năm người này đều thay đổi, bọn họ muốn phản kháng nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, năm vị cường giả vương cảnh đều bị một quyền của Diệp Phàm xé nát thành từng mảnh. Sau khi Diệp Phàm xử lý năm người này, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, báo cho Điện Võ Hầu, bảo bọn họ tự chuẩn bị quan tài cho mình đi, chuẩn bị chịu chết. Lần này Điện Võ Hầu tấn công hắn, điều này đã khiến Diệp Phàm hoàn toàn tức giận. Nhổ cỏ tận gốc, đã đến lúc phải tiêu diệt Điện Võ Hầu này. Đột nhiên, Diệp Phàm nhận được một cuộc gọi, vừa mới nhấc máy, đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói yếu ớt. Tôi đây. Giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu bên kia của điện thoại. Huyết cơ. Diệp Phàm cau mày khi nghe thấy giọng nói này. Đây chính xác là giọng nói của thánh nữ huyết tộc, huyết cơ. Tôi đã xảy ra chuyện, anh có thể đến Vương quốc Anh một chuyến được không? Huyết cơ nói thẳng. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Diệp Phàm hỏi. Anh đến đây rồi sẽ biết. Huyết cơ không nói thêm mấy lời liền cúp điện thoại. Diệp Phàm cau mày, Đường Sở Sở ở một bên hỏi, là huyết cơ gọi sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì? Có chuyện xảy ra với cô ấy, anh phải ra nước ngoài một chuyến. Diệp Phàm nói thẳng. Vậy anh đi nhanh đi, huyết cơ đã ở cùng chúng ta lâu như vậy, anh Tiểu Phàm, anh nhất định phải cứu cô ấy. Đường Sở Sở lo lắng nói. Ừm. Diệp Phàm gật đầu.
sau đó hắn liền mua vé máy bay và bay thẳng đến Vương quốc Anh. Đế đô, nhà họ Khương. Lúc này, một đám người xuất hiện trong nhà họ Khương, ánh mắt của bọn họ đều hiện rõ vẻ không thiện lành. Các người là ai? Cha của Khương Vân Hy Khương Chính Thiên nhìn đám người này với vẻ mặt nghiêm túc. Chúng tôi là người nhà họ Lý và họ Tiết của Hạnh Lâm Giới, còn có người từ Tứ Đại Y Tông. Người đàn ông dẫn đầu Oai Phong nói. Người của Hạnh Lâm Giới. Vẻ mặt Khương Chính Thiên lập tức thay đổi. Ông cụ nhà họ Khương, Khương Thịnh Hải đi tới, chắp tay làm lễ trước đám người tới từ Y Đạo Thế Gia của Hạnh Lâm Giới và Tông Môn Y Đạo. Tại hạ Khương Thịnh Hải, không biết các vị tiền bối tới nhà họ Khương là có chuyện gì. Hôm nay chúng tôi tới đây vì một thứ. Một lão giả dẫn đầu Tứ Đại Y Tông khẽ vuốt tròm râu rồi nói. Thứ gì? Khương Thịnh Hải hỏi. Thần Nông Y Điển. Vị lão giả kia nói thẳng. Vụt. Nghe thấy cái tên Thần Nông Y Điển, Khương Thịnh Hải và Khương Chính Thiên đều sửng sốt, như không hiểu đối phương đang nói gì. Chúng tôi không biết Thần Nông Y Điển nào cả. Các người tìm nhầm chỗ rồi. Khương Chính Thiên lạnh giọng nói. Thần Nông Y Điển đang trong tay của đứa con gái nhà họ Khương các người. Bảo cô ta lập tức giao Thần Nông Y Điển ra, nếu không hôm nay đừng trách chúng tôi không khách khí. Gia chủ nhà họ Lý lạnh giọng quát. Các người còn định ra tay với nhà họ Khương chắc, Khương gia đường đường là gia tộc danh giá đế đô. Vẻ mặt Khương Chính Thiên lạnh xuống, ông ta lớn tiếng nói. Thế gia đế đô thì làm sao? Với thực lực của chúng tôi, hủy diệt một thế gia còn con ở đế đô là chuyện đơn giản, cho dù là triều đình thì cũng không dám xen vào việc của người khác. Gia chủ nhà họ Lý khinh thường nhìn Khương Chính Vân. Giao Thần Nông Y Điển ra đây, nếu không hôm nay sẽ là ngày nhà họ Khương bị diệt. Một vị y tông chi chủ quát với vẻ mặt đầy sát khí. Ngay lập tức, người của hai nhà thế gia và tứ đại tông môn của y đạo đều tản ra hơi thở lạnh tới thấu xương, ai nấy đều mang dáng vẻ như chuẩn bị ra tay với nhà họ Khương. Lúc này, vẻ mặt Khương Thịnh Hải và Khương Chính Thiên đều thay đổi. Không được làm hại người nhà của tôi. Đột nhiên, Khương Vân Hy vọt ra, hô lên với đám người trước mặt. Gia chủ, chính cô ta đã lấy Thần Nông Y Điển. Một tên đệ tử nhà họ Lý chỉ thay vào Khương Vân Hy, hắn vội vàng nói với gia chủ nhà mình. Lập tức, ánh mắt của những đại lão Hạnh Lâm Giới đều nhìn về phía Khương Vân Hy, ai nấy đều lộ ra vẻ tham lam. Thần Nông Y Điển là quyển sách y học tối cao, đó chính là thứ mà vô số thầy thuốc đều hằng mong có được. Khát khao của bọn họ với Thần Nông Y Điển giống như khát vọng của võ giả đối với thần công tuyệt thế. Chính vì như vậy nên tất cả người của những thế lực đứng đầu Hạnh Lâm Giới đều tới đây, bọn họ muốn cướp lấy Thần Nông Y Điển. Giao Thần Nông Y Điển ra đây, không giao thì chết. Lúc này, gia chủ của những tông môn y đạo nhìn Khương Vân Hy với vẻ mặt lạnh như băng. Đối mặt với sát khí tỏa ra từ đám người này, cơ thể Khương Vân Hy run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ căng thẳng. Cô gái, cô chưa đủ tư cách có được Thần Nông Y Điển, ngoan ngoãn giao nó ra đây, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Đến lúc đó không chỉ có cô phải chết, mà ngay cả người nhà của cô cũng sẽ chết cùng, cô cảm thấy đáng giá sao? Gia chủ nhà họ Tiết lạnh lùng nhìn Khương Vân Hy, ra vẻ như đang khuyên nhủ. Lúc này, ánh mắt Khương Vân Hy không ngừng lóe lên, cô đang xoắn suýt do dự. Thần Nông Y Điển là Diệp Phàm đưa cho cô, đương nhiên Khương Vân Hy không muốn giao ra. Nhưng nếu cô không giao thì người nhà và cả Khương gia sẽ không còn tồn tại nữa. Trong lúc nhất thời, Khương Vân Hy lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô ấy không có tư cách giữ Thần Nông Y Điển, lẽ nào các người có tư cách đó sao? Bỗng nhiên, một giọng nói trầm khàn truyền từ bên ngoài vào. Phút phút phút, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo hướng âm thanh phát ra, bọn họ nhìn thấy ba bóng người đang đi tới, dẫn đầu là một ông già tóc bạc trắng mang dáng vẻ nóng nảy. Phía sau là hai người đàn ông trung niên mặt lạnh như băng. Ông là ai? Lại dám xen vào việc của người khác? Gia chủ nhà họ Lý lạnh lùng nhìn ông già vừa tới. Mấy người là đám có lòng dạ đen tối, không đủ tư cách giữ Thần Nông Y Điển, cút. Ông già tóc bạc quát với giọng lạnh như băng. Lời này khiến đám người đối phương trầm xuống, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng tức giận. Ngạo mạn. Lúc này, người của tông môn y đạo xông thẳng về phía ông già. Ông già kia còn chưa ra tay thì người phía sau đã đánh ra một chưởng, khiến đám người kia bay ngược ra ngoài, đập xuống đất rồi phun ra máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, người của Hạnh Lâm Giới nhíu mày, gia chủ nhà họ Tiết nhìn ông già tóc trắng, rốt cuộc ông là ai? Cút!
đối phương không hề khách khí quát. Lên hết đi. Người của thế gia và tông môn y đạo hạnh lâm giới liếc nhìn nhau, tất cả bọn họ đều tấn công về phía ba người mới đến. Ầm. Ông già tóc trắng lạnh lùng bước lên một bước, trên người tản ra một cỗ uy thế tối cao, chấn áp kẻ địch. Ngay lập tức, một tiếng nổ rung trời vang lên. Toàn bộ người của hạnh lâm giới đều bay ra ngoài, từng người ngã xuống đất, điên cuồng hộc máu. Trước khi tôi còn chưa có ý định giết chết các người, lập tức biến khỏi đây. Ông già tóc trắng tức giận nói. Người của hạnh lâm giới đều nhìn đối phương với vẻ không thể tin nổi, ánh mắt bọn họ lóe lên, cuối cùng mang theo gương mặt không cam tâm rời khỏi đây. Sau khi đối phương rời đi, ông lão đi về phía Khương Vân Hy. Lúc này, Khương Vân Hy nhìn thấy ông già thì rất hồi hộp. Không cần căng thẳng như vậy, tôi không tới để giành thần nông y điển với cô. Ông già thản nhiên nhìn Khương Vân Hy. Không biết tiền bối là, Khương Vân Hy hỏi. Tôi tới từ thần nông các, cũng chính là ngũ trưởng lão của nơi này. Ông già đáp, thần nông các. Khương Vân Hy nghe thấy cái tên này thì nhíu mày lại, nhưng sau đó nghĩ tới cái gì, cô ngạc nhiên nhìn đối phương, thần nông các. Lẽ nào là, đúng vậy, thần nông y điển là do các chủ đầu tiên của thần nông các viết ra. Ông già tóc bạc nói. Ánh mắt Khương Vân Hy lộ ra một tia kinh ngạc nhìn đối phương, cô cung kính nói, vãn bối Khương Vân Hy bái kiến tiền bối. Thần nông các đã tìm thần nông y điển rất lâu, không ngờ cuối cùng lại bị cô lấy được, đây xem như là một phần duyên phận, có lẽ cô chính là người thừa kế mà tổ tiên đã nhận định. Đối phương nhìn Khương Vân Hy, ánh mắt lóe lên, ông cảm thán nói. Vãn bối chỉ muốn học một chút y thuật của thần nông y điển để chữa bệnh cứu người, không có tư cách trở thành người thừa kế gì đó. Khương Vân Hy đáp, nếu như cô đã lấy được thần nông y điển, vậy thì cô đã có cái tư cách này. Lần này tôi phụng lệnh các chủ đến đây tìm cô, không biết cô có đồng ý gia nhập thần nông các hay không? Ông già tóc trắng chăm chú nhìn Khương Vân Hy. Gia nhập thần nông các, Khương Vân Hy giật mình, mặc dù cô không hiểu thần nông các, nhưng cô biết thần nông thị, đó chính là ông tổ y đạo cổ đại của Long Quốc, thế lực do ông sáng lập nên đương nhiên sẽ không đơn giản. Hiện tại mặc dù Khương Vân Hy có được thần nông y điển nhưng y điển bao la rộng lớn, rất nhiều thứ khó hiểu, chỉ dựa vào một mình cô mà không có người dạy dỗ chỉ bảo, muốn nắm vững được những y thuật trong thần nông y điển là điều rất khó. Bây giờ người của thần nông các xuất hiện muốn cô gia nhập, trong lòng của Khương Vân Hy ngoại trừ khiếp sợ thì còn có cả kích động. Tôi có thể sao? Khương Vân Hy không tự tin nhìn ông già tóc trắng đối diện. Cô có được thần nông y điển, vậy thì cô chính là truyền nhân của thần nông các. Đương nhiên có thể gia nhập thần nông các. Huống chi các chủ đã nói sẽ đích thân chỉ dạy cho cô, bồi dưỡng cô trở thành người thầy thuốc giỏi nhất. Ông lão thản nhiên nói. Được, tôi đồng ý gia nhập thần nông các. Khương Vân Hy trực tiếp đồng ý. Vân Hy, chuyện này. Khương Thịnh Hải lo lắng nhìn Khương Vân Hy. Ông nội, ông đừng lo lắng, cháu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Khương Vân Hy cười nói. Cô rất tin tưởng tôi nhỉ. Ông già tóc bạc khẽ vuốt chòm râu nhìn Khương Vân Hy cười nói. Trực giác nói cho tôi biết, ông không phải người xấu. Khương Vân Hy nhìn lão già tóc bạc, tự tin nói. Ngay sau đó, Khương Vân Hy tạm biệt ông nội và cha mình, cô còn gọi cho Diệp Phàm nhưng không ai nghe máy. Sau đó cô gọi cho bản thân Lý Tử Huyên, rồi đi theo ông già tóc trắng tới thần nông các. Khương Vân Hy không hề hay biết, chuyến đi lần này sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh sau này của cô. Cùng lúc ở nội các, đại trưởng lão và các trưởng lão khác cùng có mặt ở đây. Bầu không khí hết sức ngưng trọng. Đại trưởng lão, hiện tại thằng danh kia không chỉ được trao tặng tướng hàm 10 sao mà còn được phong làm thân vương, thậm chí quốc chủ còn đích thân phong hộ quốc thần tướng, sợ là khó mà ra tay với hắn ta được nữa. Bây giờ hắn ta quyền cao chức trọng, danh vọng rất cao, nếu hắn muốn ra tay với chúng ta thì sẽ rất phiền phức, hơn nữa cho dù hắn không làm vậy thì chưa chắc Tiêu Thiên Sách sẽ không tìm chúng ta tính nợ cũ. Đúng vậy, đại trưởng lão, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Mấy vị trưởng lão thi nhau nói, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Với thân phận kia, chúng ta không thể động đến hắn, nếu không chắc chắn sẽ chọc giận quốc chủ. Đại trưởng lão nội các thản nhiên nói. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ thế mà cho qua sao? Đợi bọn họ tìm tới tận cửa. Một trưởng lão nhíu mày nói. Tôi nhận được tin, tên kia đã rời khỏi Long Quốc tới Vương quốc Anh. Đại trưởng nội các nói, những trưởng lão kia nghe vậy thì khựng lại, một người trong số đó nói, đại trưởng lão,
lẽ nào ông muốn ra tay với hắn ở nước ngoài? Nhưng lúc trước chúng ta đã thất bại một lần. Thất bại một lần thì có tính là gì, bây giờ muốn triệt để giải quyết nỗi lo lắng là hắn ta thì đây là cơ hội duy nhất để ra tay, hơn nữa lần này không chỉ phải giải quyết hắn mà phải giết được cả Tiêu Thiên Sách, để hai thầy trò bọn họ chôn thân ở nước ngoài. Đại trưởng lão Nội Các trầm giọng nói. Vậy đại trưởng lão định làm thế nào? Những trưởng lão kia thay nhau hỏi, đối phương trực tiếp nói ra kế hoạch. Khi mọi người nghe đại trưởng lão nói xong thì ai nấy đều mang biểu cảm khiếp sợ. Đại trưởng lão, ông nhất định phải làm như vậy sao? Một trưởng lão khác lo lắng hỏi. Sao nào, ông không dám? Đại trưởng lão liếc nhìn người vừa lên tiếng, ông ta lạnh giọng nói. Mối thù của chúng ta là hai sư đồ kia đã tới mức không phải bọn họ chết thì người chết sẽ là chúng ta, lúc này không được phép do dự. Một trưởng lão Nội Các lạnh lùng nói. Đúng vậy, tất cả đều nghe theo sắp xếp của đại trưởng lão. Ngay sau đó, những trưởng lão khác đều tán thành. Nếu đã thế, cứ theo vậy mà làm thôi. Đại trưởng lão Nội Các lên tiếng, à đúng rồi, còn những sư phụ khác của hắn ta cũng không được bỏ qua, giết gọn tận gốc, không để lại hậu hoạn về sau. Rõ. Đám trưởng lão Nội Các cùng gật đầu. Trên một ngọn núi phủ đầy sương mù, có một tòa cung điện. Lúc này, người đàn ông khí vũ hiên ngang, trên người tản ra uy áp tối cao khiến cho người ta có một loại cảm giác như muốn thần phục. Tông chủ, xin lỗi, thuộc hạ vô năng không tìm được cơ hội đưa con trai Cuồng Long về đây. Người đàn ông quỳ xuống nhận lỗi. Tiểu tử này có Tiêu Giao Tử che chở, các người ra tay cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Người đàn ông kia lạnh lùng nói. Tông chủ, hiện tại Long Tượng Tông đã bị bọn họ diệt, những thế lực ẩn thế khác đều cảm thấy bất an. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Có cần tiếp tục pháp người đi bắt tên tiểu tử kia không? Người quỳ trên đất nói. Tôi đã đánh giá thấp hắn ta, không có Diệp Thiên Long che chở nhưng hắn còn có những người khác bảo vệ, muốn bắt được tên này thì phải lên kế hoạch thật kỹ. Ánh mắt người đàn ông lóe lên, ông ta lạnh giọng nói. Người đàn ông mặc mãng bào đang đứng trong một tòa kiến trúc cổ kính. Trên người ông ta tản ra một cỗ uy thế tối cao, giống như một người nắm giữ sự sống chết của sinh linh. Lúc này, một lão giả mặc thường phục đi tới lấy ra một quyển trục nói, chủ công, đây là chiếu thư thoái vị của lão tộc trưởng, hiện tại ngài chính là tộc trưởng mới của Diệp Thị, những thuộc hạ thân tín bên cạnh lão tộc trưởng đã bị xử lý sạch sẽ, các chi của gia tộc nhà họ Diệp đã tuyên bố thần phục chủ công. Đối phương cầm lấy chiếu thư, hai mắt sáng lên, mưu tính nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. Lão nô chúc mừng chủ công ngồi lên chức vị tộc trưởng. Người đàn ông quỳ xuống nói. Thông báo xuống phía dưới, 10 ngày sau tôi sẽ tổ chức nghi lễ kế nhiệm tộc trưởng, mời tất cả các thế lực lớn qua đây, để bọn họ tận mắt trông thấy thời đại của Diệp Khiếu Thiên tới rồi. Người đàn ông khoác mãng bào lạnh lùng nói. Rõ, chủ công. Lão giả mặc thường phục gật đầu. À đúng rồi, thông báo cho Kiếm Hoàng, để hắn đích thân ra tay đem đầu của tên kia về đây. Làm tế phẩm cho nghi thức kế nhiệm của ta. Người đàn ông tiếp tục nói. Chủ công nói là Diệp Phàm sao? Lão giả mặc thường phục hỏi. Đối phương gật đầu, không sao, tên kia không chết thì ta không yên lòng, thế nên lần này hắn bắt buộc phải chết. Lão nô lập tức đi sắp xếp để Kiếm Hoàng ra tay, lần này nhất định sẽ giết được hắn. Lão giả gật đầu nhận lệnh. Điện Thiên Thần ở ngoại vực. Còn dám xuất ngoại, lá gan không nhỏ nhỉ. Điện chủ Điện Thiên Thần sau khi biết tin Diệp Phàm xuất ngoại thì cười lạnh. Phát tin tức đi, ai có thể giết người này, Điện Thiên Thần sẽ trao thưởng 3.000 ngọc thạch. Điện chủ Điện Thiên Thần lạnh lùng nói. 3.000 ngọc thạch. Nghe được lời điện chủ nói, những thuộc hạ đứng trước mặt ông ta đều ngây người. Phải biết ngọc thạch là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có của ngoại vực, bên trong ẩn chứa năng lượng đặc biệt, có thể giúp cường giả hấp thụ luyện hóa, tăng thực lực của bản thân. Bởi vậy người của ngoại vực đều rất muốn có được ngọc thạch. Chỉ là khoáng mạch ngọc thạch ở ngoại vực trên cơ bản đều bị Điện Thiên Thần và những đại thế lực đỉnh cấp khác chiếm lấy, những người khác căn bản không chiếm được bao nhiêu. Mà lần này Điện Chủ Điện Thiên Thần một lần lấy ra 3.000 ngọc thạch làm tiền thù lao, sức hấp dẫn cực lớn. 3.000 ngọc thạch, đủ để cho một vị cường giả thiên cảnh nhanh chóng trở thành quân cảnh thậm chí là vương cảnh. Quân cảnh và vương cảnh thậm chí là cường giả hoàng cảnh đạt được 3.000 ngọc thạch. Thực lực cũng có thể tăng mạnh, bởi vậy có thể thấy sự cám dỗ của 3.000 viên ngọc thạch này lớn tới mức nào. Điện chủ, thật sự phải lấy ra 3.000 ngọc thạch sao? Không bằng để cho chúng ta ra tay, đi bắt tiểu tử kia.
Thuộc hạ hỏi. Lần này ta phải khiến hắn trở thành mục tiêu bị chỉ trích, để hắn nếm mùi vị đấu với thú bị nhốt, như vậy sẽ rất thú vị. Điện chủ Điện Thiên Thần cười lạnh. Rất nhanh, sau khi quyết định của Điện Thiên Thần truyền khắp ngoại vực, quả nhiên đã gây ra chấn động lớn. 3.000 ngọc thạch đủ khiến người ta phát cuồng. Lúc này, vô số thế lực ngoại vực, cường giả muốn giết chết cái tên Diệp Phàm này. Diệp Phàm đã trở thành người đầu tiên trên bảng danh sách phải giết ở ngoại vực. Ở phương Tây, trong một hội nghị hắc ám, mệnh lệnh lạnh như băng vang lên, điều động toàn bộ lực lượng hắc ám đi giết chết Diệp Phàm. Bên trong căn cứ của quân đoàn Sa Tăng, Điện Thiên Thần lại cam lòng lấy ra 3.000 ngọc thạch để đổi mạng tiểu tử này. Đại ma vương mặc áo choàng đen ngồi trên vương tọa, người này đeo mặt nạ ác ma màu đen, tay nghịch viên hạt châu cười lạnh. Đúng vậy, nghe nói hơn nửa cường giả ngoại vực đã xuất phát, còn có nhiều vị cường giả thần bảng cũng muốn ra tay. Một trong cửu đại ma tướng của quân đoàn Sa Tăng quỳ trên đất nói. Thú vị! Sa Tăng cười lạnh. Quân chủ, chúng ta có cần ra tay không? Ma tướng nói. Hắn ta giết chết U Minh ma tướng, món nợ này còn chưa tính, nếu như hắn đã tự mình tới tìm chết, vậy thì đương nhiên phải tính kỹ, hơn nữa còn có 3.000 ngọc thạch, sao lại không làm? Sa Tăng cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia máu. Ngay sau đó, quân đoàn Sa Tăng tập hợp thành viên. Lúc này, ngoại trừ quân đoàn Sa Tăng cũng có rất nhiều quân đoàn đỉnh cấp trên thế giới đều tập trung lại, bao gồm cả quân đoàn Khát Tát ngang sức ngang tài với Sa Tăng, bọn họ cũng đã tập hợp lại với nhau, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến cuộc chiến lớn. Tin tức Điện Thiên Thần bỏ ra 3.000 ngọc thạch để mua mạng của Diệp Phàm được truyền ra bên ngoài, giới hắc ám phương Tây và các nước đều náo động. Bọn họ biết giá trị của 3.000 ngọc thạch, bây giờ có 3.000 ngọc thạch dễ như trở bàn tay, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, Diệp Phàm còn đang ở trên máy bay đã khiến cho giới hắc ám và ngoại vực dâng lên bão táp. Tại London ở Vương quốc Anh, Diệp Phàm đi máy bay mấy chục tiếng rồi lại đến Vương quốc Anh. Lúc này, bên phía London đã là ban đêm rồi, Diệp Phàm trực tiếp bắt taxi đi đâu đó. Nửa giờ sau, Diệp Phàm đi đến một căn biệt thự. Anh đến rồi à? Trong biệt thự này có một người phụ nữ đang ngồi, chính là Huyết Cơ. Không phải cô nói cô đã xảy ra chuyện sao? Tôi còn tưởng là cô đang bị người ta truy sát, làm hại tôi sốt ruột vội vã chạy đến đây. Diệp Phàm nhìn Huyết Cơ, bĩu môi nói. Quả thật là tôi đang bị người ta truy sát đấy. Huyết Cơ thản nhiên nói. Nhưng cô là thánh nữ huyết tộc, ai dám truy sát cô chứ? Chẳng lẽ là người của thánh điện? Diệp Phàm tò mò nói. Là người của huyết tộc. Huyết Cơ trầm giọng nói, mà Diệp Phàm thì giật mình, nói, huyết tộc. Cô bị người nhà mình truy sát ư. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, Huyết Cơ ho khan một trận, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt Diệp Phàm co rụt lại, hắn đi tới trước mặt Huyết Cơ, nhìn đối phương nói, vết thương của cô không nhẹ đâu. Đúng vậy, suýt chút nữa tôi đã chết trong bẫy của đám người kia rồi. Huyết Cơ nói với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát ý. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Diệp Phàm vung ra châm bạc rồi đâm vào người Huyết Cơ, vừa nói chuyện vừa điều trị. Các tộc trưởng tộc Cappadocia, một trong 13 tộc của huyết tộc, đã cấu kết với Thánh Điện để gài bẫy tôi, vu khống tôi phản bội huyết tộc, sau đó liên kết với các tộc lớn khác để bao vây tôi. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Tàn nhẫn như vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Sau đó, hắn rút cây kim bạc ra, nội thương của Huyết Cơ cũng đã bình phục. Khi tôi dẫn huyết tộc đánh bại Thánh Điện, hắn ta đã bí mật tấn công tôi từ phía sau khiến tôi bị thương nặng và mất trí nhớ. Huyết Cơ lạnh lùng hét lên. Cô thật xui xẻo, Diệp Phàm mỉm cười nói, vậy cô tới tìm tôi làm gì? Trả thù cho cô à? Đúng vậy, bây giờ các phu khống tôi là kẻ phản bội huyết tộc, hợp nhất tất cả các tộc lớn. Hắn còn phế bỏ thân phận thánh nữ của tôi khiến tôi không thể huy động được lực lượng của huyết tộc, bây giờ Thánh Điện cũng muốn giết tôi, cho nên tôi cần hỗ trợ. Huyết Cơ nói từng câu một. Cô muốn làm gì? Diệp Phàm nhìn Huyết Cơ hỏi. Giết các. Đôi mắt Huyết Cơ lóe lên sát khí lạnh lẽo. Bọn họ tới rồi. Ngay khi Diệp Phàm đang định nói gì đó thì đột nhiên Huyết Cơ nhìn về phía bên ngoài biệt thự. Lúc này bên ngoài biệt thự, xuất hiện một đám người. Những người này mặc áo bào đen, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, ánh mắt đầy khát máu lạnh lùng, đều là người của huyết tộc. Trong chớp mắt, hàng nghìn huyết tộc tinh nhuệ đã tụ tập bên ngoài biệt thự này. Huyết Cơ, ra đây. Một lão giả tóc xù nhìn vào biệt thự,
trực tiếp hét lên. Ông ta là Uyết, tộc trưởng tộc Malkavian, một trong 13 tộc của huyết tộc, đồng thời là một cường giả cấp bậc lãnh chúa của huyết tộc. Bên cạnh Uyết còn có 4 người toát ra khí tức đáng sợ, bọn họ là 4 tộc trưởng trong 13 tộc của huyết tộc. Đằng sau 5 tộc trưởng này còn có một nhóm cường giả cấp bậc trưởng lão, công tước, hầu tước của huyết tộc. Các người đến cũng nhanh đó. Lúc này, cửa biệt thự mở ra, Huyết Cơ đi ra, nhìn đám người này lạnh nhạt nói. Huyết Cơ, cô phản bội huyết tộc, đây là một tội ác nghiêm trọng, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, cùng chúng tôi trở về để tiếp nhận phán xét của huyết tộc. Huyết nhìn Huyết Cơ trực tiếp hét lên. Huyết Cơ, cô đừng nghĩ sẽ phản kháng, tuy thực lực của cô mạnh, nhưng trước đó đã trúng một trưởng của các, chỉ sợ bây giờ cô cũng không còn bao nhiêu thực lực, nếu chúng tôi hợp sức lại, căn bản cô không phải là đối thủ của chúng tôi. Một tộc trưởng khác lạnh lùng nói. Đúng vậy, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, có lẽ chúng tôi có thể cầu xin giúp cô. Sâm La, tộc trưởng của tộc Lizembuller, một trong 13 tộc hừ lạnh nói. Các cấu kết với Thánh Điện để gài bẫy tôi, các người cũng muốn thông đồng làm bậy với hắn ta à? Huyết Cơ lạnh lùng nói. Huyết Cơ, chuyện đã đến nước này, cô còn muốn tiếp tục ngụy biện à? Huyết lạnh lùng hét lên. Đừng nói nhảm với cô ta nữa, lên đi. Đúng vậy. 4 tộc trưởng còn lại ra lệnh một tiếng, bọn họ trực tiếp tấn công Huyết Cơ. 4 người bọn họ vừa ra tay đã trực tiếp biến đổi, biến thành hình dạng thật của huyết tộc, tấn công về phía Huyết Cơ. Ầm. 4 tộc trưởng này ngay khi biến hình đã bộc phát lực lượng của cường giả quân cảnh, sau lưng bọn họ MPJC ra một đôi cánh màu đen, giơ móng vuốt dài sắc nhọn của mình lao về phía Huyết Cơ. Ầm. Trước khi Huyết Cơ kịp ra tay, Diệp Phàm đã lao ra, tung ra liên tiếp 4 cú đấm, tấn công về phía 4 tộc trưởng. Ngay lập tức, 4 tiếng sấm rền vang lên. Cơ thể của 4 tộc trưởng bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ, đập mạnh xuống đất và nôn ra máu. Vào lúc này, những huyết tộc có mặt ở đây đều giật mình. Khi Uyết, tộc trưởng của tộc Malkavian nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của ông ta thay đổi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cậu là ai? Người đến giết các người. Diệp Phàm lạnh lùng tàn nhẫn nói. Uyết trực tiếp biến hình, trên người toát ra sát khí đáng sợ, các trưởng lão của mấy tộc lớn khác cũng biến hình, cả đám bọn họ đều toát ra khí tức từ quân cảnh cấp 6 trở lên. Uyết và các trưởng lão của các tộc lớn lao về phía Diệp Phàm, ai cũng bộc phát lực lượng mạnh nhất giết về phía Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm khinh thường nói. Một áp lực kinh khủng bộc phát từ trên người hắn, đánh thẳng về phía đám người Uyết. Phụt phụt phụt! Ngay lập tức, đám người Uyết đều bị đánh bay ra ngoài, lần lượt ngã xuống đất và nôn ra máu. Khi tất cả những cường giả của 5 tộc lớn của huyết tộc đều bị Diệp Phàm đánh bại, hàng ngàn người trong huyết tộc đều choáng váng. Lúc này, đám người Uyết đang nằm trên mặt đất, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng khó coi. Cô muốn giết bọn họ không? Diệp Phàm nhìn Huyết Cơ hỏi. Thằng nhóc, cậu quá ngông cuồng. Sâm La, tộc trưởng của tộc Lizenbula tức giận nhìn Diệp Phàm rồi gầm lên. Ông ta đứng dậy, huy động lực lượng huyết mạch của huyết tộc. Vị cường giả có cấp bậc lãnh chúa của huyết tộc này huy động lực lượng huyết mạch, từng đợt sấm sét phóng ra từ cơ thể ông ta, một luồng khí tức khủng bố bộc phát từ cơ thể ông ta, càn quét mọi hướng. Lúc này, đôi cánh phía sau lưng tộc trưởng này mở ra, cơ thể ông ta treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng màu đỏ máu bao phủ toàn thân, đôi mắt đỏ như máu, miệng mọc ra răng nanh, 10 ngón tay thon dài tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu. Giống như ác quỷ từ địa ngục, toát ra khí tức tử vong. Lúc này, thực lực của tộc trưởng này có thể sánh ngang với cường giả vương cảnh. Đi chết đi. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng về phía Diệp Phàm, trong phút chốc đã đến trước mặt hắn, một đôi móng vuốt sắc bén phóng ra, toàn bộ lực lượng trên người đều bộc phát hết ra ngoài. Cẩn thận. Huyết Cơ thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, hét lên với Diệp Phàm. Diệp Phàm tung ra một quyền. Lực lượng long tượng trong cơ thể bộc phát, đánh mạnh vào đối thủ. Trong khoảnh khắc, hai đòn tấn công va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn. Răng rắc. Giây tiếp theo, móng vuốt sắc nhọn của tộc trưởng bị cú đấm của Diệp Phàm đánh nát, toàn bộ cánh tay của ông ta nổ tung, cuối cùng cơ thể ông ta không thể chịu nổi lực lượng của Diệp Phàm mà nổ tung. Máu từ trên trời rơi xuống, dày đặc như mưa. Sâm La, tộc trưởng của tộc Lizenbula, một trong 13 tộc của huyết tộc. Trực tiếp ngã xuống. Vào lúc này, sắc mặt của 4 tộc trưởng còn lại và các thành viên khác của các tộc lớn trông vô cùng khó coi.
Ngay cả huyết cơ cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên bị thực lực của hắn làm cho chấn động. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bọn người huyết tộc này nhất thời im lặng, ánh mắt lóe lên, trong lòng toàn là do dự và bối rối. Cộc cộc cộc. Lúc này, một tiếng bước chân nặng nề và uy lực truyền đến từ cách đó không xa. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, tiếng bước chân này vô cùng chói tai. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong biệt thự. Người này có mái tóc trắng dài đến vai, mặc một chiếc áo choàng trắng, cầm trong tay một thanh kiếm dài màu trắng, toàn thân tỏa ra một khí tức thần thánh, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, khiến người khác cảm giác muốn phục tùng. Khi người này xuất hiện, bầu không khí tại hiện trường càng thêm áp lực và nặng nề. Đặc biệt là đám người huyết tộc, khi nhìn thấy người này, bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí lực lượng của bọn họ dường như bị hạn chế. Diệp Phàm và huyết cơ đều nhìn người này, ánh mắt lóe lên. Anh là ai? Diệp Phàm nhìn người này, lạnh lùng nói. Nếu tôi đoán không lầm thì anh là thánh đồ có thiên phú mạnh nhất trong thánh điện. Huyết cơ nhìn người này nói. Đúng như thánh nữ của huyết tộc, nhìn một cái là có thể đoán ra thân phận của tôi. Đúng vậy, tôi là thánh đồ của thánh điện. Người này nói. Sau khi người của huyết tộc biết thân phận của người này đều giật mình. Thánh đồ của thánh điện là sự tồn tại ngang với thánh nữ của huyết tộc, là người kế vị tiếp theo của thánh điện, thiên phú và sức chiến đấu đều đứng hàng đầu trong thánh điện. Tôi đã nghe nói về thiên phú tuyệt vời của thánh điện từ lâu, là thiên tài hiếm có trên thế giới, hôm nay tôi muốn học tập một chút. Huyết cơ nhìn vị thánh đồ này lạnh lùng nói. Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn thử thực lực của thánh nữ huyết tộc, hy vọng sẽ không làm tôi thất vọng. Thánh đồ nói. Một giây tiếp theo, sát khí khổng lồ bùng phát từ cơ thể huyết cơ, một đôi cánh viền vàng màu máu đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng cô ta, lao thẳng về phía thánh đồ. Có thêm sự hỗ trợ của đôi cánh này, tốc độ của huyết cơ cực kỳ nhanh, giống như một tia sét xuất hiện trước mặt thánh đồ ngay lập tức, dùng một móng vuốt đánh về phía đối thủ. Thánh đồ nhìn thấy đòn tấn công của huyết cơ, vẻ mặt lạnh lùng, ngay khi đối thủ chuẩn bị dùng móng vuốt đánh lên người anh ta, thanh kiếm trong tay anh ta cuối cùng cũng di chuyển. Ầm ầm. Thanh kiếm trong tay thánh đồ di chuyển, một luồng thánh quang chói mắt phóng ra, chặn móng vuốt của huyết cơ, đồng thời phát ra một tiếng nổ lớn kinh người. Bịch bịch bịch. Dưới đòn tấn công này, cơ thể huyết cơ liên tục lùi về phía sau, nhưng cơ thể thánh đồ lại không hề nhúc nhích. Rõ ràng, thánh nữ của huyết tộc có với thánh đồ của thánh điện, thì người sau vẫn mạnh hơn. Không ngờ thực lực của anh lại mạnh như vậy, khó trách thánh điện coi trọng anh. Huyết cơ nhìn thánh đồ, lạnh lùng nói. Không ngờ thánh nữ của huyết tộc chỉ có chút thực lực như vậy, cô làm tôi thất vọng quá. Thánh đồ nhìn huyết cơ lắc đầu nói, ngay cả thực lực của thánh nữ cũng kém cỏi như vậy, xem ra huyết tộc cũng không cần tồn tại nữa. Hừm, nếu không phải huyết mạch của tôi vẫn chưa thức tỉnh, anh không phải đối thủ của tôi. Huyết cơ hừ lạnh nói. Thánh nữ của huyết tộc, cô hãy trở thành linh hồn huyết tộc đầu tiên bị giết bởi thanh kiếm của bản thánh đồ đi. Lúc này, thánh đồ nhìn huyết cơ nói. Sau khi nói xong, anh ta dùng kiếm chém về phía huyết cơ. Thanh kiếm này vừa chém xuống, một luồng kiếm quang dài cả trăm thước chém thẳng về phía huyết cơ, muốn chẻ đôi cô ta. Uy lực của một đòn này có thể sánh ngang với cường giả vương cảnh. Diệp Phàm tiến lên, chắn trước mặt huyết cơ, hắn nhẹ nhàng vung tay, đánh vỡ luồng kiếm quang này. Thánh đồ mở to mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói, cậu là ai? Người chết không cần biết nhiều như vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Rất ngông cuồng. Ánh mắt thánh đồ lóe sáng, anh ta lại dùng kiếm chém về phía Diệp Phàm. Uy lực của nhát kiếm này còn kinh khủng hơn khi dùng để đối phó với huyết cơ. Vào lúc này, trên người thánh đồ tỏa ra thánh quang thuần khiết, lực lượng của anh ta bộc phát ra ngoài, rót toàn bộ vào kiếm, chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không rút kiếm mà tung ra một cú đấm này hắn sử dụng long tượng quyền. Khi hắn đấm ra, không trung nổ tung, âm thanh ầm ầm liên tục vang lên. Một tiếng giống của rồng và tiếng hú của voi vang lên từ nắm đấm của Diệp Phàm. Ngay sau đó, bóng hình của chân long và cự tượng hiện ra, lao nhanh về phía thánh đồ, muốn tiêu diệt anh ta. Cú đấm này của Diệp Phàm và thanh kiếm trong tay thánh đồ trực tiếp chạm vào nhau, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Phụt! Một giây tiếp theo, cơ thể thánh đồ ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu. Thanh kiếm dài trong tay trực tiếp nứt ra, cuối cùng vỡ vụn. Lúc này, thánh đồ nhìn chằm chằm Diệp Phàm,
ánh mắt lóe lên, nói, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này, trong lòng Thánh Đồ vô cùng kinh ngạc, anh ta không ngờ mình vừa xuất quan lại gặp phải thiên tài có thực lực mạnh như vậy, cả anh ta cũng bị áp chế. Tôi đã nói người chết không cần biết điều này. Diệp Phàm bước từng bước về phía Thánh Đồ, toát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Hắn và Thánh Điện đã có thù từ lâu, hôm nay gặp được Thánh Đồ của Thánh Điện này, đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Thánh Đồ nhìn Diệp Phàm bước tới, anh ta lại hét lớn, trong cơ thể anh ta bộc phát ra một lực lượng cực kỳ kinh khủng, một luồng hào quang dài ngàn thước bắn ra từ trong cơ thể anh ta, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Rất nhanh, một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố tràn ngập trong cơ thể Thánh Đồ, không khí xung quanh hoàn toàn bị dập tắt. Thực lực của Thánh Đồ bây giờ đã đạt đến cấp độ vương cảnh cấp 7 trở lên. Với thực lực này, trong thế hệ trẻ, ngoài Diệp Phàm, có lẽ khó tìm được ai khác. Thánh ấn. Thánh Đồ trực tiếp tạo ra một phong ấn lớn, khi anh ta dồn toàn bộ lực lượng của bản thân vào đó, phong ấn lớn này phát ra ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời, toát ra uy thế tối cao, lao về phía Diệp Phàm để trấn áp. Thánh ấn này vừa đánh xuống, giống như lòng bàn tay của Như Lai, khiến người ta không còn chỗ trống nào để phản kháng. Nhưng Diệp Phàm không phải Tôn Ngộ Không, đối phương cũng không phải Như Lai Phật Tổ, cho nên đương nhiên hắn không dễ bị trấn áp như vậy. Ngay cả tôn giả cũng chết trong tay hắn, chỉ một phong ấn lớn sao có thể làm hắn bị thương. Diệp Phàm không hề nói nhảm, trực tiếp tung ra một cú đấm. Cú đấm này, hắn không hề nương tay, đấm thẳng ra không thể đỡ được. Phong ấn lớn này bị cú đấm của Diệp Phàm đánh nổ tung. Phụt! Trong khoảnh khắc, cú đấm của Diệp Phàm đập nát tất cả, dùng tư thế tàn khốc nghiền nát toàn bộ lực lượng trên người của Thánh Đồ, trực tiếp đánh lên người anh ta, phun máu ngay tại chỗ. Cơ thể của Thánh Đồ bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu, bị thương nặng. Trong khoảnh khắc đó, ngực của Thánh Đồ lún xuống, để lộ ra một bộ nhuyễn giáp màu vàng. Chính bộ nhuyễn giáp này đã cứu mạng của anh ta, nếu không có lẽ anh ta đã bị cú đấm của Diệp Phàm đấm nổ tung. Mạng của anh cũng cứng thật. Nhưng chỉ một bộ nhuyễn giáp này không thể cứu được mạng của anh. Diệp Phàm nhìn vị Thánh Đồ của Thánh Điện này với vẻ khinh thường. Hắn tiếp tục đi về phía đối phương. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một trưởng ấn phát ra tia sáng chói mắt, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Khi trưởng ấn này đánh xuống, như muốn trấn áp cả vũ trụ. Diệp Phàm giơ tay lên tung một cú đấm, tiêu diệt trưởng ấn này. Hắn lao thẳng đến trước mặt Thánh Đồ, giẫm lên đầu anh ta. Tên khốn, dừng tay. Lúc này, một tiếng gào thét cực kỳ giận dữ vang lên. Tên kia mau dừng lại. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị đạp vỡ đầu Thánh Đồ của Thánh Điện thì một giọng quát đầy tức giận vang lên, bóng người từ xa lao tới tản ra uy áp ngập trời. Diệp Phàm hoàn toàn không để ý tới tiếng quát đầy giận dữ kia, hắn giơ chân giẫm nát đầu của Thánh Đồ Thánh Điện này. Cái đầu như quả dưa hấu bị người ta đạp nát, máu đỏ văng khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ máu tanh và tàn nhẫn. Lúc này, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Bóng người đang lao tới nhìn Thánh Đồ chết thảm thì dừng bước, vẻ mặt trở nên cứng đờ. Cậu dám giết Thánh Đồ Thánh Điện. Vài giây sau, người này mới phản ứng kịp, đối phương giận dữ gầm lên, ánh mắt tràn đầy lửa hận, trên người tản ra một hơi thở tuyệt vọng đến nghẹt thở. Người này cũng là một cường giả của Thánh Điện, hơn nữa còn có thực lực vương cảnh, một trưởng vừa rồi chính là do ông ta đánh. Chỉ là ông ta không ngờ, Diệp Phàm lại dễ dàng phá hủy như vậy, còn giết Thánh Đồ trước mặt ông ta. Hắn đang khiêu khích trắng trợn. Trên đời này chưa có ai mà tôi không dám giết. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Đi chết đi. Vị cường giả kia nổi giận gầm lên một tiếng rồi đánh một chưởng về phía Diệp Phàm, bộc lộ ra toàn bộ sức mạnh, hóa thành một bàn tay khổng lồ trấn áp Diệp Phàm. Đòn tấn công này khủng bố hơn rất nhiều so với chưởng vừa rồi. Diệp Phàm cũng không phí lời, hắn đánh ra một chưởng nghênh đón đối phương. Hai người va chạm. Phát ra một tiếng động lớn. Bịch bịch bịch. Ngay sau đó, cơ thể của cường giả Thánh Điện lùi mạnh về sau, ông ta nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin nổi. Cậu! Người này còn đang định nói gì đó, kết quả chỉ trong chớp mắt Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt ông ta, đánh ra một chưởng. Lập tức, cường giả Thánh Điện bị Diệp Phàm đánh bay ra xa hơn 10 mét, nửa quỳ trên mặt đất, miệng không ngừng hộc máu. Đợi khi ông ta ngẩng đầu lên thì đã thấy Diệp Phàm như một bóng ma, xuất hiện ngay trước mặt. Lại một cú đấm giáng xuống, không thể ngăn cản. Vị cường giả Thánh Điện thi triển bí pháp,
hai tay dốc hết toàn lực ngăn cản. Kết quả, khi ông ta vừa chạm được tới tay Diệp Phàm thì đã cảm nhận được một cỗ sức mạnh cuồn cuộn như nghiền nát mọi thứ, khiến đôi tay của ông ta nát bấy. Phụt! Cú đánh này của Diệp Phàm đã trúng đầu cường giả thánh điện, khiến đầu ông ta nổ tung. Vị cường giả thánh điện này trở thành thi thể không đầu giống tên thánh đồ kia. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không khí hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đám người tới từ những thị tộc lớn của huyết tộc đều mang biểu cảm khiếp sợ, ngay cả những tộc trưởng còn lại hay công tước cũng bị chấn động bởi thực lực của Diệp Phàm. Phút! Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm liếc về phía đám người huyết tộc. Trong lòng ai nấy đều hoảng sợ, cảm giác như vừa bước chân vào cánh cửa địa ngục. Rút! Tộc trưởng của một thị tộc trong số đó trực tiếp ra lệnh. Đoàn người bọn họ điên cuồng rút lui. Diệp Phàm nhìn sang huyết cơ, cô nói, để bọn họ đi, những người này chỉ là quân tiên phong, nhân vật chính sẽ nhanh chóng tới thôi. Ta đây không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới để trở thành tay sai của cô tính cảm ơn tôi thế nào đây? Diệp Phàm bĩu môi nhìn huyết cơ. Toàn bộ huyết tộc, lễ tạ này có đủ không? Huyết cơ nhìn chăm chú Diệp Phàm. Huyết tộc, ánh mắt Diệp Phàm khựng lại, hắn ngạc nhiên nhìn huyết cơ, cô muốn tặng huyết tộc cho tôi. Nếu anh có thể giúp tôi ngồi lên vị trí huyết hoàng, sau này huyết tộc sẽ nghe theo anh. Huyết cơ lạnh nhạt nói. Dã tâm của cô cũng không nhỏ. Diệp Phàm bật cười nhìn huyết cơ, hắn nói, nhưng tôi chính là thích cô như vậy, tôi đồng ý vụ mua bán này. Ngay sau đó, lại có một đám người xuất hiện, dẫn đầu là một người phụ nữ nước ngoài mặc váy dài màu trắng. Là cô. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô gái này không phải ai khác, chính là công chúa Ngải Á của Vương quốc Anh. Diệp công tử, xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngải Á thấy Diệp Phàm thì ánh mắt cô lộ ra vẻ vui mừng, cô khom người nói. Sao cô tới đây? Diệp Phàm nhìn Ngải Á nói. Ánh mắt Ngải Á nhìn sang huyết cơ. Lần này tôi phụng mệnh lệnh của mẹ tới đây, mời Diệp công tử và thánh nữ tới vương cung một chuyến. Nữ vương muốn gặp tôi. Diệp Phàm ngạc nhiên. Hắn vừa tới vương quốc Anh không lâu thì đối phương đã biết, tin tức đúng là lợi hại. Đúng thế, Diệp công tử, thánh nữ, hai người không cần lo lắng, mẹ tôi mời các người tới vương cung tuyệt đối không có ý xấu. Ngải Á giải thích. Đi thôi. Lúc này huyết cơ lên tiếng. Sau đó... Diệp Phàm và huyết cơ đi theo Ngải Á đến vương cung của nữ vương nước Anh. Nửa giờ sau, họ đến một cung điện làm bằng đá cẩm thạch trắng. Ngồi trong cung điện này là một người phụ nữ đội vương miện và mặc trang phục của nữ hoàng, toát ra khí chất cao quý, bà chính là nữ hoàng hiện tại của vương quốc Anh nữ hoàng Eli. Mẹ, Diệp công tử và thánh nữ tới rồi. Ngải Á nhìn nữ hoàng Eli nói. Nữ hoàng Eli nhìn thấy Diệp Phàm và huyết cơ tới thì đứng thẳng dậy. Tư thế có chút tôn kính nói, thánh nữ, Diệp công tử, xin chào, thứ lỗi vì đã mạo muội mời hai người tới đây. Bà tìm chúng tôi tới đây làm gì? Hay là định giao tôi cho huyết tộc để lấy lòng bọn họ? Huyết cơ lạnh lùng nhìn nữ hoàng Eli. Tôi không tin là thánh nữ đã phản bội huyết tộc. Nữ hoàng Eli nói thẳng. Vậy bà có ý gì? Huyết cơ liếc mắt nhìn vị nữ hoàng này. Tôi muốn hợp tác với thánh nữ và Diệp công tử. Nữ hoàng Eli lên tiếng, ánh mắt bà nhìn về phía Diệp Phàm và huyết cơ. Hợp tác, lần đầu gặp mặt, bà muốn hợp tác với tôi. Diệp Phàm bĩu môi. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi và Diệp công tử gặp nhau, nhưng tôi biết không ít chuyện liên quan tới Diệp công tử. Lúc trước, tôi đã nghe được sự tích Diệp công tử thống lĩnh quân thiên sách càn quét đại quân bảy nước, giết chết nguyên soái của bọn họ, chuyện này khiến tôi vô cùng kính nể. Hiện tại... Diệp công tử lại được quốc chủ Long Quốc phong làm hộ quốc thân tướng, địa vị cao quý, có thể hợp tác với Diệp công tử là vinh hạnh của vương quốc anh ta. Nữ hoàng Eli nhìn Diệp Phàm nói. Bà cũng hiểu tôi đấy nhỉ, nhưng nếu đã biết chuyện bảy nước vây đánh Long Quốc, lẽ nào bà không biết vương quốc anh cũng là một trong số đó sao? Lúc trước nước của bà muốn hủy diệt Long Quốc, bây giờ bà còn muốn tôi hợp tác với bà. Diệp Phàm hừ lạnh nhìn nữ hoàng. Diệp công tử, cậu hiểu nhầm rồi. Mặc dù tôi là nữ vương của vương quốc Anh nhưng vương thất ở nước Anh quốc chỉ là một biểu tượng tinh thần, cũng không có bất kỳ thực quyền nào. Thế lực của vương quốc Anh đều nằm trong tay quốc chủ, một nữ vương như tôi không có quyền hạn, lần xâm chiếm Long Quốc cũng do một mình quốc chủ quyết định. Nữ hoàng Eli giải thích. Diệp Phàm nhìn nữ hoàng nói, tôi có thể thấy được dã tâm và ham muốn từ trong ánh mắt bà. Bà muốn lật đổ quốc chủ vương quốc Anh,
trở thành nữ hoàng chân chính. Diệp Phàm vừa dứt lời, ánh mắt của nữ vương Eli im lặng 3 giây, nói, đúng vậy, đúng là tôi có suy nghĩ này, tôi là nữ vương hoàng gia vương quốc Anh, phải trấn hưng vương thất, khôi phục lại huy hoàng ngày xưa. Cô tìm chúng tôi để bàn chuyện hợp tác, không lẽ muốn chúng tôi giúp cô thay thế quốc chủ vương quốc Anh? Đột nhiên Huyết Cơ lên tiếng. Đúng vậy, tôi hy vọng hai vị có thể tiêu diệt quốc chủ vương quốc Anh giúp tôi nắm quyền quản lý vương thất. Nữ vương Eli nói thẳng, lời này của cô ta làm công chúa Aya kinh ngạc. Ánh mắt của Diệp Phàm và Huyết Cơ lóe lên. Tiêu diệt quốc chủ một quốc gia không phải chuyện dễ dàng, dựa vào gì chúng tôi phải giúp cô? Diệp Phàm bĩu môi nói. Chỉ cần Diệp công tử nguyện ý ra tay giúp đỡ, tôi lấy thân phận nữ vương vương quốc Anh đảm bảo, từ nay về sau vương quốc Anh tuyệt đối sẽ không động đến nửa tấc ranh giới của Long Quốc, còn duy trì sự phát triển của Long Quốc. Nữ vương Eli trịnh trọng nói, rồi nhìn về phía Huyết Cơ, nếu thánh nữ nguyện ý ra tay trợ giúp, chờ tôi nắm được quyền cai quản vương quốc, tôi có thể cho thánh nữ mượn quốc lực nước Anh trở về huyết tộc. Đối với ba bên chúng ta, cuộc hợp tác này là kết cục song thắng. Hai vị có thể suy xét. Nghe xong, Diệp Phàm và Huyết Cơ nhìn nhau, nói, chúng tôi sẽ suy xét. Diệp công tử, hiện tại cậu đi vào London, có lẽ rất nhanh quốc chủ sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó khẳng định sẽ áp dụng hành động, bởi vậy tôi hy vọng ngày mai Diệp công tử và thánh nữ có thể cho tôi một câu trả lời, như vậy tôi sẽ tiện sắp xếp công việc hơn. Nữ vương Eli nói, được. Diệp Phàm gật đầu, nữ vương Eli nói, Aya, dẫn Diệp công tử và thánh nữ đi về phòng nghỉ ngơi đi. Sau đó Aya dẫn hai người rời khỏi nơi này. Aya dẫn Diệp Phàm và Huyết Cơ đi đến một nơi ở, nói, Diệp công tử, thánh nữ, đây là chỗ ở đêm nay của hai người còn có yêu cầu gì không? Không cần, cô có thể trở về rồi. Huyết Cơ lạnh nhạt nói, Aya gật đầu rời đi. Huyết Cơ nói, anh thấy thế nào về đề nghị của nữ vương? Hợp tác này không tệ. Diệp Phàm bĩu môi. Nữ vương Y Lệ không phải nhân vật bình thường. Anh không sợ có âm mưu. Huyết Cơ nói. Cô ta dám chơi kế, tôi sẽ tiến cô ta và quốc chủ nước Anh đến địa ngục. Diệp Phàm khí phách nói. Sau đó hắn trở về phòng, gọi điện thoại, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm, trò hay sắp mở màn. Trong thánh điện, khi điện chủ thánh điện nhận được tin thánh đồ bị người giết đã nổi trận lôi đình. Dám giết thánh đồ của ta, thật to gan. Ai làm? Điện chủ thánh điện tức giận. Trên người tản ra uy áp làm người hít thở không thông. Người trong thánh điện bị trấn áp quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật. Báo. Lúc này một người đàn ông vội vàng đi vào, khom người nói. Nói. Điện chủ thánh điện lạnh lùng quát. Bẩm điện chủ, theo tin tức chúng tôi điều tra được, thánh đồ và tứ hộ pháp chết trong tay hộ quốc thần tướng Lòn Quốc. Người này là người vẫn luôn đối đầu với chúng ta, từng giết hại đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ. Hôm nay người này vừa mới đi vào Vương quốc Anh, còn ở cùng với Huyết Cơ. Người đàn ông này nói. Điện chủ thánh điện lạnh lùng nói, lại là hắn. Điện chủ, người này đối nghịch với chúng ta nhiều lần, còn giết nhiều người của chúng ta như vậy, hiện giờ thánh đồ cũng chết trong tay hắn ta, lần này tuyệt đối không thể lại buông tha người này. Một người cầm quyền thánh điện nói. Đúng vậy, những người còn lại cùng lên tiếng. Tám giáo chủ nghe lệnh. Điện chủ thánh điện gầm lên. Có thuộc hạ. Tám bóng người xuất hiện, quỳ xuống kêu lên. Tám người bọn họ là tám giáo chủ của thánh điện, địa vị chỉ đứng sau điện chủ. Hiện tại ta ra lệnh cho các người xuất lĩnh toàn đoàn thánh kỵ sĩ, bắt buộc phải giết chết hộ quốc thần tướng Long Quốc này cho ta, nếu hắn không chết, thì các người chết. Điện chủ thánh điện hạ mệnh lệnh chết. Rõ. Tám giáo chủ cùng gầm lên. Tiếp theo toàn đoàn thánh kỵ sĩ ra quân, gần 10 vạn quân đi theo tám giáo chủ đi đến London. Ở huyết tộc, tộc Cappadocia đứng đầu 13 thị tộc, một người đàn ông trung niên, sắc mặt âm u, ánh mắt rét lạnh ngồi ở đó, người này chính là tộc trưởng các của tộc Cappadocia. Lúc này các đã biết được chuyện xảy ra đêm nay từ trong miệng vài vị tộc trưởng. Diệp Phàm, đệ tử chiến thần thiên sách Long Quốc, hộ quốc thần tướng. Các nhìn tin tức có liên quan đến Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên. Tộc trưởng, lúc trước ở Long Quốc, Huyết Cơ đã bị người này thu lưu bảo vệ. Lần này Huyết Cơ mang theo hắn đến đây, hiển nhiên muốn đối phó với chúng ta. Người này có thể giết chết thánh đồ thánh điện, thực lực đã đạt đến vương cảnh. Một trưởng lão tộc Cappadocia lên tiếng. Thú vị! Các cười nói, truyền lệnh xuống, ngày mai các quý tộc đi theo ta đến London.
Tộc trưởng, ngài muốn đích thân ra tay. Một trưởng lão kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta muốn đi gặp vị hộ quốc thần tướng Long Quốc này. Các lạnh nhạt nói. Rất nhanh, tin tức Diệp Phàm xuất hiện ở London nhanh chóng lan truyền, các thế lực lớn ở các quốc gia và vực ngoại bắt đầu hành động, lao đến London như tổ ong. London trở thành trung tâm trận gió lốc này. Làm quốc chủ Vương quốc Anh, khi biết được ma đầu chém giết nguyên soái bảy nước, làm đại quân bảy nước bọn họ bị tổn thất thảm trọng lại xuất hiện dưới mí mắt mình, ông ta cũng vô cùng kinh ngạc. Lập tức ra lệnh cho năm đại quân đoàn chạy đến London, phong tỏa toàn bộ lối ra vào của London, từ giờ trở đi, London bị giới nghiêm. Thông báo cho 12 kỵ sĩ bàn tròn, bảo bọn họ lập tức đến. Quốc chủ Vương quốc Anh ra lệnh. Cùng lúc đó, trong căn cứ quân sự nước Mỹ. Quốc chủ thật sự muốn làm như vậy. Nguyên soái mới của nước Mỹ nhìn thấy mệnh lệnh của quốc chủ nước Mỹ thì kinh sợ, vô cùng chấn động. Đúng vậy, đây là quyết định của quốc chủ và vài vị quốc chủ còn lại, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hộ quốc thần tướng Long Quốc. Phó thủ bên cạnh quốc chủ nước Mỹ nhìn nguyên soái nước Mỹ, gằn giọng nói. Rõ. Vị nguyên soái nước Mỹ này suy nghĩ vài giây, cuối cùng gật đầu. Trong căn cứ quân sự của mấy nước khác cũng diễn ra tương tự. Lúc này mây đen kéo đến. Một trận mưa rền gió dữ sắp bao phủ toàn thành phố London. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Phàm bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Ngải Á đi tới, cô ta mỉm cười nhìn hắn, mỉm cười nói, chào buổi sáng, anh Diệp, tối qua anh ngủ ngon không? Cũng được. Diệp Phàm gật đầu. Anh Diệp, anh có cần gì nữa không? Ngải Á nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt quan tâm và hỏi. Khi Diệp Phàm đang muốn mở miệng, liền nhìn thấy một thanh niên mặc trang phục quý tộc đi tới, nhìn Ngải Á kêu lên, Ngải Á, cô ở đây à? Fox, sao anh lại ở đây? Ngải Á quay lại nhìn thanh niên này, lông mày nhíu lại và ánh mắt tràn đầy bất mãn. Ngải Á, tôi, thanh niên nhìn Ngải Á đang muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên chú ý tới Diệp Phàm, lập tức cau mày, anh ta là ai? Đi, anh ấy là khách của hoàng gia chúng tôi. Anh còn có việc gì không? Không có việc gì thì mời đi về. Ngải Á nói thẳng. Anh ta là một người phương Đông, cũng có tư cách làm khách của Hoàng gia Vương quốc Anh sao? Thanh niên nói với vẻ khinh thường, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tên kia, rốt cuộc thì anh là ai, anh có quan hệ gì với Ngải Á? Tôi và cô ấy có quan hệ gì thì liên quan gì đến anh? Diệp Phàm hừ một tiếng, nói. Sắc mặt của thanh niên trở nên lạnh lùng, anh ta đột nhiên hét lớn, Maikin. Suốt. Thanh niên vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện, lao về phía Diệp Phàm. Kia! Fox, anh đang làm gì vậy? Sắc mặt của Ngải Á thay đổi, cô ta hét lớn với thanh niên. Bất kỳ người đàn ông nào đến gần cô đều đáng chết. Thanh niên này hét lên với vẻ mặt độc đoán. Rắc! Lúc này, một tiếng xương gãy giòn vang truyền đến. Thanh niên kia tưởng rằng Diệp Phàm đã bị giết, nhưng một bóng người rơi xuống trước mặt anh ta. Nôn ra máu và chết không nhắm mắt. Người này chính là cận vệ Maikin mà anh ta nhắc đến. Suốt. Sắc mặt thanh niên thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sao anh dám giết người của tôi? Anh có biết tôi là ai không? Anh là ai thì có liên quan gì đến tôi? Cút, hoặc là chết. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Anh. Thanh niên nhìn thấy Diệp Phàm đang định nói gì đó, hắn liền vung tay lên. Trực tiếp đánh anh ta bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất nôn ra máu, chết ngay tại chỗ. Suốt. Sắc mặt Ngải Á thay đổi trông rất khó coi khi nhìn thấy thanh niên này bị giết. Cô ta liếc nhìn Diệp Phàm, anh Diệp, anh ta là con trai của quốc chủ Vương quốc Anh. Ồ, vậy thì sao? Vẻ mặt Diệp Phàm thờ ơ nói. Hắn thậm chí còn dám đánh quốc chủ của Lang quốc, anh ta chỉ là một đứa con trai của quốc chủ Vương quốc Anh, giết thì đã sao? Nói hay lắm. Lúc này, nữ hoàng Eli bước vào, mỉm cười nhìn Diệp Phàm và nói, cậu Diệp xứng đáng là hộ quốc thần tướng của Long Quốc, thực sự rất khí phách. Bây giờ chắc bà đang vui lắm đúng không? Diệp Phàm nhìn nữ hoàng Eli cười lạnh, còn bà ta thì nói, tại sao cậu Diệp lại nói như vậy? Tôi giết chết con trai của quốc chủ Vương quốc Anh, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, như vậy thì tôi chỉ có thể đứng chung một phe với bà để chống lại vị quốc chủ kia. Diệp Phàm cong môi. Cậu Diệp. Nếu chúng ta hợp tác, mỗi người chúng ta sẽ chỉ có lợi, không có hại gì cả. Nữ hoàng Eli mỉm cười. Tốt nhất là bà nên nhớ kỹ lời mà bà đã nói, nếu như tôi giúp bà leo lên ngôi vị,
đến lúc đó nếu bà trở mặt thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn nữ hoàng Eli, còn bà ta thì vui vẻ ra mặt, nói, cậu Diệp yên tâm, tôi lấy tư cách là nữ hoàng của Vương quốc Anh thề rằng tôi sẽ không bao giờ là kẻ địch của Long quốc. Nữ hoàng, không hay rồi, quốc chủ điều động 5 quân đoàn gồm 200.000 quân, bao vây toàn bộ cung điện. Lúc này, một vị thống lĩnh hộ vệ trong cung điện vội vàng chạy tới nói với nữ hoàng Eli. Sắc mặt nữ hoàng Eli nghiêm túc, nói, đội quân 200.000 người, dồn đúng là dám ra hết vốn gốc. Tới cũng nhanh thật. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Huyết cơ đi ra, nhìn Diệp Phàm nói, anh định làm thế nào? Làm thế nào? Diệp Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói, đương nhiên là tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Bên ngoài cung điện, lúc này có vô số binh lính của Vương quốc Anh mặc chiến giáp đang tụ tập. Tất cả 200.000 quân đến từ 5 quân đoàn lớn của Vương quốc Anh lúc này đều tập trung tại đây, bao vây toàn bộ cung điện một cách chặt chẽ. Hiện tại London đang trong tình trạng giới nghiêm, tất cả người dân không được phép ra đường, chính vì điều này mà tin tức cung điện bị 200.000 quân bao vây vẫn chưa bị truyền đi. Một khi tin tức quân đội của Vương quốc Anh bao vây cung điện truyền ra, sẽ gây chấn động lớn ở Vương quốc Anh. Suy cho cùng, trong lòng người dân Vương quốc Anh, nữ hoàng của Vương quốc Anh là biểu tượng tinh thần của họ và không thể báng bổ được. Đây cũng là lý do tại sao quốc chủ của Vương quốc Anh đã giới nghiêm London, là để ngăn chặn tin tức. Vào lúc này, 100.000 vệ binh của cung điện Vương quốc Anh đang đối đầu với 200.000 quân này, hai bên gươm súng sẵn sàng, một cuộc chiến sắp nổ ra. Các người dám bao vây cung điện, đúng là to gan. Nữ hoàng Eli bước ra và hét lên với vẻ uy nghiêm. Nữ hoàng điện hạ, hãy giao người ra đây đi. Quốc chủ John của Vương quốc Anh bước ra, nhìn nữ hoàng Eli và lạnh lùng nói. John, một người làm quốc chủ như ông đúng là càng ngày càng trở nên bành trướng, thậm chí còn dám bao vây cung điện, ông muốn tiêu diệt hoàng thất của tôi sao? Nữ hoàng Eli lạnh lùng nói. Hừ, với thân phận là nữ hoàng của Vương quốc Anh, bà lại cấu kết với tướng quân nước địch, cho dù hôm nay quốc chủ tôi đây có tiêu diệt các người khác cũng sẽ không nói gì được. John lạnh lùng hét lên. Bùm! Đột nhiên, một thi thể bị ném ra khỏi cung điện, trực tiếp rơi xuống trước mặt John, đó là xác của con trai ông ta. Fox! John nhìn thi thể của con trai mình, sắc mặt thay đổi, ông ta kêu lên một cách cực kỳ đau buồn. Suốt! Ngay lập tức, John nhìn chằm chằm vào nữ hoàng Eli với đôi mắt đỏ ngầu, bà đã giết con trai tôi à? Sát ý! Tôi giết đấy! Diệp Phàm bước ra ngoài với vẻ mặt thờ ơ. Là cậu. John nhìn Diệp Phàm, đồng tử ngưng tụ, trong mắt toát ra. Là nhân vật đã giết chết nguyên soái của 7 vương quốc và gây thiệt hại nặng nề cho quân đội của 7 vương quốc, thông tin và hình ảnh về Diệp Phàm đã in sâu vào tâm trí của quốc chủ 7 vương quốc từ lâu, vì vậy John chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra Diệp Phàm. Ông triệu tập nhiều người đến đối phó tôi như vậy, đương nhiên tôi phải chuẩn bị một ít quà đáp lại, không biết ông có hài lòng với món quà này không? Diệp Phàm nhìn John và mỉm cười. Tôi sẽ chém cậu thành từng mảnh. Vẻ mặt của John cực kỳ hung dữ và gầm lên với cơn giận ngút trời. Người đâu, giết hết bọn chúng cho tôi. Vị quốc chủ Vương quốc Anh nhìn về phía đám người Diệp Phàm và nữ hoàng Eli hét lớn. Bởi vì mất đi con trai, ông ta trực tiếp chút cơn giận lên toàn bộ hoàng thất, chuẩn bị tiêu diệt cả Diệp Phàm và hoàng thất. Và ngay khi John ra lệnh, 200.000 quân kia đã chuẩn bị hành động. Suốt! Diệp Phàm nheo mắt lại, hắn tiến lên một bước, lao về phía John. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Cách tốt nhất để đối phó với đội quân 200.000 quân này là bắt được vị quốc chủ John này. Chỉ cần không còn vị quốc chủ này, với năng lực của nữ hoàng Eli, việc khống chế 200.000 quân này chắc là không thành vấn đề. Mặc dù Diệp Phàm không sợ 200.000 quân này, nhưng muốn giết chết 200.000 người cũng sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Huống chi đối thủ thực sự của hắn cũng không phải những binh lính bình thường này. Nhưng đúng lúc Diệp Phàm chuẩn bị bắt lấy John, từng tia kiếm quang sắc bén đột nhiên xuất hiện, lao vút từ nhiều hướng về phía Diệp Phàm. 12 người mặc trang phục kỵ sĩ và cầm kiếm kỵ sĩ xuất hiện, mỗi người đều dùng một thanh kiếm tấn công về phía Diệp Phàm. Khi 12 người này hợp lực, công kích mà bọn họ bộc phát ra, cho dù là cường giả vương cảnh cấp 7 cũng không thể ngăn cản được. Họ là 12 kỵ sĩ bàn tròn của Vương quốc Anh, họ là những tồn tại giống như những vị thần bảo trợ của Vương quốc Anh, mỗi người trong số họ đều có sức chiến đấu vô song. Nữ hoàng Eli nhìn 12 kỵ sĩ bàn tròn cùng nhau hành động, đôi mắt bà ta nheo lại,
lộ ra sự lo lắng. Bùm bùm bùm. Lên. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ như tiếng sấm sét vang. Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, tất cả 12 kỵ sĩ bàn tròn đã bay ra và đập vào người hàng trăm binh sĩ của Vương quốc Anh. Phút phút phút. Bọn họ lần lượt ngã xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, hai mắt trợn to, chết mà không kịp nói một lời. Lúc này, toàn trường im lặng, lặng ngắt như tờ. Nữ hoàng Eli và John kinh ngạc đến ngẩn người. Họ không ngờ rằng sức mạnh của Diệp Phàm lại đáng sợ đến như vậy, 12 kỵ sĩ bàn tròn đều bị hạ gục ngay lập tức. Sức mạnh này quá mạnh mẽ. John, quốc chủ của Vương quốc Anh, mở to mắt nhìn Diệp Phàm, ông ta còn chưa kịp nói lời nào đã bị Diệp Phàm tóm lấy cổ. Buông quốc chủ ra. Khi John bị Diệp Phàm khống chế, vẻ mặt của các tướng lĩnh Vương quốc Anh đều thay đổi, họ sôi nổi hét lên với hắn, vũ khí trong tay của những người lính còn lại đều chĩa về phía Diệp Phàm. Không khí tại hiện trường vô cùng áp lực. Diệp Phàm bóp chặt cổ John, lạnh lùng nói, tất cả buông vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ lập tức giết ông ta. Nếu cậu dám làm quốc chủ bị thương, Vương quốc Anh của tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu đâu. Một vị tướng quân của Vương quốc Anh chỉ vào Diệp Phàm, tức giận hét lên. Tôi không muốn nói lại một lần nữa. Diệp Phàm không ngừng siết chặt cổ John, sắc mặt ông ta lập tức đỏ lên, có thể ngạt thở bất cứ lúc nào. Bỏ vũ khí xuống. Sắc mặt vị tướng quân kia thay đổi, vội vàng hét lên. Ngay lập tức, 20 vạn binh sĩ hạ toàn bộ vũ khí xuống. Sao cậu còn không nhanh chóng thả quốc chủ ra đi? Tướng quân kia tức giận nói với Diệp Phàm. Gấp cái gì, mọi chuyện còn chưa xong đâu. Bàn tay bóp chặt cổ John của Diệp Phàm hơi buông lỏng, nhìn ông ta, lạnh lùng nói, ông có muốn sống không? Cậu còn muốn làm gì nữa? John nhìn Diệp Phàm và hét lên. Tuyên bố thoái vị, giao toàn bộ quyền lực chính trị của Vương quốc Anh cho Hoàng gia Anh, để nữ hoàng Eli nắm quyền quản lý Vương quốc Anh. Diệp Phàm nói thẳng. Suốt. Khi Diệp Phàm vừa nói ra lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều chấn động, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Ngay cả nữ hoàng Eli cũng có chút kinh ngạc, bà ta không ngờ Diệp Phàm lại trực tiếp ép John thoái vị như vậy, thực sự là quá mạnh mẽ. Cậu! John nghe được lời nói của Diệp Phàm, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nói, điều này là không thể. Ông chắc chưa? Bàn tay bóp cổ John của Diệp Phàm lại dùng sức lần nữa, sắc mặt của đối phương lại đỏ lên, không ngừng vùng vẫy. Ngay cả khi cậu giết tôi cũng sẽ không để Eli nắm quyền Vương quốc Anh. John hét toáng lên. Rắc! Một giây tiếp theo, vị quốc chủ của Vương quốc Anh này liền bị Diệp Phàm bẻ gãy cổ, chết ngay tại chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi quốc chủ bị giết, người của hoàng gia và 200.000 quân có mặt đều kinh ngạc đến ngây ra như phỏng, hiện trường hoàn toàn im lặng. Cậu thực sự đã giết quốc chủ. Mọi người nghe. Lúc này vị tướng quân kia mới kịp phản ứng, quát mắng Diệp Phàm, nhưng ông ta còn chưa kịp nói hết lời, đã bị một quyền của Diệp Phàm đấm cho vỡ nát đầu. Những người lính đó đang định cầm vũ khí lên và chiến đấu, nhưng nữ hoàng Eli trực tiếp đứng dậy, nhìn họ và hét lên, John đã chết, các người còn muốn tiếp tục ngoan cố sao? Bao vây hoàng thất, các người cũng biết một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, các người sẽ bị toàn thể người dân của Vương quốc Anh phỉ nhổ, các người muốn trở thành tội nhân của Vương quốc Anh sao? Theo lời khiển trách của nữ hoàng Eli, vẻ mặt của 200.000 binh lính này đã thay đổi, trong mắt họ lộ ra sự do dự và bối rối. Bộp, bộp, bộp. Đột nhiên những tiếng vỗ tay vang lên từ xa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, có vài bóng người trực tiếp bay tới. Họ là những huyết tộc sau khi biến hình. Đứng đầu là các tộc trưởng của tộc Cappadocia, tộc lớn nhất trong huyết tộc, phía sau là các tộc trưởng và trưởng lão của các thị tộc lớn, công tước và những cường giả khác, tổng cộng hơn 1.000 người. Lúc này, hơn 1.000 người này đều biến hình, sau lưng có một đôi cánh bay tới, tản ra uy lực kinh khủng. Lập tức, vẻ mặt của mọi người có mặt đều thay đổi, các binh lính nhìn những huyết tộc biết bay này đều sửng sốt. Nữ hoàng Eli, bà đúng là rất giỏi giang, cấu kết với hộ quốc thần tướng của Long quốc nhằm nắm quyền kiểm soát quyền lực chính trị của Vương quốc Anh. Các nhìn nữ hoàng Eli và vỗ tay. Cảm ơn tộc trưởng các quá khen. Nữ hoàng Eli nhìn các, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại và mỉm cười. Các! Huyết cơ nhìn các và hét lên lạnh lùng. Trong mắt lóe lên sát khí lạnh lùng. Thánh nữ, cô cấu kết với Thánh Điện, phản bội huyết tộc, bây giờ còn không nhanh chóng nhận tội và chấp nhận trừng phạt. Các nhìn huyết cơ rồi hét lên,
chỉ một câu nói đã trực tiếp gán tội cho Huyết Cơ là kẻ phản bội. Ai mới là kẻ phản bội huyết tộc thì trong lòng biết rõ. Hôm nay tôi sẽ giết anh. Huyết Cơ nhìn Các và hét lên lạnh lùng. Giết tôi, chỉ dựa vào cô à? Hay là cô cảm thấy khi có vị hộ quốc thần tướng của Long Quốc ở đây thì có thể đối phó với tôi được? Các cười lạnh, liếc nhìn Diệp Phàm, nói, không ngờ hộ quốc thần tướng của Long Quốc lại trẻ như vậy. Long Quốc đúng thật là một quốc gia cổ xưa ở phương Đông, thật sự để lại dấu ấn và có rất nhiều người tài ba xuất hiện. Được rồi, không cần nịnh nọt nữa, có nịnh nọt thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được kết cục phải chết hôm nay. Diệp Phàm nhìn Các, bĩu môi. Nhóc con, cậu quá ngông cuồng. Ngay lập tức, một số trưởng lão của bộ tộc Cappadocia chỉ vào Diệp Phàm và giận dữ hét lên. Ồn ào. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Bùm. Đột nhiên, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Ba con rồng và ba bóng voi khổng lồ trực tiếp lao ra và lao thẳng về phía các trưởng lão của tộc Cappadocia. Cẩn thận. Sắc mặt Các biến đổi, hét lớn một tiếng, nhưng đã quá muộn. Bóng dáng của long tượng kia trực tiếp đánh trúng những trưởng lão này, khiến thân thể của bọn họ nổ tung tại chỗ. Những trưởng lão có thực lực quân cảnh và vương cảnh của tộc Cappadocia này còn chưa kịp phản ứng đã bị nổ tung thành từng mảnh. Ngay lập tức, tất cả huyết tộc có mặt đều hít một hơi thật sâu, vô cùng chấn động. Nhưng sắc mặt Các lại cực kỳ khó coi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận sâu sắc, trên người hắn ta toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Ngay khi luồng sát khí này bộc phát ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy như chìm trong biển máu vô tận. Tôi muốn phải cậu chết. Các gầm lên một tiếng đầy tức giận với Diệp Phàm, vung móng vuốt và trực tiếp đánh ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bùm. Các vừa ra tay đã trực tiếp bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của huyết tộc, đánh về phía Diệp Phàm, ý đồ muốn giết chết hắn. Long tượng quyền. Diệp Phàm trực tiếp đánh ra một quyền, sức mạnh long tượng trong cơ thể bộc phát ra, hóa thành bóng dáng của long tượng, lao về phía Các. Rầm rầm rầm. Lập tức, đòn công kích của hai người va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Năng lượng ngút trời càn quét tới, trực tiếp đánh bay tất cả mọi người xung quanh. Phá! Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Hắn ra lệnh một tiếng, rồi bộc phát toàn bộ sức mạnh mà không chút dè dặt, nghiền áp một cách mạnh mẽ. Rắc! Ngay lập tức, móng vuốt sắc bén của Các trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ cánh tay của hắn ta nổ tung vì không thể chịu được sức mạnh từ nắm đấm của Diệp Phàm. Bùm! Thân thể Các bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu. Xoẹt xoẹt xoẹt! Khi Các bị Diệp Phàm hạ gục trong nháy mắt chỉ bằng một cú đấm, vẻ mặt của những huyết tộc khác có mặt ở đây đã thay đổi và trông rất khó coi. Muốn giết tôi chỉ bằng chút sức mạnh này sao? Đánh giá chính mình quá cao. Diệp Phàm nhìn Các, khinh thường nói. Các nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt đầy tức giận và không cam lòng. Cùng xông lên, giết cậu ta. Các trực tiếp ra lệnh. Hắn ta vừa ra lệnh, ánh mắt của tất cả các thị tộc lớn có mặt ở đây đều cứng lại, bọn họ đều điều động sức mạnh của huyết tộc, vỗ cánh lao đến tấn công Diệp Phàm. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy hơn 1000 huyết tộc lao tới, trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ khinh thường. Hắn tiến lên một bước. Kích hoạt long tượng bàn nhược công và lại tung ra một quyền nữa. Gào gào gào. Khi tung ra một quyền này, những tiếng gầm rú của rồng và voi vang lên, một con rồng và một con voi khổng lồ lao nhanh tới, lao về phía hàng nghìn huyết tộc này. Bùm bùm bùm. Ngay lập tức, hơn 1000 người của huyết tộc và rồng voi kia tấn công lẫn nhau, lực lượng của hai bên va chạm vào nhau, tiếng sấm sét không ngừng vang lên. Chẳng bao lâu, dưới những đòn tấn công mạnh mẽ, trong hơn 1000 huyết tộc này không ngừng có người nổ tung tại chỗ, máu đổ xuống như mưa máu. Cuối cùng, hơn một nửa trong số 1000 huyết tộc này bị trực tiếp giết chết, số còn lại đều bị ngã xuống đất, hộc máu điên cuồng. Lúc này, hiện trường hoàn toàn im lặng, lặng ngắt như tờ. Binh lính của Vương quốc Anh và Hoàng thất đều kinh ngạc đến ngơ ngác. Ngay cả vẻ mặt của Các cũng thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ánh mắt của hắn ta dán chặt vào Diệp Phàm. Diệp Phàm thì ngược lại, vẻ mặt khinh thường nói, nếu huyết tộc của các người không muốn bị tiêu diệt, tốt nhất đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Bịch bịch bịch. Ngay khoảnh khắc yên tĩnh này, từ xa đột nhiên vang lên những tiếng sấm vang dội, cả mặt đất đều rung chuyển, như thể có một đội quân hùng hậu đang lao tới. Đám người Diệp Phàm nhìn thoáng qua,
nhìn thấy xa xa có một luồng ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng rực rỡ này là một đội quân mặc áo giáp vàng. Họ chính là đội quân của các thánh kỵ sĩ do thánh điện cử đến, có khoảng 100.000 người. Vào lúc này, đội quân thánh kỵ sĩ gồm 100.000 người này đang bước đều tiến quân về đây với trường kiếm trong tay, đội hình này đáng sợ hơn nhiều so với đội quân 200.000 người của Vương quốc Anh. Với sự xuất hiện của đội quân gồm 100.000 thánh kỵ sĩ này, không khí tại hiện trường bị áp chế và trở nên căng thẳng. Và trước mặt đội quân 100.000 thánh kỵ sĩ này là 8 vị giáo chủ đến từ thánh điện. Đó là đội quân các thánh kỵ sĩ của thánh điện. Huyết Cơ nheo mắt lại, trầm giọng nói. Có nhiều người tới thật. Diệp Phàm cong môi. Rất nhanh, 8 vị giáo chủ kia đi tới trước mặt Diệp Phàm, một vị giáo chủ trong đó lạnh lùng nói. Hộ quốc thần tướng, cậu đã giết chết thánh đồ của thánh điện, hôm nay thánh điện của tôi sẽ chém cậu ra thành từng mảnh. Chém tôi thành từng mảnh. Giọng điệu không nhỏ chút nào. Diệp Phàm cười lạnh. Giết. 8 vị giáo chủ đồng thanh hét lên. Lập tức đội quân 100.000 thánh kỵ sĩ kia định lao về phía Diệp Phàm. Giết! 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 Đột nhiên, từ xa vang lên những tiếng hét lớn. Một lượng lớn người tiên đến đây và trực tiếp chiến đấu với đội quân của các thánh kỵ sĩ. Những người này là quân đoàn Bắc Cực do vua Bắc Cực lãnh đạo và liên minh cuồng chiến do Lôi Chiến lãnh đạo, một trong 9 người hầu của Tu La, tứ sư phụ của Diệp Phàm. Sau khoảng thời gian hồi phục này, quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến đã hoàn toàn bình phục, lần này hai bên đều cử ra mấy vạn người. Ngoài ra, hoàng tử Ross của nước Phần Lan, một trong 9 người hầu, cũng huy động mấy vạn quân Phần Lan đến. Và Lord, tộc trưởng của gia tộc Rockfish, cũng dùng sức mạnh khổng lồ để triệu tập hơn chục đội quân lính đánh thuê và hàng loạt tổ chức sát thủ xuất hiện tại đây. Mà Ám Minh, một trong 9 người hầu cũng huy động toàn bộ thành viên của tổ chức ám dạ lao tới. Ngoài những người do 5 người hầu này mang đến, 4 người hầu Huyết Phu, Diệp, Hắc Quả Phụ, U Ảnh và Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hổ và Tiểu Hổ đều xuất hiện ở đây. Đương nhiên bọn họ đã được Diệp Phàm liên lạc. Lần này ra nước ngoài, Diệp Phàm cũng không có ý định bình tĩnh giải quyết sự việc. Muốn làm thì hãy làm cho thật oanh liệt. Trong lúc nhất thời, thuộc hạ của Diệp Phàm trực tiếp chiến đấu với đội quân của Thánh Kỵ Sĩ. 8 vị giáo chủ kia nhìn thấy vậy thì vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn Diệp Phàm, không ngờ cậu còn có người giúp đỡ, nhưng hôm nay dù có ai đến thì cậu cũng phải chết. 8 vị giáo chủ nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Nói xong bọn họ đang muốn tấn công Diệp Phàm, nhưng lúc này lại có biến cố xảy ra. Chỉ nhìn thấy những chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện từ xa, hơn 100 chiếc xe tải cùng xuất hiện ở đây. Một lượng lớn những người mặc trang phục chiến đấu đen tuyền bước xuống từ trong xe tải, tay họ cầm đao màu đen sắc bén. Sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Nhóm người này có khoảng 3.000 người, đều tản ra khí tức đáng sợ, trong đó, một người đàn ông trung niên bước ra, trên người tản ra khí tức khiến người ta run rẩy. Khi nhóm người này xuất hiện, cuộc chiến của đám người Huyết Phu cũng dừng lại, tất cả bọn họ đều nhìn vào nhóm người này. Các người là ai? Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh lùng nói. Đại đế Caesar. Người đàn ông trung niên toát ra khí chất đáng sợ, làm người run rẩy lên tiếng. Đại đế Caesar. Diệp Phàm cau mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng khi những người khác có mặt ở đó nghe thấy từ đại đế Caesar, vẻ mặt của họ đã thay đổi. Thật sự là đại đế Caesar. Không ngờ là ông ta lại đến đây. Huyết Cơ nói với vẻ mặt nặng nề. Đại đế Caesar này là ai? Diệp Phàm hỏi. Trên thế giới này có 3 quân đoàn đứng đầu. Thực lực của bọn họ đủ để dễ dàng càn quét một quốc gia, trong đó có một cái là quân đoàn Sa Tăng, một cái còn lại là quân đoàn Khải Tát. Đại đế Caesar là chủ nhân của quân đoàn Khải Tát, thực lực của ông ta khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật, ngay cả những cường giả ở ngoại vực cũng không dám dễ dàng trở thành kẻ địch của ông ta. Huyết Cơ giới thiệu. Nghe xong lời này, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sáng. Với sự xuất hiện của quân đoàn Khải Tát do đại đế Caesar chỉ huy, bầu không khí tại hiện trường lại thay đổi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên, một số lượng lớn máy bay trực thăng xuất hiện phía trên không trung, hàng trăm chiếc trực thăng xuất hiện ở đây. Những sợi dây từ trực thăng lần lượt thả xuống và những bóng người nhảy xuống từ trực thăng. Những người này đều đeo các loại mặt nạ ác ma dữ tợn và đáng sợ, toàn thân tản ra khí tức lạnh lùng và khát máu. Bùm! Lúc này, một bóng người trực tiếp nhảy ra khỏi trực thăng, đáp xuống đất. Vang lên một tiếng gầm rú. Chân người này đáp xuống đất, khiến mặt đất sụp thành hố,
một luồng sát khí đáng sợ từ cơ thể người này tràn ra trong không khí. Người đàn ông này mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ ác ma màu đen trên mặt. Ông ta là chủ nhân của quân đoàn Sa Tăng, được mệnh danh là Đại Ma Vương Sa Tăng. Sa Tăng, không ngờ ông cũng tới. Đại đế Caesar nhìn Sa Tăng và khịt mũi lạnh lùng. Đại Ma Vương Sa Tăng. Nữ hoàng Eli nhìn Sa Tăng và kêu lên. Những người khác có mặt đều bị sốc khi nhìn thấy vị Đại Ma Vương này. Họ đều là chủ nhân của quân đoàn đứng đầu thế giới, danh tiếng hung ác của Đại Ma Vương Sa Tăng còn đáng sợ hơn Đại đế Caesar rất nhiều. Với sự xuất hiện của hai vị thủ lĩnh của hai quân đoàn hàng đầu thế giới là Đại đế Caesar và Đại Ma Vương Sa Tăng, bầu không khí tại hiện trường càng trở nên u ám hơn. Việc hai vị chủ nhân của hai quân đoàn hàng đầu cùng đứng chung sân khấu là điều cực kỳ hiếm gặp. Nếu cảnh tượng này lan truyền ra, cũng đủ chấn động toàn thế giới. Caesar, ông tới nhanh thật đấy. Đại Ma Vương Sa Tăng nhìn Đại đế Caesar, hừ lạnh một tiếng. Xem ra hôm nay ông và tôi đều có cùng mục tiêu. Đại đế Caesar lạnh lùng hét lên. Vậy để xem ai có thể bắt được cậu ta. Đại Ma Vương Sa Tăng nói, ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ sáng lên một cách lạnh lùng, nói, cậu là tên hộ quốc thần tướng kia, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Tuổi trẻ như vậy đã dám giết người trong quân đoàn Sa Tăng của tôi, chàng trai trẻ, cậu thật dũng cảm. Diệp Phàm liếc nhìn Đại Ma Vương Sa Tăng, nhếch môi nói, giết thì giết thôi, ông không phục sao? Đủ kiêu ngạo, tôi thích. Nhưng không biết cậu có đủ thực lực để kiêu ngạo hay không? Đại Ma Vương Sa Tăng cười lạnh, trên người tản ra khí tức khủng bố đến nghẹt thở. Thực lực của vị Đại Ma Vương Sa Tăng này đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Mà đại đế Caesar kia cũng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tản mát ra khí tức kinh khủng khiến người ta run rẩy. Hôm nay cậu ta thuộc về hội nghị hắc ám của tôi. Đột nhiên một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Khi tiếng hét này vang lên, bầu không khí tại hiện trường ngưng tụ lại, mọi người có mặt đều run rẩy trong lòng, toàn bộ bầu trời trở nên tối tăm hơn rất nhiều, như thể bóng tối vô tận sắp nuốt chửng bầu trời. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy một bóng người khoác áo choàng đen xuất hiện ở đây, phía sau là hàng vạn bóng người mặc áo choàng đen, giống như một đám quỷ đến từ trong đêm tối. Lúc này, cho dù là Đại đế Caesar hay Đại Ma Vương Sa Tăng đều liếc nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen dẫn đầu, bọn họ nói với giọng lạnh lùng, ông là ai? Nghị chủ hắc ám. Người đàn ông mặc áo choàng bước tới, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm bằng một đôi mắt đen nhánh không có đồng tử, đôi mắt của ông ta giống như một cái hang đen. Nuốt chửng trái tim của mọi người, khiến linh hồn người ta phải run rẩy khi nhìn vào đôi mắt này, như thể đang bị sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Nghị chủ hắc ám. Khi mọi người có mặt nghe thấy bốn chữ này, vẻ mặt của họ đều thay đổi. Danh tiếng của hội nghị hắc ám vô cùng vang dội, năm đó nếu không phải chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến với chủ nhân của võ minh, e rằng hội nghị hắc ám ngày nay còn sẽ đáng sợ hơn cả thánh điện và huyết tộc rất nhiều. Không ngờ ngay cả hội nghị hắc ám cũng sẽ xuất hiện. Nhóc con, cậu cũng khá nổi tiếng đấy chứ. Đại Ma Vương Sa Tăng nhìn Diệp Phàm, cười lạnh. Giờ phút này, nữ hoàng Eli đã hoàn toàn sửng sốt, bà ta không ngờ hôm nay lại có nhiều cường giả hàng đầu tới như vậy, mà những người này đều đến đây là vì Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, nữ vương Eli không khỏi thầm thắc mắc liệu việc bà ta hợp tác với Diệp Phàm có phải là một lựa chọn sai lầm hay không, một khi hôm nay Diệp Phàm xong đời, thì bà ta rất có thể sẽ bị liên lụy. Nhưng đã đến nước này, bà ta chỉ có thể hy vọng Diệp Phàm có thể đánh bại những người này. Người của hội nghị hắc ám các người đúng là không sợ chết, giết hết một đợt lại tới thêm một đợt. Diệp Phàm nhìn nghị chủ hắc ám kia, lạnh lùng nói. Cậu là đệ tử của Cổ Tam Thông, còn giết 9 vị chủ tịch hội nghị của hội nghị hắc ám, hôm nay chúng ta cùng nhau giải quyết cả thù mới hận cũ. Nghị chủ hắc ám nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Năm đó sư phụ của tôi không có tiêu diệt hết hội nghị hắc ám của các người. Hôm nay, tôi sẽ thay thế ông ấy tiêu diệt hoàn toàn hội nghị hắc ám, để cho đàn kiến chỉ xứng sống trong bóng tối như các người bị tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Phàm nhìn nghị chủ hắc ám, trên mặt đầy sát ý, hét lên. Giọng điệu của cậu cũng kiêu ngạo như Cổ Tam Thông, đáng tiếc, cậu không phải là ông ta. Nghị chủ hắc ám nói một cách thờ ơ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay sau đó, một lượng lớn người đã xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt, lại có mấy vạn người xuất hiện ở đây. Mỗi người bọn họ đều toát ra khí tức hung hãn, giống như một đám đao phủ từ trong núi thây biển máu đi ra. Các người là ai? Diệp Phàm liếc nhìn những người này, lạnh lùng nói.
tôi là điện chủ của Điện Thiên Tôn. Một người đàn ông mặc đồ trắng hét lên với vẻ mặt thờ ơ. Tôi là điện chủ của Điện Tam Tinh. Tôi là điện chủ của Điện Cuồng Thần. Tôi là điện chủ của Điện Thiên Lang. Thêm ba người nữa đứng ra và hét lên lạnh lùng. Bốn người bọn họ là thủ lĩnh của bốn tổ chức hạng nhất ở ngoại vực, mỗi người trong số họ đều có sức mạnh khủng khiếp. Ngoài bọn họ ra, còn có rất nhiều thế lực của ngoại vực xuất hiện ở đây, trong số đó Bất Phàm và Điện Thiên Thần đều là những thế lực đỉnh cao cùng đẳng cấp. Hơn nữa hôm nay bọn họ xuất hiện đông đảo ở đây, là vì dùng mạng sống của Diệp Phàm để đổi lấy 3.000 viên ngọc thạch từ Điện Thiên Thần. Thì ra là các người. Các người đến lấy mạng của tôi để đổi lấy 3.000 viên ngọc thạch từ Điện Thiên Thần sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhóm người này. Đêm qua khi liên lạc với đám người huyết phu, Diệp Phàm đã biết được chuyện Điện Thiên Thần dùng 3.000 viên ngọc thạch để giết hắn. Hôm nay những thế lực ngoại vực này xuất hiện ở đây, là để lấy mạng Diệp Phàm, đổi lấy 3.000 viên ngọc thạch có thể tăng cường thực lực cho bọn họ. Đúng vậy, nhưng trước đó tên nhãi danh là cậu đã giết người của bốn điện chúng tôi, cho dù không có số ngọc thạch đó, thì cậu cũng phải chết. Điện chủ của Điện Cuồng Thần toát ra khí thế hung bạo và hét lên lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, những cường giả ngoại vực này đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy tham lam. Bây giờ Diệp Phàm chính là cơ hội duy nhất để bọn họ nâng cao thực lực. Chỉ cần giết chết tên này, bọn họ sẽ có thể lấy được 3.000 ngọc thạch, có 3.000 ngọc thạch, thực lực của bọn họ sẽ có thể tăng lên đến cấp bậc cực cao. Hôm nay thật náo nhiệt. Đại Ma Vương Sa Tăng cười lạnh nói. Nhãi danh, đi chết đi. Lúc này, điện chủ của Điện Thiên Lang ra tay trước, bay thẳng và tấn công về phía Diệp Phàm. Bùm! Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên. Ngày hôm đó, điện chủ của Điện Thiên Lang đột nhiên bị một chưởng đáng sợ đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất nôn ra máu. Nhưng một chưởng này không phải do Diệp Phàm đánh ra mà là do một người đàn ông khác đột nhiên xuất hiện ở đây ra tay. Người đàn ông này mặc một chiếc áo choàng, toàn thân toát ra áp lực vô thượng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vẻ mặt của điện chủ của Điện Thiên Lang bị thương nặng kia và những cường giả của các thế lực ngoại vực khác đã thay đổi khi nhìn thấy người đàn ông này, trong mắt họ toát lên sự sợ hãi. Lúc này, ánh mắt của Diệp Phàm và mọi người có mặt đều tập trung vào người đàn ông đột nhiên ra tay khiến điện chủ của Điện Thiên Lang bị thương nặng. Người đàn ông này mặc áo choàng, trên mặt có một vết sẹo, một đôi mắt tỏa ra tia sáng lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Điện chủ của Điện Thiên Lang, điện chủ của ba điện khác có mặt ở đây và các cường giả của các thế lực ngoại vực nhìn người đàn ông này với vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt họ toát lên sự nỗi sợ hãi. Vĩnh Dạ Tả Sứ. Điện chủ của Điện Thiên Lang nhìn người này, hét lên một tiếng, thân thể không khỏi run rẩy. Hiển nhiên, người này đã mang đến cho ông ta một sự uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, nên mới khiến cho vị thủ lĩnh của một tổ chức hàng đầu ở ngoại vực phải khiếp sợ như vậy. Những người ngoại vực khác có mặt ở đây cũng cau mày khi nhìn người này, vẻ mặt nặng nề, vẻ mặt của bọn họ đều rất nghiêm túc, như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Vĩnh Dạ Tả Sứ. Diệp Phàm nghe được bốn chữ này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vĩnh Dạ Tả Sứ này chui từ đâu ra vậy? Không ngờ ngay cả người của Điện Vĩnh Dạ cũng tới. Huyết Cơ nhìn người này, cau mày, trầm giọng nói. Cô biết ông ta? Diệp Phàm liếc nhìn Huyết Cơ, cô ta trả lời, ông ta hẳn là Tả Sứ, một trong hai sứ giả Vĩnh Dạ của Điện Vĩnh Dạ, mà Điện Vĩnh Dạ là thế lực đứng đầu của ngoại vực, ngang hàng với Điện Thiên Thần, và điện chủ của nó được mệnh danh là Vĩnh Dạ Quân Vương. Một trong ba người đứng đầu của thần bảng, sức mạnh của ông ta được cho là đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Vị Vĩnh Dạ Quân Vương này cực kỳ thần bí, gần như chưa từng lộ mặt, mọi công việc của Điện Vĩnh Dạ đều do hai sứ giả Vĩnh Dạ chịu trách nhiệm. Mà tên tuổi của hai sứ giả Vĩnh Dạ cũng rất nổi tiếng ở ngoại vực, đặc biệt là Vĩnh Dạ Tả Sứ, nghe nói rằng ông ta có tính tình lạnh lùng, thủ đoạn đáng sợ và hành động tàn nhẫn, ông ta là người khiến tất cả các thế lực lớn ở ngoại vực nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Điện Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ Quân Vương. Nghe Huyết Cơ nói xong, trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng. Người của Điện Vĩnh Dạ cũng tới đây, hôm nay đúng là thể loại nào cũng đều xuất hiện. Đại Ma Vương Sa Tăng cười lạnh. Lúc này, khi Tả Sứ Vĩnh Dạ xuất hiện, vẻ mặt của những người ngoại vực có mặt đều trông rất khó coi. Những người này về cơ bản đều đến từ các tổ chức hạng nhất hoặc hạng hai ở ngoại vực, và về cơ bản không có người nào từ các thế lực cấp cao nhất của ngoại vực. Suy cho cùng, với thực lực của các thế lực đứng đầu ở ngoại vực, cũng không cần 3.000 viên ngọc thạch của Điện Thiên Thần. Điều mà họ không ngờ tới là Điện Vĩnh Dạ, thế lực đứng đầu ở ngoại vực cũng đến,
hơn nữa người đến còn là Vĩnh Dạ Tả Sứ, một trong hai vị sứ giả Vĩnh Dạ khiến người ta nghe danh thôi đã rất sợ hãi. Với thực lực của Điện Vĩnh Dạ và danh tiếng của Vĩnh Dạ Tả Sứ, nhóm người từ ngoại vực này sẽ không dám trở thành kẻ địch với vị Vĩnh Dạ Tả Sứ này. Điện Vĩnh Dạ của tôi muốn người này. Lúc này, Vĩnh Dạ Tả Sứ liếc nhìn nhóm người từ ngoại vực và nói một cách lạnh lùng. Lời nói của ông ta không thể nghi ngờ, đám người của ngoại vực chỉ cúi đầu, không ai dám nói một lời. Ngay cả điện chủ của Điện Thiên Tôn, Cuồng Thần, Tam Tinh đều im lặng, không dám nói không. Lúc này, không khí như bị đóng băng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Điện Vĩnh Dạ của các người muốn bắt cậu ta, không dễ dàng như vậy đâu. Khi giọng nói này vang lên, một nhóm người xuất hiện ở đây. Nhóm người này đều đeo mặt nạ đầu lâu và trông rất đáng sợ. Người đàn ông dẫn đầu là một người đeo mặt nạ đầu lâu toát ra một khí tức lạnh lùng và đáng sợ, khiến người ta run rẩy không thể giải thích được, có cảm giác như bị đóng băng. Người của Điện Khô Lâu. Xoẹt. Lập tức, những người từ thế lực ngoại vực có mặt nhìn vào những chiếc mặt nạ đầu lâu trên mặt những người này, vẻ mặt của họ lại thay đổi, họ nhìn chằm chằm vào nhóm người đeo mặt nạ đầu lâu này với vẻ mặt nặng nề. Những người này lại là ai nữa? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Điện Khô Lâu. Chẳng lẽ là Điện Khô Lâu, một trong những tổ chức hàng đầu của ngoại vực sao? Huyết Cơ nhìn nhóm người này, ánh mắt lóe lên, giới thiệu, tôi không biết nhiều về Điện Khô Lâu lắm, nhưng nghe nói rằng điện chủ của Điện Khô Lâu, Khô Lâu Vương, là cường giả hàng đầu của thần bảng, cũng là một nhân vật đáng sợ. 3.000 ngọc thạch này có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Mà lại thu hút được nhiều thế lực hàng đầu của ngoại vực như vậy. Diệp Phàm cong môi, tò mò nói. Thực lực của Điện Khô Lâu và Điện Vĩnh Dạ ở ngoại vực không kém gì Điện Thiên Thần, họ không thể nào thiếu 3.000 viên ngọc thạch này được, lần này họ đến đối phó anh, e rằng không phải chỉ vì lấy 3.000 viên ngọc thạch này. Huyết Cơ suy đoán. Điện Khô Lâu các người cũng định ra tay với cậu ta à? Vĩnh Dạ Tả Sứ nhìn vị cường giả dẫn đầu Điện Khô Lâu, lạnh lùng nói. Theo lệnh của điện chủ chúng tôi tới đây để dẫn đệ tử của Tu La về gặp ông ấy, nếu ai dám cản trở thì sẽ bị giết không thương tiếc. Vị cường giả dẫn đầu Điện Khô Lâu lạnh lùng hét lên. Xem ra bọn họ tới đối phó tôi là vì tứ sư phụ. Khi Diệp Phàm nghe được lời nói của cường giả Điện Khô Lâu, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Tứ sư phụ của anh là sát thần Tu La. Lúc này, vẻ mặt của Huyết Cơ thay đổi, cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Cô cũng biết tứ sư phụ của tôi sao? Diệp Phàm liếc nhìn Huyết Cơ, tò mò nói. Tôi hiểu rồi. Huyết Cơ trông như đã hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Đúng lúc này, Vĩnh Dạ Tả Sứ nghe được lời nói của cường giả Điện Khô Lâu, lạnh lùng quát, hôm nay tôi nhất định phải có được người này, nếu ai muốn bắt cậu ta đi thì phải giết tôi trước. Vĩnh Dạ Tả Sứ, ông thực sự cho rằng mình là bất khả chiến bại. Vị cường giả dẫn đầu Điện Khô Lâu trông có vẻ lạnh lùng. Một luồng sát khí khổng lồ bùng phát ra từ cơ thể ông ta, bao trùm khoảng không xung quanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Mà vị Vĩnh Dạ Tả Sứ kia đang muốn ra tay, nhưng lúc này Đại Ma Vương Sa Tăng lại nói, các người không cần phải tranh giành, Sa Tăng tôi muốn người này, bất cứ ai dám tranh giành với Ma Vương này sẽ là kẻ địch của quân đoàn Sa Tăng, đối xử với kẻ địch, nguyên tắc nhất quán của quân đoàn Sa Tăng của tôi là... Giết! Ngay khi lời nói của Sa Tăng vừa thốt ra, đám người của quân đoàn Sa Tăng mà ông ta mang theo đều toát ra sát khí đáng sợ và đồng thanh hét lên. Tôi muốn tên này, nếu có người muốn cướp thì phải hỏi ta xem quân đoàn Caesar của tôi có đồng ý hay không. Lúc này, đại đế Caesar lạnh lùng nói, quân đoàn Caesar sau lưng ông ta trực tiếp đưa vũ khí ra, làm tư thế chiến đấu. Cậu ta nhất định phải chết dưới tay tôi. Nghị chủ Hắc Ám bước một bước về phía trước. Trên người tản ra năng lượng hắc ám vô tận, một đôi mắt không đồng tử phát ra ánh sáng đen tối, như thể muốn nuốt chửng trời đất. Mạng sống của cậu ta chỉ có thể thuộc về thánh điện của tôi. Ngay lập tức, 8 vị giáo chủ của thánh điện cũng đứng dậy và hét lên với vẻ mặt đầy sát khí, đội quân của các thánh kỵ sĩ đều vung kiếm lên, tản ra khí tức giết chóc ngút trời. Lúc này, Diệp Phàm trực tiếp trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, hắn nhún vai nói, tôi không ngờ có một ngày tôi lại nổi tiếng như vậy. Nhưng nếu muốn bắt tôi thì không phải các người cần phải hỏi ý kiến của tôi trước sao? Nhóc con, cậu cảm thấy hôm nay cậu còn có lối thoát nào khác sao? Đại Ma Vương Sa Tăng nhìn Diệp Phàm, cười lạnh. Hôm nay cậu phải chết. Nghị chủ Hắc Ám hét lên với vẻ mặt đầy sát khí.
ông ta định trực tiếp tấn công Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, các người thật to gan, dám chạm vào người đàn ông của bổn hoàng. Đi kèm với thanh âm lạnh như băng là một cỗ hàn khí lạnh thấu xương quét tới, bao phủ toàn bộ vương quốc Anh. Giờ khắc này, nhiệt độ hiện trường trực tiếp hạ xuống dưới 0 độ, tất cả mọi người đều không tự chủ mà dùng mình một cái, lạnh đến phát run. Ánh mắt mọi người nhìn qua, phía xa xa có một cô gái váy dài màu lam, đầu đội mũ bông tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất cao quý lạnh lùng đi tới. Trên người cô gái này tản ra khí lạnh thấu xương, những người chắn ở trước mặt vội vàng lui ra ngoài, không dám tới gần. Xung quanh cô còn có một đám người mặc đồ trắng như tuyết đi theo, thị nữ nào cũng mang biểu cảm lạnh tanh, tất cả đều có thực lực trên tông cảnh. Lúc này mọi người ở đây nhìn cô gái vừa tới, ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô gái này không phải ai khác, chính là nữ hoàng băng tuyết của băng tuyết thần quốc mà Diệp Phàm gặp được lúc ở Lang Quốc. Chỉ là đối phương sao lại xuất hiện ở đây? Phút. Lúc này, nghị chủ hắc ám không để ý tới nữ hoàng băng tuyết, ông ta trực tiếp giết về phía Diệp Phàm, năng lượng hắc ám bộc phát ngập trời, hóa thành một cái hố đen hỏng cắn nuốt Diệp Phàm. Ầm. Ngay sau đó, ánh mắt nữ hoàng băng tuyết híp lại, một cỗ hàn khí khủng bố quét ra, trực tiếp xuyên qua không gian phóng tới hướng nghị chủ hắc ám, đóng băng toàn bộ hố đen mà ông ta vừa dùng toàn bộ sức mạnh để bộc phát. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Rắc rắc rắc. Mấy giây sau, băng tuyết trên người nghị chủ hắc ám vỡ nát ra, thân thể ông ta lần nữa xuất hiện, nhưng trong miệng lại phun máu, bị thương nặng. Ánh mắt nghị chủ hắc ám nhìn nữ hoàng băng tuyết bằng ánh mắt khó tin, cô là ai? Động tới người đàn ông của bổn hoàng, giết. Nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng nói. Một giây sau, nữ hoàng băng tuyết liền xuất hiện ở trước mặt nghị chủ hắc ám, bàn tay trắng nõn như tuyết trực tiếp đánh về phía nghị chủ hắc ám. Ánh mắt nghị chủ hắc ám khựng lại, điều động toàn lực ngăn cản đòn tấn công của đối phương. Ầm. Lực lượng hai người va chạm với nhau, truyền ra tiếng nổ rung trời. Phụt. Nghị chủ hắc ám phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể trực tiếp bay ra ngoài nện xuống mặt đất. Bịch. Nghị chủ hắc ám bị thương nặng, vẻ mặt mọi người đều thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Còn ai muốn chết? Nữ hoàng băng tuyết uy nghiêm, giọng nói của cô như băng tuyết, lạnh tới thấu xương. Phút, phút, phút. Tám đại giáo chủ của Thánh Điện, đại đế Caesar, đại ma vương Satan, vĩnh giả tả sứ, đám cường giả khô lâu đều xông về phía nữ hoàng băng tuyết. Đối mặt với những cường giả này, vẻ mặt của nữ hoàng băng tuyết vẫn hờ hững, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Bùm! Trên người nữ hoàng băng tuyết bắn ra một cỗ khí tức khủng bố, những bông tuyết bay xuống đầy trời. Giờ phút này mọi người chỉ cảm giác mình đã bước vào mùa đông khắc nghiệt. Bông tuyết bay lượn đầy trời, khiến cho người ta lạnh đến thấu xương.